luôn mấy chị nha. Mấy chị ơi, chấm chấm dùng cho Hải với, coi nó có bị ăn nữa không mấy chị. Chị nha, chết rồi, bữa nay không có thấy chị nào luôn á, nó còn bị ẩn hơn được trước luôn mấy chị ơi. Rồi chia sẻ like dùng cho Hải nha mấy chị nha, tương tác dùng cho Hải với, xỉu xỉu rồi mấy chị ơi. Em cái này, em chỗ này có mấy cục đó. Mẹ nó bị ẩn hơn hôm trước rồi mấy chị. Không không em ở đây mấy cái cục hàng gối rồi kìa. Đây chị nó. Ok, dùng ở đây cho chị mấy cái đó. Rồi chia sẻ like dùng cho Hải với, tương tác nha mấy chị nha. Hôm nay lên nhiều hàng đẹp lắm, siêu nhiều hàng đẹp luôn. Rồi chia sẻ like tương tác cho Hải với. Rồi là giờ là còn chừng đây hàng bôn đó mấy chị, tặng hết nha. À lẹ ngồi yến nè. Lẹ ngồi yến ở Long An nè. Cái này là sao vậy bé? Bốn trước à đem vô à. Thảo ở Duy Tân, Duy Xuyên, Quảng Nam à, 0707 573014. Đây này, Vi này, có phải Vi bơm trước không vậy? Có một đâu. Vi, Vi Thảo này là Ngọc Vi. Chị Nguyễn Phương ơi, đơn hàng cái nó quay về cái em gửi lại chị hôm bữa em gửi nhầm á chị. Rồi hello mấy chị nha, vô luôn nha mấy chị yêu nha, cắt bôm rồi lên hè. Rồi chia sẻ like dùm cho Hải với, trời ơi Hải cắt tao Hải biết Hải thấy cái con đầm siêu phẩm này luôn á. Chưa vào rồi chia sẻ like lên với em mấy chị ơi. Thấy Kim Oanh ạ. Mấy chị, trời ơi mấy chị nhớ cái đầm siêu phẩm này không? Ôi không có hàng để like luôn ấy nha mấy chị yêu nha. Rồi con mình dùng cho em mã tặng đầm dùm cho em với giá là 19k dùm cho em. Con này không có hàng để like luôn đó mấy chị nha, mấy chị yêu nha. Hãy nhớ là hãy về hai màu, hãy có màu kem với lại màu hồng ha. Và màu hồng hãy bán chạy nhất luôn ấy, màu hồng hãy về tới mấy được luôn nha mấy chị yêu nha. Nhưng mà hết hàng rồi, không cũng không có hàng sale nữa luôn đó mấy chị nha, mấy chị yêu nha. Rồi con mình dùng cho em mã tặng váy 19k dùm cho em. Lên liền em mã tặng váy 19k nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã tặng váy 19k. Em cắt hết cái hàng bôm này em tặng luôn á mấy chị. Tặng váy 19k luôn với em đi mấy chị nhở. Lên liền em mã tặng váy 19k nha mấy chị nha. Ủa Lê Thảo 392 rồi, Lê Thảo khách quen hay khách mới vậy? Quen. Hả? Quen. Mà sao lại có đơn hoàng nè? Bây giờ kiểm thông kiểm tra gì đó, cứ đơn hoàng người ta ưng mua mua ưng bán bán. Đơn đi rồi chị Ngọc Ngọc nha. Bữa nay chị nào mà quen mà đơn hoàng vì không có lý do thì thôi khỏi luôn. Rồi lên liền cho em mã tặng đầm dùm cho em ha, tặng đầm 19k dùm cho Hải. Trời ơi toàn là hàng đẹp không mấy chị ơi, thiệt sự luôn á. Quỳnh Quỳnh HK chia sẻ like lên cho em rồi đã lên mã mấy chị ơi. Mấy chị nhìn mấy cái đầm như thế này không có hàng để lai luôn á, xong rồi đơn hoàng về mấy chị thiệt bó tay thật sự luôn á nha mấy chị yêu nha, không biết nói sao luôn á. Đây là mấy nhiều lúc là có mấy đơn của khách quen không đó mấy chị, mấy chị mua nhà em hình như là tuần nào cũng có đơn luôn á, xong rồi lâu lâu lại có một cái đơn hoàng mấy chị nha mấy chị yêu nha. Ví dụ như con váy này là hàng không có em để lai luôn á mấy chị nha, mấy chị yêu nha. Em về 3-4 đợt, đợt nào cũng hết luôn nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã tặng váy 19k dùng cho em có hai con em tặng hai chị ha, ba con nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã tặng váy 19k dùng cho em. Tặng váy 19k em chốt cho ba chị chia sẻ like nhiều nhất nha mấy chịu nha. Đây là mấy chị tương tác chia sẻ like lên, tương tác mình tay lên nha mấy chịu nha. Không mình dùng cho em mã này là mã tặng váy 19k kèm số điện thoại dùng cho em với. Kèm số điện thoại vô nha mấy chịu nha. Chị nào là khách mới á, thì mấy chị nhớ là kèm số điện thoại vô cho Hải với để Hải biết nha mấy chịu nha. Rồi không mình dùng cho em mã này là mã tặng váy 19k kèm số điện thoại dùng cho em. Tặng váy 19k nha mấy chịu nha. Em có ba con em tặng cho ba chị ha. Chia sẻ like tương tác lên mấy chị ơi, sao nó cứ 138 người xem không có tương tác luôn vậy mấy chị.
tương tác lên cho Hải một chút xíu nha mới chịu nha. Rồi không, mình dùng cho em mã này là mã tặng váy 19k, dùng cho em tặng váy 19k nha mới chịu nha. Rồi chốt cho chị đầu tiên này, lên đi dùm cho em mã tặng váy nha mới chịu nha, bốn con luôn. Tặng váy 19k mã đầu tiên với Hồng Phúc 326 rồi. Rồi con mình liền mấy chị ơi, nhanh lên mấy chị ơi, bữa nay Hải nói hơi bị nhiệt miệng một chút xíu nên là Hải nói hơi bị khó nghe nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã này là mã tặng váy dùng cho em, nó hơi bị lớ lớ mấy chị. Hãy gọi giống như là bị chớp chớp đó mấy chị nha. Rồi con mình dùng cho em mã tặng váy kèm số điện thoại dùng cho em. Em có 4 con em tặng cho 4 chị nha, nên là mấy chị kia sẽ like lên, nhanh tay lên. Lên liền em mã tặng váy dùng cho em mấy chị. Tặng váy 19k với Phương Thảo 991. Đó, trời ơi. Trời mấy chị nè, cái con váy này là hàng mà em hoặc luôn á. Em hết rồi mà có nhiều bạn còn lôi mấy cái hình mà cũ em đăng á, lại hỏi chị ơi còn mấy cái mẫu này hay không luôn á. Em nói thật sự luôn á mấy chị, nhưng mấy chịu nha. Mà mấy chị nở lòng nào mấy chị bôm hàng của em thì em bó tay luôn á, nhưng mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã tặng váy dùng cho em. Bữa nay làm gì có vụ mà cầm 100 ngàn mà đi mua được cái váy, mấy chị cầm 79 ngàn mà đi mua được cái váy lên với em ạ. Nhưng mấy chịu nha, mà tan mát xịn sò như thế này mà mấy chị bôm của nhà em thì thôi, em khẳng định luôn á, không bao giờ đi mua hàng chỗ khác được luôn á, nhưng mới chịu nha. Rồi lên liền cho em mã tặng váy kèm số điện thoại dùng cho em, chia sẻ like lên nha mới chịu nha. Chốt liền cho em mã tặng váy kèm số điện thoại dùng cho em nè mấy chị nè. Tặng váy kèm số điện thoại nha mấy chị. Lên mã liên tục với em đi mấy chị ạ, tặng váy 19k. Mấy chị ơi, không mình liên tục lên nha, đừng không mình một lần, không mình một lần là người khác người ta không mình nhiều, người ta đẩy mình lên là mình không có được chốt nha mấy chị. Tặng váy 19k với Minh Nhật Nguyễn. Nha mấy chị ơi nha, hàng tặng là như vậy đó mấy chị, là mấy bạn phải không mình nhiều lên, không mình mà một lần là đảm bảo không bao giờ được nha mấy chị ơi nha. Tại vì người khác người ta không bình nhiều, người ta đẩy mình lên rồi mấy chị nha, mấy chịu nha. Và bây giờ hiện tại là mình chỉ thấy một mình không mình học, hoặc là mình thấy hai ba người thôi mấy chị, hoặc là lâu lâu nó nhảy lên một cái không mình thôi nha mấy chịu nha, chứ không thấy hết được nha mấy chịu nha, tùy theo máy. Có nhiều chị là không thấy không mình của ai hết. Còn quán mười chín như Nguyễn Thủy nha mấy chịu nha, nên là mấy bạn cố gắng tương tác lên, đừng có nghĩ là một mình không mình đâu mấy chị, nhiều bạn không mình lắm, một đống người không mình luôn, nhưng mà nó bị giận đó mấy chị nha, mới chịu nha. Rồi em có hai con váy body nè mấy chị nè, hai con váy body nha mới chịu nha. Con này là hàng đợt tết á, em bị bôn thôi mấy chị, em bôn về nhưng mà bưu nó kêu là nó để trong góc nó quên mấy chị, bây giờ nó mới trả cho nhà em. Rồi em tặng luôn cho mấy chị luôn 9k luôn. Lên liền em mã tặng váy 9k, em có hai con nha mới chịu nha. Tặng váy 9k, em có hai con duy nhất nè mấy chị nè, hai con duy nhất nha mới chịu nha. Chốt liền em mã tặng váy 9k, em chốt cho hai chị nè. Rồi, tặng váy 9k giúp em ạ. À, hai con. Rồi em có hai con áo phông. Tặng váy 9k cho hạt mưa nhỏ. Rồi em có hai con áo phông nha mấy chị nha. Hai con áo phông nè, hai con áo phông nha. Em tặng luôn cho mấy chị luôn với giá là 15k luôn. Lên liền cho em mã tặng 9k chứ Hương Phạm, Hương Phạm. Rồi lên liền cho em mã tặng 15, hai con áo phông hãng nha mấy chịu nha, hàng nẹp cổ dùng cho em ha. Hàng nãy bạn mua ở ngoài là hàng 140, 160 đó nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã tặng phông dùng cho em với giá là 15k dùng cho em. Em có duy nhất hai con, chốt nhanh dùng cho em mã tặng phông 15.000 dùng cho em. Tặng phông 15.000, em có hai con. Tặng phông 15.000 lên giúp em chứ Mỹ Hiền nè. À, anh đang xem em chia cho mấy chị một con mấy chị ạ. À, rồi lên nhanh nha mấy chịu nha. Con tặng này phong là 15k lên giúp em. Rồi set bi duy nhất một set luôn, hết sạch trong kho luôn. Rồi tặng nốt cho mấy chị luôn. Phong 15 cho An Bin. Rồi lên liền cho em mã này là mã tặng set bi dùng cho em, 5k dùng cho em. Rồi lên liền em mã tặng set bi 5k nha. Tặng set bi dùng cho Hải với giá là 5k. Rồi bắt đầu em lên tặng cho mấy chị mấy cái mã này luôn. Này có 4 con, 5 con nữa. Set bi 5k lên giúp em ạ. À, trời ơi con này là hàng beauty wear luôn nè mấy chị nha. Xịn sò, ui đẹp chưa. Tặng số bi 5k chứ hiệu Kim Oanh. Rồi con này 32. Rồi bắt đầu em lên nha mấy chị nha. Bắt đầu em lên, bắt đầu là bây giờ là những chị nào mà không mình nhanh mới có nha. Tại vì cái mẫu máy này. Rồi em tặng luôn nha mấy chị đầu like con này luôn. Lên liền cho em mã A1 dùm cho em với giá là 79.000. Size của Hải đang cầm là size cho mấy chị 55kg đổ lại men ok dùm cho em ha. Rồi lên liền cho em mã này là mã A1 dùm cho em với giá là 79.000. Con này là hàng tay bồng nha, và vải này siêu siêu mát cho mấy chị luôn, hàng hai lớp nha mấy chị nha. Dáng của nó là dáng dài nè mấy chị nè, 79.000 nha mấy chị nha. 79.000 không đủ tiền công hai cái váy này luôn đó, em nói thật sự luôn á. Lên liền cho em mã A1 dùm cho em 79.000 dùm cho em, xinh lắm mấy chị nha. Lên liền cho em mã A1 dùm cho em 79.000 dùm cho Hải. A1 79.000 lên giúp em ạ. Lên liền cho em mã A1 dùm cho em nha mấy chị nha. Cứ dùng cho em mã dùm cho Hải. A1 dùm cho em 79.000 dùm cho Hải. A1 79.000 cho Đặng Bích Ngân. Lên liền mã A1 79.000 giúp em đi mấy chị ạ.
vừa xem vừa chống tương tác vừa chia sẻ like lên cho em nó mới chịu. Đầm hồng mã A179 ngàn cho em ạ. Lên liền cho em ạ, A1 em mới chịu nha, 79 ngàn. Ồ đúng rồi, bên máy bên này nó cũng không có nên mới chịu thôi. Ôi xỉu mắt thôi. Rồi con này em có được 2 con nè, một con hồng, một con một con màu đặng kem. Đặng Minh Ngân có rồi chị nhá. Cái này là một con hồng, một con kem nha, giá là 79 ngàn. Một con áo tan tốt nha mới chịu nha. Cái này mà lúc em tắt like á, có nhiều chị hỏi em á, nhưng mà em báo hết nha mới chịu nha. Tại vì là khách, cái này là khách chốt mà dạng như gọi không nghe máy nha, em bỏ ra đó mấy chị. Em còn sót được có mấy set thôi, nên là chị nào lấy thì chốt nhanh nha mới chịu nha. Áo tan tốt này bữa nay trên thị trường bạn đi sỉ là hàng, giá là 101, 120 nha mới chịu nha. 101, 120, nhưng mà cái chất của nó không phải là như cái chất này đâu nha. Mấy bạn nhận hàng bạn thấy liền nha mới chịu nha. Có một con áo ba lỗ bên trong cho mình nữa nè, 79 ngàn nha mới chịu nha. Lên liền cho em mà A2 kèm màu dùng cho em, màu kem và màu hồng dùng cho em. Rồi lên liền cho em mà A2 kèm màu nha mới chịu nha. A2 kèm màu, kèm hồng dùng cho em, kèm màu dùng cho em. Áo tan tốt nha mới chịu nha. Áo tan tốt này chắc đẹp lắm, siêu siêu đẹp luôn á mấy chị, nha mới chịu nha. 79 ngàn kèm màu, màu kem và màu hồng dùng cho em, hai màu nha mới chịu nha. Lên màu dùng cho Hải đi mấy chị. Ủa sao lại không có tương tác mấy chị? Áo tan tốt kèm màu kem và hồng với em 79 ngàn mấy chị ơi. Lên liền cho em mà áo tan tốt kèm màu, 79 ngàn hai màu cho Phương Phương tròn. Trời ơi đẹp muốn chết luôn đó mấy chị ơi. Em còn một con màu hồng đó mấy chị nhá. Em còn một con màu hồng đó mấy chị. Có chị Phong Lan một con màu hồng gì hả? Ôi trời ơi chị Phong Lan lấy cái set này nè, em sale 89 ngàn chị lấy nhanh nè. Ở đâu đi bé? Size của Hải đang cầm là size 52, cái đổ lạnh này ok ấy. Em tặng mấy chị cái set này 89 ngàn luôn nha. Lên liền cho em ạ, A3 dùng cho em, 89 ngàn dùng cho em. Trời ơi cái set này em không nhớ luôn á mấy chị. Thấy chị Huyền Nhân Ston á. Trời ơi, lên liền cho em ạ A3 nha, 89 ngàn dùng cho em nè. Duy nhất được 3 set nè, giờ lấy thì chốt liền cho em. Ui đẹp lắm luôn ấy. Hàng tan này mấy chị yên tâm nha, chỉ là hàng bạn đi sỉ là hàng 140, 160 rồi đó nha. Lên liền cho em Hải dùng cho em A3 89 ngàn cho VV 837. Lên liền cho em mà A3 dùng cho em, 89 ngàn dùng cho em. Lên liền nữa cho em mà set mà A3 89 ngàn cho Phương Phương Trần. Rồi đẹp lắm luôn á trời. A3 89 cho Phong Lan. Có một cái set màu trắng nữa đó, chị nào ưng lấy trắng thì đi trắng dùng cho em. A3 cho Nguyễn Thị. Nguyễn Ngân bên rớt cặp 44 thôi. Hả? Nguyễn Ngân. Sao? Bên chuyển bộ 44. Rồi cái này chị, lên liền. Chị Nguyễn Ngân ơi, cái đơn hàng mình em thu ship không? Em gửi về địa chỉ cũ đi, có không sao đâu chị hả? Rồi cái này lên liền cho em mã nha mới chịu nha. Cái này là em có set 31, em sẽ tặng cho mấy chị với giá là 89 ngàn. Mấy chị lên màu dùng cho em ha. Em có hai màu, màu trắng và màu đen, và em không nói dốc mấy chị luôn á. Khách em thấy em bán cái set này 89 ngàn á, gửi qua liền mấy chị. Hải, chị thấy bạn kia bán với giá là hàng 220 á, y như nhà Hải luôn nha mấy chịu nha. Em bao chắc bao vải cho mấy chị cái set này luôn nha mấy chịu nha. Với giá là 89 ngàn, 55, 56 cái đổ lạnh men ok. Lên liền cho em mà A4 kèm màu, em có hai màu, màu trắng và màu đen. Set 34 nha mấy chịu nha. Chị nào lấy thì chốt nhanh dùng cho em. Ghi liền cho em mã dùng cho em. A4 kèm màu trắng đen lên giúp em 89 ngàn. A4 kèm màu, màu trắng và màu đen với giá là 89 ngàn dùng cho em. Lên lệ dùng cho em mã A4 nha mấy chịu nha. A4 chụp dụng có mấy cái kệ đó xuống đi. Rồi lên liền cho em mã A4 kèm màu nha mấy chịu nha. Set đó đẹp lắm luôn á. Xin em bất bình cho mấy chị cái set đó nha. A4 set 3 món kèm màu lên giúp em trắng đen ạ. Kèm màu dùng cho em, màu trắng màu đen dùng cho em. Set này em còn một set nha mấy chị. A5 89 ngàn có set gì nhất không? Cái này em ôm được sale ở đâu mấy chị ơi, không nhớ nữa luôn á. Không nhớ hàng này về khi nào mấy chị mà bán lại. Rồi sao về chống tương tác về chia sẻ la lên giúp em đi mấy chị hả? Không có thấy công mình của ai chơi mấy chị ơi. A4 kèm màu trắng đen lên cho em 89 ngàn đi ạ. Dùm cho em mà A5 dùm cho em nè, 89 ngàn, size 55 cái đổ lạnh nha ok nè. Mấy chị ơi tương tác lên quá mấy chị ơi. Cái này này ưng mua hàng rẻ mà không có chịu không tương tác cho Hải gì. A4 kèm màu lúc em đi chị Phương Nguyễn nha. Mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mà A5 dùm cho em. Rồi cái dùm cho em mà A5 nha mấy chịu nha. Y như cái set lúc nãy á mà nó là áo màu trắng nha mấy chịu nha. Quần là quần vằn dùng cho em nè. A5 chứ Phương Phương tròn. Thiệt sự luôn á. Mấy ché ơi mấy ché. Mấy ché ưng mua hàng rẻ mà mấy ché không bao giờ tương tác cho Hải luôn á. Rồi lên liền cho em mà A6 dùm cho em nè. A6 nha mấy chịu nha. 99 ngàn một con quần tắc ta kèm cho mấy chị một con áo. Đây set này là ôm sale được rẻ thì bán rẻ cho mình á. À đúng rồi. Chị Tiết Lê có đang xem không chị? Chị lấy cái set này về được cái quần tắc ta nè. Tại vì Hải về quần cái quần tắc ta riêng lại bán 120 đó. Cái này Hải về được rẻ nha. Mà Hải bao cho mấy chị cái quần tắc ta luôn chắc đẹp lắm. Lên liền cho em mà A mấy? A6. Lên liền cho em mà A6 dùng cho em ha.
99.000 luôn mấy chị. Lên liền em mà A6 99.000 luôn. A6 chứ hồng khoa. Đúng A6 là mấy chị, A6 đẹp lắm luôn á. Giờ lấy liền mà A6 cho em 99.000 hả? Dạ A6 đẹp lắm. A6 cho em. Trời ơi, thầy ơi. Cái tâm kỳ tầm khoảng ngày mai mấy chị nhận được rồi nhá. Xếp cho 99.000 cho mai mai. Một xếp hai có hai xếp. Lên liền cho em mà A7 99.000 dùng cho em. Mai mai một xếp em ha. Thầy nói thật luôn ấy. Cái quần chắc mango này mấy chị. Cái quần chắc mango nha, 55 cái đổ lại mang ok, kèm cho mấy chị cái áo bi nè. Trời ơi, sếp này đẹp nhất nách luôn. Lên liền cho em mã mấy? A7 dùng cho em ha, 55-56 cái đều mang được luôn, 99.000. Lên liền cho em mã A7 nha mấy chị luôn nha, 4 sếp duy nhất. Ui, cái sếp này đẹp quá trời đẹp luôn mấy chị ơi. A7 lên giúp em đi ạ. Lên liền cho em mã A7 nha mấy chị luôn nha. A7 cho mai mai 2 sếp. Rồi lên liền cho em mã A8 đầm ND nha, tặng mấy chị con này 89.000 luôn. A7 cho Hùng Khoa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ghi liền cho em mã này là mã A8 dùng cho em ha. Hàng ND nha, sale nhanh cho mấy chị 89.000 luôn. Chị nào lên nhanh là có nha mấy chị nha, em mới học luôn ấy. Hiện tại bây giờ nha mấy chị nha, mấy bạn không bao giờ cầm được 100.000 mà đi mua một cái đầm được cái đầm ND hết trơn mấy chị. Em bán rẻ cho mấy chị gấp phải 4 lần nha mấy chị nha. Con đầm ND bạn ra ngoài bạn mua 400 mấy ngàn đó, em nói thật sự luôn á. Em không bao giờ em nói dốc mấy chị luôn á nha mấy chị nha. Người ta có ôm xẻ rẻ như Hải á, người ta cũng bán cho mấy chị con đầm này 185.000 đó nha mấy chị nha. Chiều lấy thì chốt liền cho em mã dùm cho em. Bao nhiêu? Lên liền cho em mà A8 đầm ND. A7 99.000 luôn, nãy em còn một set giờ lên liền với em ạ. Trời ơi, em nói thật sự luôn á, mấy bạn khác mà người ta bán ôm rẻ như nhà Hải này, người ta cũng bán mấy chị giá gấp đôi à, không bao giờ có giá như thế này luôn. Hải bán quá là rẻ luôn á. A8 89.000 đầm ND. A8 cho Nguyễn Thủy 89. Chị Phương Nguyễn ơi, chị nào mà mua hàng bên em mà gọi không nghe máy, mấy chị cọc với em 200.000 mà tài khoản rồi bên chốt mấy chị ạ. A9 dùng cho em này 89.000 luôn mấy chị. A8 cho Du Phan. Rồi Hải ghiền cái set kem này lắm luôn á. Em có màu kem với màu hồng nha. Nhưng mà màu kem thì em có 3 set, màu hồng thì em có đúng duy nhất một set luôn. Và cái set này mấy chị nhìn chắc của nó nè, form to nha mấy chị nha. 60kg đổ lại mang ok cho Hải luôn. Lên liền dùm cho em mã này là mã A9 dùng cho em với giá là 89.000. Màu kem và màu hồng form 60kg đổ lại mang ok, chắc siêu đẹp, để cho mấy chị xem cái bọc hàng đó nữa. A9 kèm màu lên giúp em ạ. Lên liền cho em mã A9 kèm màu nha mấy chị nha. 89.000 mấy chị ạ, 2 kem 1 hồng cho mai mai. 89.000 siêu đẹp luôn đó mấy chị ơi, nhức nách luôn nha, chị nào lấy thì chốt lẹ. A9 mềm chỉ còn màu kem thôi ạ. A8 lúc nãy 89.000 cho lên Mỹ Tuyết. Thôi bị nhiều hàng đẹp nha mấy chị nha. Thôi bị nhiều hàng đẹp nha mấy chị ơi, xuất sắc luôn mấy chị nè. A9 chỉ còn màu kem thôi mấy chị nha. Trời ơi, quá đắt này mấy chị nè. Đẹp. A9 kem cho chị Nguyễn Vy. Rồi con này có phải đang cầm A9 kem cho Minh Nguyệt. 52 cái đổ lại mang ok 89.000. Lên liền cho em mã A10 dùng cho em. Đẹp quá trời quá đất luôn. Em bao cho mấy chị hàng lầu 1 nha. Danh dự mấy chị luôn. Mấy chị nhận cái con này về nha. Mấy bạn mua của hàng Hot Girl á, mua 400 mấy ngàn, 300 mấy ngàn, em chấp luôn giống hệt như vậy nha mấy chị nha. Không sai tiều nào hết. Chị khác là hãy bán rẻ và hãy ôn hàng sale nha mấy chị nha. Bên trong là có quần cho Hải nè nha mấy chị nha. Kèo lấy thì chốt đi dùm cho em mã dùng cho em. Bao hàng cho mấy chị luôn nha, 89.000. A10 cho mai mai 2 set. Em này cái set này còn set nè. A9 kem lúc nãy còn một con chứ Ngọc Anh. Rồi cái set này em có được 3 set nè, em tặng luôn cho mấy chị 99.000 nè mấy chị. Rồi lên liền cho em mã này là mã A mấy? A11 dùm cho em. Rồi lên nhanh dùm cho em mã A11 nha mấy chị. A10 cho Mỹ Hiền. A10 này là 89.69 mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã A11 dùm cho em mấy chị. 99.000 dùm cho em một cái set nha mấy chị nha. Và năm nay nó chạy A10 89.000. A10 89 mấy chị nhá. A10 cho Ruby chưa? A10 là 89.000 nha mấy chị. A10 là set hoa là 89.000 mấy chị. Đây mấy chị. A10 Thanh Thủy Phạm. Đây mấy chị. Rồi lên liền cho em mã A11 99.000 dùm cho em. À, đợt này nó ra bộ nhiều quá luôn mấy chị. Toàn bộ hương này năm nay nó hot quá trời luôn. Tại vì năm nay mấy bạn mua mà ở nhà này kia nhiều quá. Ra rất là nhiều mấy cái mã này luôn mấy chị. A11 lên giúp em set xanh 99.000 ạ. Đây liền cho em mà A11 set xanh nha, 99.000 dùng cho em. Đây cái này em có được 2 bộ duy nhất. Em có up hình đầu tiên luôn. Và hình mà nhiều bạn nhắn tin hỏi nhiều nhất. Rồi 89.000 này mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em. Kia liền cho em mà A12 dùng cho em. Mấy cái hàng này em bán cách đây tầm không có chị Mỹ Hiền.
em bán cách đây tầm khoảng 1 tháng rồi mới chịu, nhưng mới chịu nha. Một tháng là em bán hàng này là 119.000, 129.000. Và bây giờ là em ôm được hàng sale thì em bán giá sale cho mấy chị nha. Nha mấy chịu nha. Nói chung là em ôm rẻ thì em bán rẻ, nhưng mà tùy theo mẫu nha mấy chịu nha. Kho người ta còn thì người ta sale cho em, còn không thì thôi nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã này là mã A mười mấy? A12 dùng cho em 89.000 nha mấy chịu nha. Set này đẹp lắm. Đẹp ơi là đẹp luôn. A12 cho Nabi. A12 lấy cho em 89.000 ạ. Đó là dùng cho em mà A12. Còn một set nữa mấy chị ạ? 89.000 đẹp lắm. Cái hàng cái set nó dễ thương lắm mấy chị nha mấy chịu nha. Rồi cái dùng cho em mã này là mã A13 dùng cho em nè mấy chị nè. A13 dùng cho em nguyên set này luôn 89.000. A11 luôn hả cho Hồng Duyên. Đây mấy cái set này là hàng được trước em ôm sale, em ôm đã giá rất là cao nha. Sale nhưng mà nó vẫn rẻ hơn ngồi kia người ta tầm A12 cho Nguyễn Thị Hồng Quy. 100 mấy ngàn á, còn bữa nay thì chắc rẻ hơn được 200.000 á nha mấy chịu nha. Cái này mấy bạn này, nó vẫn trái hàng ở ở shop của bạn Giang Yoyo đó mấy chị nha mấy chịu nha. Nguyên set này luôn, hàng đẹp lắm. Bữa nay toàn mấy bạn cũng mua thích mua set không mà nha mấy chịu nha. Lê liền cho em mã A13 dùng cho em 89.000, 55kg đổ lạnh nha. Ok dùng cho em A13 89.000 giúp em. A13 nha mấy chịu nha, set này chắc đẹp lắm. Mấy chị mua đi, đẹp rẻ lắm luôn á. A12 em hết rồi, em thấy Trần Hiền nha. Em thấy gì Trần Hiền nha. Rồi lê liền cho em mã A13 dùng cho em với giá là 89.000 dùng cho em. Xịn lắm luôn á mấy chị nha. Xịn con bạch sò luôn. Hết rồi chị thấy Nguyễn Nguyễn ơi. Chị nói cái gì? A5 lúc nãy còn không chị ơi. Đây mấy chị ơi còn một set màu đen nè mấy chị 89.000. Lên liền cho em mà A mấy? 14. Lên liền cho em mà A14 dùng cho em nè mấy chị nè. A14 nha mấy chị nha, 89.000 một set duy nhất áo đen. A13 Thanh Lý Phạm. A13 đẹp lắm đó chị nha. A13 là xếp màu bò mấy chị ạ, màu nâu mấy chị ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ghi liền cho em mã A14 dùng cho em 89.000 một set duy nhất. 55kg đổi lại men ok, siêu đẹp nha, set Chanel. A13 cho Vy Nguyễn 762. Trời ơi, Vinh ND này giờ bán tặng cho mấy chị. A14 cho Hồng Nhật. Vinh ND này hãy nhập được mức cao lắm nè, hãy ôm sale được nè. Đẹp nhất nách luôn. Em bán tặng mấy chị 89.000, có hai màu. A13 cho Trục Gầy. Mấy chị, em có xanh dương với xanh lá nha. Hàng ND mấy chị có chốt đi, em nói học luôn á, nhưng mới chịu nha. Người ta bán tứ hàng 360.000, 460.000 một con váy ND hay là một con dâm ND nè. Em bán 89.000, thật sự luôn rất là rẻ nha. Mấy bạn mua về bạn mặc một lần bạn hành lý lại bạn cũng không có lỗ hết á, nhưng mới chịu nha. Chủ yếu là mấy bạn biết là chỗ nào người ta bán hàng sale này kia thôi mấy chị, nhưng mới chịu nha. Đây, đẹp lắm luôn nha mấy chị nha. Dâm ND dùng cho em. Caro xanh dương với xanh lá nha. Em bán 89.000, chào lấy thì chốt đi dùng cho em mã dùm kèm màu dùng cho em. Dùm kèm màu nha, 55-56kg đổ lại mang ok. Dùm xanh lá xanh dương cho Mai Mai. Đó là dùm cho em mã dùm. Rồi cái này em có 2 con, 99.000. Lên liền cho em mã váy 99.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã váy 99.000. Dùm em còn một con xanh dương à. Váy ND nè mấy chị nè. ND nha mấy chị nha. Size cho mấy chị 55kg đổ lại mang được luôn. Tại vì cái này form của nó này mấy chị nè. Nha mấy chịu nha, nó dập ly cho mình luôn. Màu nó đẹp lắm luôn nha mấy chịu nha. Mấy con này mấy bạn đi mua hàng 650.000 đó nha. Dầu lấy thì chốt liền cho em mở váy dập ly dùm cho em. Váy dập ly nha mấy chịu nha. Với giá là 99.000 dùm cho hả. Dương Sơn Dương cho Nguyễn Hà 144. Cho lấy liền mở váy dập ly lên với em 99.000 ạ. Lấy liền em mở váy dập ly. Hai con duy nhất của mấy chị ạ. Váy dập ly mua mà về đi chụp hình biển này kia. Váy 99.000 cho Hồng Khoa. Váy dập ly 99.000 cho Huỳnh Trang. Rồi cái này lên liền cho Hải Mã dùng cho em nguyên cái set này luôn. Set này mặc lên mới thấy đẹp được nha mấy chị nha. Còn Hải cầm lên là nó dạng kiểu giống như mấy bạn mặc mà kiểu bạc vai như thế này nè. Thì mặc lên mới xinh được nha mấy chị nha. Đây nguyên set cho Hải luôn, dễ thương lắm. Nó giống cái váy mà nó có bo ở đây mà nó làm cho mấy bạc vai á, mà đây là set nha mấy chịu nha. Em có hai màu, size của Hải đang cầm là size M dùng cho em. Em có màu cam và màu xanh 89.000, chào lấy kèm màu vô cho Hải. Cam và xanh nha 89.000, chào lấy ghi dùm em mã này là mã set kèm màu dùng cho em. Cam và xanh 89.000. Set kèm màu xanh. Cam và xanh lên với em 89.000. Cam và xanh nha mấy chịu nha, 89.000, hàng đẹp lắm mấy chị. Hàng siêu đẹp luôn á. Ủa cái này còn hai bộ nè. Set kèm màu lên giúp em cam và xanh ạ. Cam và xanh nha mấy chị nha, 89.000 dùng cho em. Cái set nó đẹp lắm mấy chị, siêu đẹp luôn. Rồi em lên cho mấy xanh chị. Xanh cho chị Ngọc Diệp.
Rồi lên cho mấy chị nha. Ôi ôi 89.000 lên liền em mã set đen. Thề luôn cái set này nó giống cái set màu kem với màu hồng lúc nãy á. Nha mấy chị nha. Bà nào lúc nãy mà không chốt được kem với hồng thì lấy đen cho Hải nè. Có hai con thôi, 89.000. Lên liền cho em mã set đen dùng cho em. Này mày mấy chị, mặc ở nhà này, mặc đi chơi này, mặc cái gì cũng ok hết trơn á, xinh lắm nha mấy chị nha. Hoàng Hot Girl nhập vô cao lắm đó mấy chị nha, mấy chị nha. Giờ bảy thì chốt đi em mã set đen em 89.000 ạ. Đi em mã set đen nha mấy chị nha. Set đen Nguyễn 790. 10 xe 18 tương tác mà chị sẽ lại lấy cho chị ăn set đen cho Hồng qua. Thầy luôn em bị hôn lông cái đầm này nè mấy chị. Em bị đợt này cũng mất hết trơn á mấy chị nè. Đây nha mấy chị nha. Em có hai con, em có màu kem với màu vàng nè. Cái này là em bị bôm nha. Đợt trước em like em mặc rất là hết luôn á mấy chị, không còn mẫu nào luôn á. Đây nha mấy chị nha. Em còn hai cái của hai bạn không nghe máy tức nha mấy chị nha. Màu caro kem với lại caro vàng. Em tặng nốt cho mấy chị luôn con này luôn 79.000 luôn. Chị nào ưng lấy thì chốt nha. Và con này là hàng tao bao nha mấy tình yêu nha, chứ không phải là hàng của mình nha. Hàng hai lớp này mấy chị này, có lớp lót bên trong cho mấy chị luôn nha mấy chị nha. 79.000. Size 55 kg đổ lại may ok. Hai con cuối cùng luôn đó mấy chị. Tại mẫu này em về nhiều lắm, về nhiều đợt nhưng mà mấy chị hỏi hoài luôn á nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em caro caro kem với caro vàng xả luôn nha mấy chị. 79.000 luôn. 79.000 nha mấy tình yêu nha. Giờ lấy caro kem màu luôn cho em 79.000 ạ. Sách đen hết rồi mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã caro kem màu dùng cho em. Váy caro đó đẹp lắm luôn nha. Và 79 cho bên Nhật Nguyễn. Không lẽ giờ em bán 79.000 em ra em mặc thử cho mấy chị. Cái 79 cho Trung Nguyễn. Đẹp lắm. Hai con mấy chị ơi, hết rồi. Mà em nói là đẹp ơi là đẹp luôn ấy. Rồi lên liền cho em mã set xanh dùng cho em, xả nốt cho mấy chị luôn nè. Nghe giá con này nha. Nguyên set này tặng luôn 79.000 luôn. Lê liền cho em mã set xanh và set này là chuẩn hàng lò 1 luôn nha. Các bạn để ý mà cái hàng thường mà người khác lên á là cái quần của nó sẽ bé tẹo teo à mấy chị. Chứ không phải được cái quần mà rộng rãi như thế này nha mấy chị nha. Để ý dùng cho em hàng nha mấy chị nha. Mấy bạn nhìn cái form hàng á nha mấy chị nha. Form hàng này 50% chung với sau nha mấy chị nha. Giờ lại thì chốt là dùng cho em mã set xanh dùng cho em với giá là 79.000 dùng cho em tặng luôn cho mấy chị 79.000 luôn. Lê liền cho em mã set xanh 79.000 4 set duy nhất. 55 kg đổ lại men ok dùng cho Hải nha. Giờ lấy cái liền mã set xanh 79.000 cho em. Lấy liền mã set xanh dùng cho em 79.000 dùng cho em. Set xanh nha mấy tình yêu ơi 79.000 dùng cho Hải. Set xanh cho Ngọc Oanh. Con to đó mấy chị, hàng đẹp lắm. Lên mã set xanh 79.000 cho em mấy chị ạ. Set xanh 79.000 cho em ạ. Rồi lên liền em mã chân váy 29.000 xây mòn còn nốt được mấy con. Set xanh cho Linh Trần 289. Một con, hai con, ba con, bốn con nha, 29.000 cho em mò. Chân váy này không đẹp không lấy tiền luôn, em bán mấy chị 29.000 nha. Người khác sẽ bán mấy chị 145.000 và 149.000 hoặc là trên giá 100.000 em bán mấy chị 29.000 em bán tặng, nên là cho Hải xin một nút like, thả tim Hải ơi nha. Nha mấy tình yêu nha. Lên liền em mã chân váy 29.000 dùng. Chân váy 29 cho Phan Thị Thúy Hiền. Cho em một nút thả tim Hải like nha mấy tình yêu nha. Chị nào có đơn quán chọn đủ đơn trên 100.000 để chị nhập em đi đơn luôn mấy chị ạ. Chân váy 29.000 cho Diễm Trịnh. Chân váy 29.000 là cho em khách mới mà thì số điện thoại với em nha, cho Nguyên Nhi. Chương quá cho ngon hết mà chương quá là chính đó. Rồi áo phông dùm cho em tặng luôn cho mấy chị 59.000. Em có màu, màu vàng, màu trắng, có hai màu. Hai màu nha mấy chị nha, chương quái còn không em? Mã chương quái còn không em? Chương quái đó còn. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em nè mấy chị nè. Có con gì á. Chương quái 29 lúc này cho chị à. Mai mai. Rồi cái này lên liền cho em mã áo phông dùng cho em, kèm màu dùng cho em, màu vàng với màu trắng 59.000. Vàng trắng dùng cho em 59.000. Chú quá 29 cho Minh Nhật Nguyễn. Mấy chị ơi. Chú quá 29 cho Phương, Phương Trần hai con. Chú quá 29 cho Hiền Đặng, chú quá 29 cho Trung Nguyễn. Em chốt nhiều lắm mấy chị. Mấy chị chốt đi còn em bỏ cho mấy chị ha. Rồi cái này lên liền cho em mã set 129. Chú quá Thị Thương. Rồi lên liền em mã set nail. Chú quá Hồ Song An. Set nail nha mấy chị nha. Lên liền em mã set sọc 129 dùng cho em. 129.000 hàng chủng lộ 1 cho mấy chị luôn. Không rồi. Không 59.000. Không hai màu 59.000 cho Mai Mai. Ê cái con đầm của bạn. Ê có một. Bên còn một con phong trắng 59.000 nhờ lấy cho liền với em cho liền Mỹ Đỗ. Em thấy nguyên cục phong thì lấy cho em đi. Mấy phong này lấy không em? Phong này 69.000 hàng em này, em lấy thì báo chị nha. Đây nè. Nguyên cục 69.000 đó em lấy thì báo chị. Ở đây nha, em là 69.000 nè, có mấy cái cho em.
ok. Phi lê chân quái vô xin như bảo trang. Ok chị. Rồi lên liền cho em mã set sọc dùng cho em 128.000. Có sỉ dùng cho em hai set cuối cùng cúng cùi luôn á. Hết sọc luôn á mấy chị nha. À từ từ lên cái váy mai phương bùi này mấy chị. Tầm xanh cho hồng khoa đi. Tầm xanh này cho hồng khoa đi. Tầm xanh 89.000. Rồi tặng luôn cho mấy chị luôn nha. Tặng luôn cho mấy chị con váy này luôn nè, 79.000 kèm màu dùng cho em. Em có màu hồng với màu xanh và em thèm mấy chị luôn á. Con này hàng chuẩn loại 1. Chuẩn hàng đợt trước em like cho mấy chị và đúng tan mát hàng 140 hay là 129 gì á nha mấy chị yêu nha. Cái này của bạn gì quên rồi. Kim Anh bầu bé mặc á nha mấy chị yêu nha. Kim Anh bầu bé nha mấy chị yêu nha. Em có hai màu, màu hồng với màu xanh. Quay cùng đó, không đó còn lại quay. Nha mấy chị yêu nha. Rồi cái này em có hai màu nha mấy chị yêu nha. Màu hồng với màu xanh dùm cho em. Hồng và xanh nha mấy chị yêu nha. Với giá là 79.000. Chờ lấy màu gì của mình màu đỏ dùm cho em. Hồng xanh dùm cho em. Chờ lấy thì chốt thì dùm cho em mã dùm cho hả. À xếp sọc cho Trà My. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Váy 79.000 kèm màu xếp sọc 129. Xếp sọc 129 gì Trà My 961. Nè cái váy này xinh lắm luôn nha mấy chị yêu nha. Nói chung là đợt năm này nó hot cái màu hồng hàng à. Đó mấy chị, hồng với xanh hot lắm. Kèm màu vô cho em nha mấy chị yêu nha. Váy hồng và váy xanh dùng cho em 100. À quên, em xả luôn 79.000 chứ lộn. Em xả luôn cho mấy chị 79.000. Chị lấy màu gì lên mở váy màu đỏ cho em mấy chị. 79.000 xanh 79.000 cho chị à. Hương Phạm, Hương Phạm. Ôi trời ơi mấy chị ơi. Hồng xanh 79 cho Hồng Khoa. Ừ, trời ơi mấy chị ơi, set này mà bây giờ em tặng mấy chị 89 nghèo, mấy chị không chốt là mấy chị sai lầm. Bên chỉ còn xanh 79 thôi mấy chị nhở. Nha, yeah, nó đẹp khủng khiếp luôn. Mấy bạn nào bán sốt quá, em cam kết cho mấy chị luôn á. Hồi nãy bạn đi sỉ ở Ninh Hiệp ấy kìa. Mấy bạn phải lấy giá sỉ gấp đôi, hãy đang like cho mình luôn á nha. Hãy xả mấy chị cái bộ này 89 nghèo. Xanh Ngọc Tuyền. Mấy chị lấy nhanh cái set này đi, 55-56 cái đều mang ok hết. 50% chung này, bên hông của nó có khó kéo cho mình luôn nha mấy chị yêu nha. Mấy chị mặc cái đồ mà nó 50% chung nhưng mà nó có kéo bên hông thì mình sẽ thoải mái hơn nha mấy chị yêu nha. Còn nếu mà nó không có chung ở bên, nó không có khó kéo bên hông mình rất là khó chịu mấy chị nha, mấy chị yêu nha. Chờ lấy thì chốt liền em mã set kem dùng cho em, xả luôn mấy chị 89.000, có hai set thôi nè. Set kem đẹp lắm luôn á. Chờ lấy liền mã set kem 89.000 cho em mấy chị. Chờ lấy liền cho em mã set tơ dùng cho em nè mấy chị nè. Set tơ nha mấy chị yêu nha, 89.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã set tơ 89.000 dùng cho em nè. Set tơ này em có được có mấy chị ơi, em có một em có được hai set duy nhất ấy. Set tơ này bữa trước dành nhau luôn ấy mấy chị nè. Đây nè mấy chị nè, em về được hai set cuối nè mấy chị. Hai set hàng sale có túi hai bên cho mình luôn. Có túi hai bên nha mấy chị yêu nha. Size 52 cái đổ lại men ok cho hả. Lên liền cho em mã set tơ dùng cho em. Set tơ này xinh lắm luôn á. Mấy bạn nào mà ưng lấy hình kéo xuống á, em có đăng mấy cái này hết rồi mấy chị được. Set kem này 89 cho Phan không? Rồi lên liền cho em mã set tơ dùng cho em 89.000 luôn mấy chị. Giờ lấy set tơ lên mã set tơ cho em cho Hồng Khoa. Lên liền em mã set tơ 89.000 xinh xỉu luôn á. Rồi lên liền em mã set thái dùng cho em. Bất triệt ơi, chuyển khoản đi, anh chốt. Chuyển khoản cọc đi, anh chốt cho chị nha. Chứ gì nào không nghe máy bên em rồi thì cứ chuyển khoản cọc đi ạ. Set tơ cho Phương Phương Trường. Rồi cái này lên liền cho em mã set quần thái dùng cho em nè mấy chị nè. Set quần thái nha mấy chị yêu nha. Về vui vui tách riêng ra mặt cũng được nha mấy chị yêu nha. Với giá là 89.000. Lên liền em mã set thái 89.000 dùng cho em. Quá làng luôn ấy. Bán một cái set mà không bằng mấy bạn đi mua một con quần này đâu nha. Set to hết rồi mấy chị ơi. Đây nha mấy chị yêu nha. Không bằng một con quần này luôn nha mấy chị yêu nha. Nguyên set luôn cho mình luôn 89.000. Lên liền em mã set thái 89.000 dùng cho em. 52 cái đổ lạc men ok dùng cho em. Lên mã set thái với em ạ. Cứ dùng cho em mã set thái nha mấy chị yêu nha. 89.000 dùng cho em nè. Set thái 89.000, lên set thái cho khỏi nhầm mấy chị. Hãy sợ nhầm mấy. Set quần thái 89.000 lên cho em mấy chị ạ. Cái gì mấy mã set quần thái 89.000 dùng cho anh. Set to hết rồi mấy chị ơi. Set to hết rồi mấy chị. À đúng rồi, cho chị mấy cục áo phong ở ngoài đi. Áo phong này nè. Set quần thái cho em mấy chị ạ. Mấy mã set quần thái dùng cho em mấy chị. Mấy chị ơi mua hàng nhớ nghe máy dùng cho Hải thì thiệt luôn á. Nghe máy dùng cho Hải quá, cho Hải đi đơn cho mình ha. Để lần sau mình còn thích mình mua nữa mấy chị. Chứ không nghe máy mà không có chốt được mấy chị. Nhưng mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mà áo ba lỗ tặng nốt cho mấy chị 49.000. Có hai con nha. Sẽ thấy Trần Thu Vi. Có hai con à mấy chị 49.000 nha. Cố gắng nghe điện thoại nha mấy chị yêu nha. Cố gắng nghe điện thoại để bên em đi đơn cho mình.
Rồi tặng cho mỗi chị một con áo phông 49.000. Ba lỗ trắng 49.000 cho em ạ. Rồi lên liền cho em áo phông trắng 49.000, lên liền em mặc áo phông cho khỏi nhầm nha. Ba lỗ 49.000 hai cái chung nguyện. Trời ơi, xuất sắc luôn nè, 49.000 lên nhanh nha mấy chị nha. Mấy cái phông giấy này mùa này nha mấy chị nha, mặc là chỉ có đỉnh thôi mấy chị, chỉ có vip thôi nha mấy chị nha. Mặc còn nó mát tê tái luôn á nha mấy chị nha. Tê tái nãy giờ rồi. Lên liền cho em áo phong 49.000 và bữa nay không có tìm được phong cây kéo này mà giá là giá 49 rồi nha. Chỉ có mình hãy bán thôi. Phong con kéo, phong cây kéo mà có 49.000 thôi, chị lấy chốt liền cho em. Lên liền cho em áo phong 49.000 dùng cho em. Phong cho Phạm Hương Phạm. Phong cho Nguyễn Lệ Hằng. Trời, phong cây kéo mà 49.000 nè mấy chị. Phong giấy mà 49.000, xịn lắm luôn ấy mấy chị, chốt phong đi. Cho Diễm Tống. Chị nào có đơn cố gắng chọn đủ đơn trên 100.000 thì chủ nhật đem đi đơn luôn mấy chị nha. Phong 49.000 là giúp em ạ. À. Cho Tuyến Hình. Phong 49 Hương Phạm, Hương Phạm có rồi, cho chị Thúy vô cô. Mấy chị, xếp này em còn xếp cuối cùng ấy, 109.000 à. Bao chắc, bao vải luôn. Giờ lấy Phong 49 luôn hả? Phong 49 là nghi. Nhưng mà cái này mấy chị 60kg mấy chị mang được luôn á, đẹp lắm. À, 109.000. Đây, cái xếp màu xanh lạ. Hương Phạm nó lên dưới lên mở phong luôn nè. Phong 49.000 cho Nguyễn hai con. Hết phong ạ. À. Không có chị Hồng Nhung á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Cái dùng cho em mã xếp xanh cổ xanh Việt dùng cho em ha. 109.000 có sỉ dùng cho em. Giờ lấy thì chốt liền em mã xếp xanh 109. Chị Hồng Nhung chị lấy xếp 89 là xếp nào vậy chị ơi? Rồi lên liền cho em mã xếp xanh 109.000 dùng cho em. Xếp xanh 109. Xếp xanh 109 lấy em cho Hồng Hoa. Có xếp gì có màu xếp nhất ạ. Rồi lên liền cho em mã cam dùng cho em 49.000, em có được 3 con thôi nè mấy chị nè. Phong cam dùm cho em ha, mấy chị ơi, giờ là phong nè mấy chị, xếp nè, còn váy là người ta không có ra nhiều nha mấy chị nha, thông cảm nha mấy chị nha. Tại vì đang dịch như này nè, váy thì ra cũng không có ai để mặc đi đâu, đi chơi nhiều á mấy chị nha. Bình thường mỗi năm á mấy chị là cái mùa này em bán váy nhiều khủng khiếp luôn á mấy chị nha. Trong kho hay ngày nào cũng like quá trời váy luôn mấy chị, nhưng mà đợt này người ta ra xếp á, xếp bộ để mấy bạn dễ mặc, vừa đi chơi được, vừa ở nhà được này kia ha, hoặc là áo phông này kia mấy chị là nhiều nha mấy chị nha. Đây là em mã cam dùng cho em, phong cam dùng cho em ha, 49.000 dùng cho em, màu cam dùng cho em nè, 49.000, phong cây kéo nha mấy chị nha, cho lấy cam, chút cam dùng cho em. Phong cam 49.000 cho Mai Mai ba con. Đây là em cho em mã phong cam dùng cho em mấy chị. Phong cam 49.000 hai cái cho Nguyễn Lệ Hằng. Phong cam 49.000 cho Ivy Nguyễn. Xếp cuối cùng 119.000 nè. Lên liền em mã xếp 119 có sỉ dùng cho em, có sỉ gì nhất hả? Lên liền cho em mã dùng cho em nha mấy chịu nha. Cái dùng cho em mã nha mấy chịu nha. Ủa, cái đơn đổ mùa phương kia hôm trước sao để qua đơn cái lấy rồi. Đây mấy chị nè. Cái xếp trắng này 119.000 có sỉ duy nhất một xếp thôi. Con này hàng của hàng CBS nha mấy chịu nha. Hàng CBS đó. Hàng CBS thì nào mua của Hải hoặc là đi lấy sỉ chỗ khác cũng biết giá cao lắm luôn á nha mấy chịu nha. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em mã xếp trắng dùng cho em một xếp duy nhất thôi mấy chị. 119.000 có sỉ á. Em phải đó, bữa nay em phải vô như thế này nè mấy chị. Chị rất thiệt á, với chị cọc 100 mới đúng chị ơi. Nè mấy chị nè. Chứ em không có thấy chị nào không mình hết thật sự luôn á mấy chị. Phải đi vô khắp đây nè. Trắng 119. Xếp trắng vô Hoàng Phạm. Xếp trắng có xếp hết rồi luôn. Trắng một xếp duy nhất thôi mấy chị ơi. Một xếp là hay là em vô vô lại. Đây này xếp trắng rồi. Trắng lấy như em 119 ạ. Trắng 119 cho Mai Mai. Trắng 119 cho Hồng Hoa. Rồi cái này em có được gì chị nào lấy xanh chút xanh, chị lấy trắng chút trắng, ghi dùng cho em mã phong rõ ra nha để khỏi bị nhầm nha. Rồi cái này ghi dùng cho em mã số 10 đi mấy chị. Mã số 10 kèm màu, màu xanh với màu trắng nha. Màu xanh với màu trắng dùng cho em với giá là 49.000 lên lẹ đi mấy chị. Áo phong thì không bao giờ có giá này nha. Áo phong mà phong của mình thì có giá này, còn phong Quảng Châu mà phong cây kéo này không bao giờ, như em khẳng định mấy chị một câu luôn á, không bao giờ có giá 49.000 đâu mấy chị. Nhưng mấy chị nhớ bạn đi mua lẻ hoặc mua sỉ cũng chỉ như là 80 hoặc là 101 gì đó. Lên liền cho em mã số 10 kèm màu xanh và trắng dùng cho em, 49.000 dùng cho em. Số 10 kèm màu lấy em à, xanh 49 cho Vi Lê. 49.000 dùng cho em. 10 kèm màu lấy em mấy chị ơi, 10 kèm màu cho khỏi bị nhầm ạ. À. 10 xanh 49 cho chị Yến Nhi. Mấy mà cái chỗ mà người ta bán mấy cái bàn mà để bán nó là gì mấy chị bày cái ghế. Bên chỉ còn trắng 49 thôi mấy chị ạ, mã số 10 bên chỉ còn màu trắng thôi.
Giờ lấy 10 kem màu trắng lên cho em mấy chị ha. Hồi bữa hôm bữa là em bị cái con đó nó hãm cái con này nè mấy chị nè. Rồi em bán tặng mấy chị 99.000 luôn. Lên liền cho em mã này là mã ghi dùng cho em mã váy 99.000 dùng cho Hải Hiền. À, em nhập vô 109.000, em bán cuối like là và 99.000 bán tri ăn. Mà em lúc đó em bán cũng phải là 11:15 rồi mấy chị. Xong rồi canh đúng y lúc em vừa tắt like luôn mấy chị. Xong rồi nhắn tin xã mà ngày mai là qua rằm rồi đó mấy chị. Mấy chị thấy không? Thì mười chỉ còn màu trắng thôi mấy chị ơi. Có nhiều bạn thật sự luôn không hiểu nổi luôn á mấy chị. Nha mấy chị nha. Size của Hải đang cầm là size 52, cái đổ lạc men ok nè. Mà con váy này xinh lắm luôn nha. Hôm bữa là Hải like cho mấy chị cái màu này là màu nó đậm hơn nha mấy chị nha. Và cái này là nhạt hơn mấy chị. Nó có mấy màu lận là... nhưng mà màu này em chưa có like đâu. Em chỉ chi ăn đúng một màu, màu nâu đậm hơn hơn một chút xíu á nha mấy chị nha. 99 ngàn dùng cho em ha. Chất vải siêu siêu đẹp luôn chứ không phải là hàng chất vải thường đâu nha mấy chị nha. Cái tay này chị nào xem like cũng biết á, bạn nào đi lấy sỉ cũng biết là cái tay này rất là hot luôn á. 99 ngàn nha. Chờ lấy chốt thì em mã váy 99 ngàn. Váy 99 cho Hồng Phúc, váy 99 cho Hình Nhung 901. Giờ lấy liền mã váy 99 ngàn lấy giúp em chưa? Rồi lên liền cho em mã áo nâu dùng. Váy cho Hồng Nhung. Rồi lên liền cho em mã áo nâu dùng cho em 49 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã áo nâu dùng cho Hải nha mấy chị nha. Áo nâu. Váy xun xun. Rồi lên liền cho em mã áo nâu nha mấy chị nha. 49 ngàn dùng cho em. Bây giờ đi mua sao Nguyễn hết mà mấy à. Rồi cái dùng cho em mã áo nâu dùng cho em với giá là 49 ngàn dùng cho em. Tan của nó là tan cây kéo ha. Và mấy chị nhìn về mấy chị nhận cái chất phong này cho Hải nha mấy chị nha. Nó xịn sò lắm luôn và nhiều lúc là nó xịn sò hơn chất phong Mỹ á. Tại vì mùa này bạn đang rất là cần mấy cái phong gì mà mặc kiểu giống như là nó không dày quá, nó không mỏng, nó y như là chất phong giấy nhưng mà nó không có mỏng te, mỏng tét không nha mấy chị nha. Chất sướng lắm, mặt thấm hút mồ hôi siêu tốt luôn mà màu bò nữa, đẹp nữa. Lên liền cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em mã phong bò dùng cho em 49 ngàn dùng cho em. Phong bò nha mấy chị. Nâu 49 ngàn cho em ba con cho Nguyễn Lệ Hằng. Nguyễn Lệ Hằng chỉ lấy 3 cái đúng không ạ? Phong nâu 49 ngàn cho em, mấy chị ơi, mấy chị chính em hết rồi. Nâu 2 cái Trung Nguyễn. Rồi lên liền mấy mã cam 119 ngàn. Biết rồi luôn. Đẹp quá nha. Nâu như Thúy vô cô. Rồi lên liền cho em mã cam dùm cho em 119 ngàn dùm cho em set cam. Nâu cho chị Hằng Nguyễn 344. Rồi cái dùng cho em mã cam dùm cho em ha. 119 ngàn dùm cho em. Trời ơi ba trái luôn nè. Nhức nách. Không nâu cho Hồng Như. Nhức nách nha mấy chị ơi, nhức nách nha. Lên liền cho em mã set cam 119 ngàn dùng cho em. 60kg đổ lại men ok dùng cho em luôn. Tát của nó nè mấy chị nè, hàng xịn sò nha. Chờ lấy chốt liền mấy mã set cam. Không nâu 49 ngàn chứ gì, từng đã 119 ngàn có sỉ dùng cho em, có 4 sáng duy nhất. Hết phong nâu à, chị nào có đơn cố gắng mấy chị chọn đủ đơn trên 100 ngàn thì cứ nhập em đi lên đó mấy chị ạ. Cam 119 cho em. Cái dùng cho em mã set cam dùng cho em 119 ngàn có sỉ. 60kg đổ lại men ok mấy chị lấy set cam này mang nè. Set cam này hàng xịn sò lắm luôn á. Hè luôn á. Cái bà nào mà nhận được cái set này của Hải cũng Hải. Hải còn cái màu khác hay không, hay là Hải còn màu nào chưa like không nè. Cái set này nè mấy chị 109 ngàn nè. Rồi nói cái quần của nó chắc đẹp lắm. Rồi nó set cam đó, mà set cam với em 119 mấy chị nhỉ. Rồi cái dùng cho em mã số 10 dùng cho em mấy chị. Mã 10 dùng cho em nha. Với giá là 109 ngàn có sỉ dùng cho em. Lên liền cho em mã số 10 mấy chị. Đi dùng cho em mã số 10 nha mấy chị nha. Cái set mà cái áo tay bèo á, Hải ốp hình cho mình rồi. Hải ốp hình rồi nha mấy chị nha. Chiều lấy thì chốt thì dùng cho em nè. Cái áo bèo như thế này nè mấy chị. Chất của nó đã lắm luôn á, siêu siêu đã nha mấy chị nha. Lên liền em mã set nâu dùng cho em set kem chứ đâu có set gì nhất. Set kem 109 lên giúp em. 109 ngàn dùng cho em. Chờ lấy thì chốt thì dùng cho. Được xem và chấm tương tác và chia sẻ like lên giúp em nha mấy chị ạ. Đi dùng cho em mã set kem nha, set kem dùng cho Hải. Có là xét không mấy chị? Xét thôi để làm cái hãy mang buông qua thấy bạn đẹp ngay đó. Xét cho em 109 lên cho em chưa? Em 109 có là xét thôi mấy chị ơi. Rồi cái dùng cho em mã áo phong dùng cho em 49 ngàn dùng cho em. Lên liền em mã phong 49 ngàn. Xét cam lúc nãy 119 cho Hồng Duyên. Ôi đau miệng quá mấy chị. À chị lên rồi ngồi sang tiên phong chị Hải ơi hết rồi chị ơi. Hết sạch rồi không còn còn có mấy bộ mấy chị nha, để xíu cuối like còn thì em like cho mình ha. Rồi cái này lên liền cho em mã phong hồng dùng cho em 49 ngàn dùng cho em, cho chị hai bộ cá sấu đó nha. Rồi lên liền cho em mã phong hồng dùng cho em, phong hồng nha mấy chị nha, 49 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã hồng 49 ngàn đó kìa em, hai bộ cá sấu kìa, hai bộ cá sấu xanh ở trên kìa đó. Lên liền cho em mã dùng cho em, cái gì mấy mã phong hồng dùng cho em 49 ngàn dùng cho em. Phong hồng 49 ngàn. Phong hồng cho Hà Thuyết Nhung.
Lá liềm em mã phong hồng nha, 49.000. Cái gì nào có đơn, cứ chọn đủ đơn trên 100.000 để tôi chủ nhật em đi ăn luôn mấy chị. Em chọn 2 set cá sấu này nha, 2 set duy nhất luôn nha mấy chịu nha. Và đây là chắc mua lô, không phải là hàng thun nha mấy chịu nha. Em cam kết mấy chị đi mua mấy cái bộ này, hàng của hàng mà hàng này là hàng mà kiểu mấy bạn bán hàng Việt Nam xuất khẩu á, giá là 600-700.000 một bộ đó nha mấy chịu nha, không nói đi nói dốc mấy chị luôn á nha mấy chịu nha. Em bán cho mấy chị cái set này 109.000, chèo lấy thì chốt liền em mã set cá sấu nha mấy chịu nha. Chắc của nó là chắc bolo dùng cho em luôn, quần của nó cũng là chắc bolo, áo của nó cũng là chắc bolo nha, hàng tem của nó này. Không, lúc này muốn chứng nhận bi mà thấy xịn thì chốt liền đi, không bao giờ có 109.000 chỗ khác đâu nha, nhằn chắc thì sẽ thấy nha mấy chịu nha. Không, lúc này muốn chứng nhận cho tố tâm, chắc của nó là chắc bolo, không phải là hàng thường nha mấy chịu nha. Nói đi nói lại là nhận hàng sẽ thấy chắc siêu biết. Set cá sấu 109 cho hàng Nguyễn 344. Sáu cá sấu em còn một sáu cuối cùng chào lại chú liền em 109.000 ạ. 109.000 thôi mấy chị ơi, hàng viết vào rồi luôn đó mấy chị. Tố tâm có phong hồng rồi chị hả? Hàng viết lắm, siêu viết luôn. Sáu cá sấu lên cho em mấy chị ơi. Rồi cái này lên liền cho em, mã dùng cho em 109.000 bộ lụa satin nha mấy chị nha. Lụa satin nha mấy tình yêu nha, không ở đâu bán 109.000 luôn á mấy chị nha mấy chị nha. Cái bà chị mà đóng hàng sale cho Hải á, bữa đó không biết ma quỷ gì đó, bà rảnh bà vô bà xem la bà kêu là Hải xả gì mà Hải lai kiểu gì mà rẻ lắm luôn á. Ý là kiểu giống như Hải lai mà rẻ quá là mấy chỗ khác người ta lấy về người ta bán 160-170.000 là không có được, người ta so bì á mấy chị nha mấy chịu nha. Tại vì hàng Sam này chỉ nó có một nhà mà ra thôi nha mấy chịu nha. Hàng Sam này nè nha mấy chịu nha, em bán 109 khách của em cũng nói chưa bao giờ ai bán một cái lụa satin này 109 đâu mấy chị, tất cả đều là 140-160-170 đổ lên nha mấy chịu nha. Cá sấu lúc này chị nào mua được cái set này mấy chị được rẻ lắm luôn á, 109.000 thôi mấy chị. 109 nha mấy chịu nha. Chị nào lấy thì chốt liền cho em mã lụa satin 109 phôn 60kg đổ lại mang ok cho Hải luôn. Lụa 109 cho Hồ Hiền. Chờ lấy liền mã bộ lụa 109 cho em. Lụa 109 luôn. Một cá sấu hết rồi Dương Phạm, Hương Phạm ơi. Thật sự luôn á, 109.000 bộ lụa cá sấu. Ở bên bộ lụa satin quá trời rẻ luôn mấy chị. Bộ lụa 109 lên cho em đi ạ. Chị mấy chị vừa xem vừa chấm tương tác lên với em đi mấy chị hả? Rồi cái này là hàng NGN nha mấy chị nha, 109.000 dùng cho em nè. Cái dùng cho em mã này là mã số 15 dùng cho em, 109.000 dùng cho em. Rồi cái dùng cho em mã 15 nha mấy chị nha, 109.000 dùng cho em. Lụa satin không bao giờ có giá này luôn đó mấy chị, éo ngọt luôn á. Mấy bạn đi mua chỗ khác mấy bạn biết mà. Lụa 109.000 nha. Lụa mặt nóng, nóng ơi là nóng luôn. Rồi cái này lên liền dùng cho em mã mấy? 15. Mã 15 dùng cho em hàng NGN này mấy chị nè. 109.000 dùng cho em. Lên liền dùng cho em mã 15 hàng NGN. 15 cho Nguyễn Lệ Hằng. Đây là hàng lỡ. Lên liền dùng cho em mã dùng cho em. Cái liền dùng cho em mã nha mấy chị yêu nha. Chốt liền dùng cho em mã 15 dùng cho em hàng NGN nha mấy chị yêu nha. Cái dùng cho em mã 15 dùng cho em hàng NGN dùng cho em. 15 lên cho em 109 ạ. 109.000 dùng cho em nè. 109 nha mấy chị yêu nha. Giờ lấy liền mã 15 lấy cái mấy chị ạ, xếp màu kem 109 ạ. Còn cái gì? Em không có đặt bộ lụa. Em chốt chị Yến Nhi 075 á chị nha. Em chốt Yến Nhi kia ạ. Chị ơi chứ không phải đặt cho chị nha. Rồi cái này em có hai màu. Ủa cái màu khác đi. Cái này em không chốt cho chị Diễn Nhi nha, chốt chị khác à, Diễn Nhi khác à. 60kg mang vừa mấy chị. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi cái này lên liền em mã quần xám, em có duy nhất được 2 con 49.000. Ủa cái đó em đem hết rồi đó hả? Cái cục áo phong đó em đem hết rồi đó hả? Ở ngoài á, ở ngoài đó em vậy chứ em đem hết rồi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi cái dùng cho em mã này là mã quần xám dùng cho em ha, 49.000 dùng cho em. Lên liền em mã xám 49.000. Cái dùng cho em mã xám dùng cho em 49.000 dùng cho em. Rồi em có cục áo quần xám 49.000 lấy cho em ạ. Rồi mấy chị ơi cái này nam mang cũng được luôn ấy, 59.000 này. Lên liền cho em mã áo sọc 59.000 dùng cho em. Áo sọc nha. Quần xám ở Xuân Lan. Rồi nè mấy chị nhìn cái chất nè, nam mang được luôn ấy, 65kg đổ lại mang ok luôn ấy. Tặng luôn cho mấy chị con này luôn 59.000. Quần xám cho Hiện Nhân Store. Rồi lên liền em mã sọc 59.000 dùm cho em. Áo sọc nha, có mấy con nè. Áo sọc 59.000 lên giúp em ạ. Lên liền em mã áo sọc 59.000 dùm hàng nha mấy chịu nha. Mấy chị nhìn mấy cái bao này nè mấy chị. Bạn nhà
nào mua hàng mà hàng order tao bao nhìn là biết liền áo phông này xịn như thế nào luôn. Giờ lấy liền mà áo sọc lấy 59 ngàn mấy chị ơi. Đây nha mấy chị yêu nha, tan của nó bao. Mấy mi lan nha mà quần nó có hai con hết rồi chị luôn. Rồi lấy thì chốt liền em mã sọc dùm cho em. Lấy liền em mã áo sọc 59 ngàn dùm cho em mấy chị. Đi dùm giờ đang xem thì cố gắng đáng lên cho em đi mấy chị. Áo sọc 59 ngàn dùm cho em. Rồi chốt liền dùm cho em mã này là mã áo lạnh dùm cho em nè, với giá là 59 ngàn dùm cho em. Rồi lên liền dùm cho em mã áo lạnh 59 ngàn. Cái này là áo lạnh nha mấy chịu nha. Vải của nó là vải dày tay. Cái này mấy chị mặc ở nhà cũng sướng luôn á mấy chị, sướng lắm. Hoặc là mấy chị thấy mà mấy bạn ở trên TikTok á, hay là mấy bạn mấy cái video mà à, kiểu giống như là bài phố đồ á, mấy bạn sẽ thấy người ta hay mặc với áo lạnh này, mấy cái quần sọt á mấy chị nha mấy chịu nha. Hoặc là mấy quần bo á, rất là đẹp luôn. Lên liền cho em mã áo lạnh dùm cho em với giá là 59 ngàn dùm cho em. Lên liền em mã áo lạnh 59 ngàn. Mấy chị ơi tương tác một chút xíu mấy chị, sao không thấy ai tương tác chị cho em. Áo lạnh 59 ngàn là cho em à. Không thấy chị nào tương tác cái gì luôn á nha mấy chị nha. Gì đâu mà quần áo 50 mấy ngàn. Áo lạnh đang 59 ngàn là cho em mấy chị ơi. Quá trời rẻ luôn, có bị ẩn không mấy chị ơi. Lên liền cho em mã áo lạnh dùm cho em 59 ngàn dùm cho em nha. Khi dùng cho em mã áo lạnh dùm cho em 59 ngàn dùm cho em. Áo mà có 59 ngàn mấy chị ơi. Bình thường đi mua cái áo có trăm mấy ngàn rồi. Áo lạnh đen lấy em 59 ngàn. Xem mấy chị có tương tác không mấy chị. Xem có ai like gì không mấy chị ơi. Áo lạnh đen 59 ngàn cho Phương Trần. Rồi cái dùng cho em mà áo sọc dùng cho em. Áo khoác dùng cho em 79 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền em mà áo khoác 79 ngàn. Một con áo khoác lên mông khoác nhẹ mấy chị nha. Cái này mà mặc với mấy cái da áo đầm dây này kia này mấy chị thì khoác vô nha mấy chị yêu nha. Mặc rất là xinh luôn, xinh lắm nha mấy chị yêu nha. 79 ngàn. Rồi lấy chốt liền em mà áo khoác 79 ngàn dùng cho em. Khoác sọc 79 ngàn dùng cho em nè. Lên liền em mà khoác sọc dùng cho em nha mấy chị yêu. Lai xong em báo gì Lan Huỳnh ha. Rồi cái dùng cho em mã khoác sọc dùng cho em với giá là 79 ngàn dùng cho em. Lên liền em mã áo khoác 79 ngàn dùng cho em. Cái dùng cho em mã áo khoác nha 79 ngàn dùng cho em. Khoác sọc 79 ngàn lên cho em ạ. Lên liền cho em mã khoác sọc dùng cho em 79 ngàn. Xem like tương tác lên mấy chị ơi. Em vừa có bị ẩn không? Tự nhiên cái ông Facebook không cho ai đọc không mình hết. Xong rồi mấy bạn không có ai không mình luôn. Không tương tác luôn. Áo sọc 79 ngàn lên cho em. Cho đi mua sao Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã đầm hoa dùm cho em 89 ngàn. Size cho mấy chị nào mà 55-58 cái đổ lạnh em ok. Tại phía sau của nó nè. Đây nha mấy chị yêu nha. Phía sau của nó làm chung cho mình nè. Đúng cái váy hoa này đúng đẹp luôn á. Đẹp quá mấy chị ơi 89 ngàn. Lên liền em mã váy hoa 89 ngàn dùm cho em nè. Con này các bạn thấy người ta bán là hàng 300 mấy ngàn á. Lên liền em mã hoa dùm cho em ha 89 ngàn. Hoa cho Ngọc Anh 89 ngàn. Lên liền em mã váy hoa dùm cho em 89 ngàn. Lên liền mã váy hoa lên cho em ạ. Năm con duy nhất nha, chờ lấy hoa chút hoa dùng cho. Hoa cho bùng hoa 89 ngàn. Lấy liền em mã đầm hoa 89 ngàn dùng cho. Đầm hoa dùng cho em ha 89 ngàn dùng cho. Rồi set này em có 3 set duy nhất. Cái này em có phần rồi. Với hoa cho Lê Thanh Huyền 89 ngàn. Cái này em có phần rồi nha. Với giá là với hoa cho Tiến Huỳnh 89 ngàn 119 ngàn. Lấy liền cho em mã set 119. Một con áo tan tốt có cầu vai. Hoa cho Loan Trần 535 89 ngàn. Có cầu vai nha, kèm cho mấy chị hết hoa. Size của Hải đang cầm là size 60kg đổ lại men ok luôn. Chèo lấy thì chốt là dùm cho em mã set 119 ngàn dùm cho em. Lấy liền cho em mã set 119 nha mấy chị nha. 60kg đổ lại men ok. Một con set có cầu vai nha mấy chị nha. Kèm quần cho mình này mấy chị nhìn hộ em nha mấy chị nha. Nhìn cái tay của nó nè. Đây nha mấy chị yêu nha, quần của nó. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã set dùm cho em 119 ngàn dùm cho em ha. Lên liền cho em mã set 119 lên cho em ạ. Cái dùm cho em mã set nha mấy chị yêu nha. 119 ngàn, có mấy set không mấy chị? Có được 3 set cuối, còn 3 set thôi. Rồi lên liền em mã phông trắng dùm cho em 49 ngàn dùm cho em nè. Rồi chốt liền cho em mã phông trắng 49 ngàn. Mấy hoa 89 ngàn hết rồi mấy chị nhở. Hết mấy hoa rồi nha mấy chị ơi nha. Hết tầm hoa rồi. Rồi cái dùng cho em mã này là mã phông trắng dùng cho em với giá là 49 ngàn dùng cho em nè. Phông trắng cây kéo nha mấy chị ơi nha. Chất phông đẹp lắm. Siêu siêu đẹp luôn á. Phông đợt này không có ai bán 49 luôn á mấy chị nha. Hàng chị nhất không phải là hàng 80. Phông trắng cho Nguyễn Liền. Lên liền em mã phông trắng dùng cho em 49 ngàn dùng. Phông trắng cho Hương Phạm, Hương Phạm. Giờ lấy phông trắng thì chốt phông trắng dùm cho em nha mấy chị. Giờ lấy liền mở phông trắng 49 ngàn cho em ạ. Lấy liền em mở phông trắng dùm cho em 49 ngàn ha. Lấy liền mở phông trắng cho em nha mấy chị ơi. Rồi cái dùng cho em mở xếp kem dùm cho em 79 ngàn dùm cho em.
Cứ dùng cho em mã set kem nha mấy chị nha. 79 ngàn dùng cho em nè. Set này là 60 kg đổ lạnh em ok dùng cho em. Ok nha. Dùng cái hàng. Yeah. Set kem này chắc đẹp lắm. Cái này ôm sale nha. Đáng lẽ hàng này là hàng 119 ngàn đó. 119 nha mấy chị nha. Em tặng luôn cho mấy chị luôn 79 ngàn. Lên liền em mã set kem 79 ngàn duy nhất được 3 set. Không trắng cho Thủy Quốc, Thủy Quốc. Em được 3 set nha. 3 set nha. Chờ lấy chút liền em mã set kem dùm cho. Set kem 79 ngàn thôi chứ em ạ. 79 ngàn. Trời ơi, mấy cái set này mà bán 79 ngàn. Set 79 như Hương Phạm, Hương Phạm. Thật sự luôn. Set kem 79 như Ngọc Oanh. Lên mà set kem 79 ngàn với em mới chở cho Hồng Như. Rồi bộ này em có duy nhất một bộ nha mấy chị nha. Hết set kem ạ. Rồi bộ này em có duy nhất một bộ thôi với giá là 109 ngàn. Chào lấy thì chốt liền em mã 109. Duy nhất một bộ sao tiên nha mấy chị cô nha. Hàng Sam dùm cho em tất cả đều là hàng trên 140 ngàn đó. Mấy bạn mua sơ sơ bạn rẻ được 40 ngàn nha mấy chị nha. Xương xương rẻ được 40 ngàn. Lùa 109 lên cho em một bộ duy nhất ạ. Một bộ thôi mấy chị. Hết rồi mấy chị ơi. Rồi xét giống Hải Đăng May nha mấy chị nha. 109 ngàn màu xanh. Đẹp quá trời đẹp luôn. Lên liền dùng cho em mã set xanh 109 dùng cho em ha. Hàng bên trong của nó nè mấy chị nè. Lót cho mình nha mấy chị nha. Cái này màu gì là lót bên đồ trong. Đồ 109 lên Thanh Huyền. Và có túi cho mấy chị nè. Hôm nay mấy chị nào 65kg mấy chị mang cũng đẹp cho Hải luôn á. Đẹp lắm nha mấy chị nha. Mấy chị nhìn cái quần của nó nè. Quần nha mấy chị nha. Kèm cho mình cái áo nè. Chắc xuất sắc luôn á. Set xanh dùng cho em 109 ngàn dùng cho em. Lên liền em mã set xanh 109 dùng cho Hải nè. Xít xanh nha mấy chị nha, 109 ngàn dùng cho em, foam to nha mấy chị nha. Nhìn cái quần của nó nè, y như cái chân váy đó mấy chị. Chứ không phải là hàng mà túm túm vô đâu nha mấy chị nha. Lưu ý dùng cho em ha. Giờ lấy thì chốt liền em mã xít xanh dùng cho em. Có rồi phận lưu ha. Chị phận lưu ghé lấy đi chị ơi, hai đơn rồi chị ghé lấy sớm. Xanh 109 như hàng mưa nhỏ. Mấy chị có đơn ghé lấy nha, một đống đơn. Chứ chị nào có đơn ghé lấy thì mấy chị cứ chiều thứ năm mới chịu nhập ghé lấy với em mấy chị hả? Rồi lên liền cho em mã mặt cười dùm cho em 49 ngàn. Bữa nay là đơn nào ghé lấy đơn đó đi. Không có dồn lại hai đơn, ba đơn để ghé lấy đâu mấy chị. Ai bán hàng kiểu đó đâu mấy chị ơi. Đơn nhà em khách đi đơn, người ta đi đơn ngày nào. Từng nào đi đơn hai lần đó. Còn các bạn ghé lấy nhiều lúc các bạn dồn cả tháng chờ các bạn không ghé lấy nào kia luôn. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Ghi dùm cho em mã mặt cười dùm cho em nè. Mặt cười nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã mặt cười dùm cho em. Với giá là 49 ngàn dùm cho em. Mặt cười hai con cho Hồng Khoa. Mặt cười dùng cho em ha, 49 ngàn dùng cho em. Có nhiều bạn đi học ở Đà Nẵng hay là đi làm ở Đà Nẵng gì mấy chị kìa. Mặt cười hai con cho Nguyễn Lệ Hằng. Không chịu cho gửi đó mấy chị. Cứ bảo để em ghé lấy mấy chị. Xong rồi nhiều lúc 2 tuần mới về cái để hai đơn, 2 tuần mới ghé lấy mấy chị. Còn mặt cười như, cho Liên Phạm. Mấy bạn đi mua online, mấy bạn đi mua chỗ khác người ta cũng gửi cho mình cứ thôi chứ có gì đâu mấy chị. Lên liền em mã mặt cười dùng cho em ha. Mặt cười 49 ngàn với em bây giờ cho chị Tường đã. Mặt cười cho Thủy Thủy. Rồi cái này lên liền em mã set trắng dùng cho em ha. 119 ngàn dùng cho em. Lên liền em mã set trắng 119. Cái này là hàng của nó nè mấy chị nè. MLB nha mấy chị nha. Tan 3 cái nè mấy chị nè. 3 cái nha mấy chị nha. Rồi chèo lấy thì chốt liền cho em mã set dùng cho em 109 ngàn. Mặt cười cho Nguyên Nhi. Rồi cái dùng cho em mã set 119 dùng cho em ha. Một con áo phông MLB này các bạn thôi nha. Ổn tính bạn đi mua hàng 200 mấy luôn nè. Hàng 200 mấy nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã set trắng dùng cho em với giá là 119 ngàn dùng cho em. Hàng MLB nha mấy chị nha. Nhìn tan hồ hải nha mấy chị nha. Nhận về nhìn xem chắc thử nó như thế nào nha mấy chị nha. Trắng 119 như lượng nữa. Lâu lâu mới dạng như kiểu giống như là lâu lâu nó mới có được mấy cái hàng xịn như thế này nha. Lên liền em mã set trắng hàng MLB đó mấy chị. Lên liền cho em mã ba tem luôn. Trắng 119 lên em mấy chị ạ. Cháu một mình chính cho Nguyễn Lệ Hằng. Chị Nguyễn Lệ Hằng ơi, đơn mình nhiều rồi chị, chọn thêm thì cọp với em vậy. Tại vì rất quen nên em không có báo sớm á chị. Nguyễn Lệ Hằng chọn thêm thì cọp với em vậy hả? Lấy liền cho em mã dùm cho em. Trắng 119 như em với chị ơi. Em đâu có nói chị Phạm Lưu đâu chị ơi. Chị đâu, bọn chị hùa chị. À, có mua chi đâu mà ghé mua. Chị dạy cho em giải thích đi. Ý là mình đang nói chị Phạm Lưu mà. Rất khó. Chết trắng một cái Thủy Quốc. Nguyễn Lệ Hằng ơi, trời chị rất quen em hay báo sớm á chị. Nhiều cái cọc với em mấy chị hả? Lên liền cho em mặc áo tím 59 ngàn dùm cho em. Rồi cái này lên liền cho em mặc áo tím 59 ngàn dùm cho em. Tím 59 ngàn. Áo mặt cười 49 ngàn ngân ngân. Chứ chị nào mà chọn nhiều thì cọc với em mấy chị nhá.
nhiều lắm đó chị ạ. Chị tưởng đi ngang nó lâu rồi mua của nhà em chị ơi. Không nào cọc đi chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Đi dùng cho em mã áo tím dùng cho em ha. Tím dùng cho em với giá là 59.000 một con áo crop top dùng cho em. Một con áo crop top nha mấy chị yêu nha. Chiều lấy thì chốt đi dùng cho em mã áo 59.000 dùng cho em. Áo tím 59.000 cho Phương Tròn. Trời ơi cái set này đẹp lắm nha. Giờ lấy liền mã áo tím 59.000 giúp em ạ. Cái này em ốp rồi. Có nhiều bạn bán nè. Em thấy nhiều bạn bán hàng thường ấy là bán cho mấy chị cái set này nè. Nó không có phải là chắc linen đâu mà người ta bán cho mấy chị hàng 200 mấy rồi đó nha mấy chị yêu nha. Thiệt sự luôn á, đây nè, nhìn hàng nè. Tan hoa trà. Tập với em đi lựa chọn thêm chị Nguyễn Lê Hằng nha. Tan hoa trà nè mấy chị nè. 119.000, lên liền cho em mã set 119 dùng cho em. Lên liền cho em mã set, quên set này là chắc linen cho mấy chị yêu nha. Ghi dùng cho em mã số 10 dùng cho em. 119.000 dùng cho em. Mã 10 dùng cho em ha, 119 dùng cho em. Cái dùng cho em mã số 10, 119. Số tài khoản nó có trên trang bìa của trong phong bay đó chị Nguyễn Lê Hằng. Rồi lên liền em mã số 10 nha mấy chị yêu nha. 119.000 dùng cho em, size cho mấy chị 55 cái đổ lạnh men ok dùng cho em. Cái set này chắc rất là đẹp luôn mấy chị, hơi đẹp lắm. Hàng của nó là hàng mã số 10 cho Kim Oanh 119. Lên liền em mã số 10 dùng cho em 119.000, mã 10 đẹp. Mã 10 cho Hương Phan 119. Đẹp lắm nha. Chị thấy thì dọn nhiều, chọn thêm nhiều nữa thì cọc với em 500 chị Nguyễn Lê Hằng nha. Chị cọc rồi tới sinh nhật em đi, em cũng trừ đây rồi mấy chị. Mấy chị cọc họ cũng đi luôn cho mình. Mấy mời cho Xuân Đặng. Rồi lên liền cho em mã 11 dùm cho em nè mấy chị nè. Rồi lên liền em mã 11, em tặng mấy chị cái set này 89.000 luôn. Lên liền em mã 11, 89.000. Rồi lên liền cho em mã 11, 89.000. Mấy chị nào mới mua của nhà ấy á, nhận cái set đó đi. Hãy nói chắc linen là hãy bán chắc linen cho mình ha, chứ hãy không nói deal mấy chị luôn á. Theo mấy chị nha. Chị nào mà biết mặc hàng thịnh sò một chút xí, biết chắc linen mặc nó sướng như thế này. Mở 10 cho chuyên đưa tư gia. Rồi lên liền em mã sọc dùm cho em. Rồi cái này lên liền em mã set sọc nha mấy chị nha. Set sọc dùm cho em nè, 89.000, mở 11, 89.000. 11 cho Phạm Phương 632. Giờ lấy liền mã 11 cho em 89.000 của chị ha, xếp sọc ạ. Lấy liền cho em mã 11, xếp sọc 89.000 dùng cho em dễ thương lắm. Ui rồi, tặng luôn 89.000 đầm xanh dùng cho em. Trời ơi, con này em bán cho mấy chị màu nâu, màu xanh, màu vàng, rất là nhiều màu luôn á. Nha mấy chị nha, màu xanh em bán chạy nhất luôn. Em về lại cho mấy chị hai con màu xanh nè. Chờ lấy chốt thì em mã đầm xanh, không mà em sale 89.000 đó. Đầm xanh này em like 119.000 đó, nha mấy chị nha. Chờ lấy thì chốt liền em mã đầm xanh dùng cho em mấy bạn vô Kim Anh bầu bé này, Mai Phương Bùi này kia nha, có mấy cái mẫu đầm này đó nha mấy chị yêu nha. Xanh 89.000. Lên liền em mã đầm xanh. Đầm xanh lên cho em 89.000 ạ. Lên liền em mã đầm xanh nha mấy chị yêu nha, 89.000. Đầm xanh giấy bụm. Chị hương lắm ấy, đầm xanh nó đẹp lắm. Giờ lấy liền mã đầm xanh lên cho em có một còn một con nữa không chị ạ. Lên liền em mã set cam tặng nốt cho mấy chị 79.000, có hai ba set duy nhất à. Ba set duy nhất cam nha, 79.000 dùng cho em luôn. Lên liền em mã set cam 79.000. Cam 79.000 có hai set thôi. Cam 79.000 nha mấy chị nha. Lên liền em mã set cam 79.000 có ba set. Ba set thôi mấy chị. 11 set sọc 89.000 cho Diễm Tống. Xanh hết rồi chị Hùng Lệ ơi, lên mã set cam cho em 79.000 ạ. Set sọc đẹp lắm mấy chị, set sọc còn một set duy nhất đó. Set sọc đẹp rồi là đẹp. Đầm xanh hết rồi mấy chị nha. Cam 79.000 cho ai bụm. Rồi lên liền em mã xanh 119.000 dùng cho em. Cam cho Thủy Nguyễn 790. Trời ơi, em ra mặc cái set này cho mấy chị nha. Rồi em một chút xíu xíu. Cam chị Nga Lê. Em sẽ mặc cái set xanh này nha. Màu xanh này đẹp quá mấy chị ơi. 11 lúc này sẽ sọc cho ngon ngon. Cái set xanh này là áo của nó kiểu áo mà áo tay của nó là tay tăng tốt mà vừa vừa đó mấy chị. Cái này chị nào mà vây to mặc đẹp lắm luôn. Cái này nó đâu cho mình. Cái này nó đâu cho mình. Cái này nè. Ôi đẹp quá à, nhìn cái quần nè. Xanh 119 lên cho em mấy chị ha, cho Hồng Khoa. Thề luôn á em. Chị nó học luôn á, hàng loại 1 á kìa. Mặc lên nhìn cái phô quần nè. Nha mấy chị ơi nha, tao nói nhìn mông nhỏ thành mông xanh to. Xanh cho Bích Hiệt.
nha mấy chịu nha. Mông nhỏ thành mông to luôn á, thật sự mặc mấy cái này dễ thương lắm. May sao cho thấy vô cô. Trời ơi, mấy bà nào mà xem live mấy mỗi năm là em điệu lắm mấy chị ơi. Mỗi năm là em mang dài nè, em đội nón nè. Năm nay em mệt quá rồi mấy chị, em không có điệu gì nữa luôn á, cho mấy chị nha. Mỗi năm là em mặc đồ cho mình á, là em hay mang dài nè, em hay phối phụ kiện này kia. Còn bây giờ em lười lắm mấy chị, nên là em không có phối nữa đâu. Nhưng mà set này rất là đẹp nha mấy chị nha. Xanh này 110 à, ok chị Linh nha, xíu chị Linh nhắn tin xanh là 119 với 109 gì mấy chị ơi. Xanh 119 mấy chị. Chị Linh nhắn tin cho Hải đi chị Linh nha. Chị Linh không có tiếng xương hết rồi chị hả? Chị Linh nhận cái gì, chị Linh nhắn tin cho Hải quá nha. Rồi lên thì dùng cho em mã dùng cho em nè. Kim em mã xích xanh 119 dùng cho em. Cái này mang đôi dài vô nữa mấy chị, hoặc là đổi cái nón nữ trai vô nữa nha. Đẹp lắm nha mấy chị yêu nha. Nói chung là mặc đồ thì phố thêm phụ kiện nữa, thành ra nó sẽ đẹp nha mấy chị yêu nha. Giờ lấy liền mã xích xanh 119 với em cho Phan Lệ Quyên. Rồi cái này em có cho mình được duy nhất được 2 set nè mấy chị. Cái này mặc đi biển. Hả? 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 Không bé. Bé. Ủa của ghi có tiền như thế chứ. Rồi ghi dùng cho em mã nha mấy chị nha. Rồi cái này lên liền cho em mã set đi biển dùng cho em. Cái quần nó đẹp chưa? Em tặng mấy chị cái set này luôn đi. Tặng có 2 set thôi, em tặng mấy chị 89.000 cái set này luôn nha. Giờ lấy thì chốt liền em mã set à, set 89.000 set hoa dùng cho em. Sao Hải đang cầm size M á, cái set hoa này đẹp nè mấy chị nè. Set hoa này đẹp lắm luôn, 89.000 nha. Giờ lấy set hoa, chốt set hoa dùng cho em 89.000 dùng cho em. Giờ lấy liền mã set hoa lấy cho em 89.000 ạ. 2 set thôi mấy chị. 2 set thôi nha. Chị ưng lấy thì chốt liền cho em mã set hoa 89.000. Đi vừa xem vừa chấm tương tác lên cho em đi mấy chị ơi. 2 set duy nhất nha mấy tình yêu nha. Lên liền em mã set hoa 89.000 dùng cho em. Set hoa 89.000 dùng cho Hải. Rồi ghi dùng cho em mã set đen dùng cho em nè. 2 set luôn, Hải tặng luôn cho mấy chị 89.000. Size của Hải đang cầm là size 52 cái đổ lại men ok dùng cho em. Một con quần này mấy chị nè, kèm cho mấy chị một con áo này. Mấy cái set này thường thường mấy bạn mặc lên phô mới đẹp được nha. Tương tác cho Hải với mấy chị. Ừ, tại vì là cái nó bị ẩn nè mấy chị, không thấy ai không mình nên là mình cũng không không mình luôn ấy, cứ tưởng là một mình không mình đó. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Cái dùng cho em mã này là mã set đen dùng cho em ha mấy chị nha. 89.000 dùng cho em. Set đen nha Phương Võ. Set đen 89. Mấy chị vừa xem mấy chị vừa tấm tương tác lên cho em đó mấy chị hả? Ý là mấy bạn mấy cho nó khỏi bị ẩn mấy chị ơi. Mấy chờ ngay sao mấy chị cứ nghĩ một mình. Set đen lên cho em 89.000 ạ. Rồi ghi dùng cho em mã áo dùng cho em, áo kem dùng cho em ha. Ghi dùng cho em mã áo kem 49.000 dùng cho em nè. Lên liền em mã áo kem dùng cho em 49.000 dùng cho em. Tay của nó nè mấy chị, đây nha mấy chị nha. Của nó đây mấy chị nè. Nhìn dùng cho em ha. Rồi chị nào lấy thì chốt rồi dùng cho em. Ghi dùng cho em mã áo kem 49.000. Áo kem, áo phong kem dùng cho em. Rồi lên liền em mã phong kem dùng cho em ha. 49.000 dùng cho em, chắc quá trời đẹp luôn. Cái này mặc sướng lắm mấy chị. Áo phong mà 49.000 mua 10 cái về mang cho nó sướng. Ở ngoài người ta bán 130-140.000 nha mấy chị nha. Một con áo phong hàng xưởng. Kem 49.000 tiền hả hình? Hàng xưởng lên thôi cũng đã 100 mấy ngàn. Chơi cái liền mã phong kem 49.000 cho em nha. Em mã phong kem dùng kem 49.000 dùng kem. Rồi giống hệt thải mang mà màu trắng nè, 119.000 dùng kem. Rồi cái này lên liền kem mã dùng kem. Giống hệt xếp thải mang nha mà màu trắng 119.000 dùng kem. Đây mấy chị, nguyên một set luôn nha. Nhìn cái này của nó hàng xịn sò lắm mấy chị. Hàng này các bạn so ví dụ như nó đắt hơn 10 ngàn, đắt hơn 20 ngàn, nhưng mà các bạn mặc lên cái phong quần nó đẹp. Em muốn cho Linh Nguyễn muốn hay không? Nha mấy chị yêu nha, cái phong quần mặc lên nó đẹp nha mấy chị yêu nha, chứ không phải là cái phong quần nhỏ. Kem cho Liên Phạm. Lên liền cho em mã set trắng dùng cho em 119.000 dùng cho em. Nó có nhiều loại hàng lắm mấy chị nha, mấy chị yêu nha. Cũng có người khác người cậu ta cũng like cho mấy chị giá là mấy chục ngàn á, nhưng mà bạn về nhận về bạn thấy cái phom nó rất là khác nha mấy chị nha, không bao giờ không kem bông chính dùng viên trầm để lấy. Lên liền em mã set trắng dùng kem 119.000, có 2 set duy nhất không? Set trắng 119 nha mấy chị nha, 2 set. Giờ lấy thì chốt liền em mã set trắng 119 dùng kem 119.000, 2 set duy nhất rồi mấy chị. Set trắng 119 lên cho em nha. Rồi lên liền cho em mã áo crop top. Ok, cũng tại 49.000 như Duyên Nguyễn. Rồi lên liền em mã áo crop top 59.000 dùng kem, có 3 con là 4 con. 4 con nha, 59.000. Lên liền cho em mã xanh chữ 59.000 dùng cho em. Xanh chữ dùng cho Hải nha, với giá là 59.000. Lên lệ dùng cho em mã xanh chữ dùng cho em nè. Xanh chữ nha mấy tình yêu nha, với giá là 59.000 dùng cho em. Chốt liền em mã xanh chữ 59.000. Em có 4 con duy nhất, 4 con nha, áo và rất tốt dùng cho em. Lên liền cho em mã xanh chữ dùng cho em, với giá là 49.000. À 59.000, xanh chữ 59.000.
Giờ lấy sinh chữ 50 chứ, mã sinh chữ 59 cho em. 59 ngàn dùm cho anh. Sinh chữ 59 nha, mấy chị yêu ơi, lên liền em mã sinh chữ. Có mấy cái hàng quá chị, thật yêu. Mình sợ lai ra, có vẻ không chốt. Đi cà chim, cũng để hàng. Cái gì? Cũng để hàng cà chim, đi cà chim. Sao nhầm? Có bên nào Nguyễn là hàng rồi? Sinh chữ 59 ngàn cho viên tròn. Giờ cái liền mã sinh chữ lên cho em 59 ngàn. Rồi lên liền em. Ok, cho Nguyễn là hàng, cũng nhận được rồi. Đi dùm cho em áo đen 69 ngàn dùm cho em. Trời ơi, con áo này các bạn mặc cái quần cấp ta đó. Mặc cái với là cái quần jean mà cái ống mà ống xè xè như thế này nè mày nè. Hãy hãy mặc đó mấy chị. Mặc với cái áo này đẹp lắm nhưng mới chịu nha. Giờ lấy thì chốt dùm cho em áo đen 69 ngàn có một con hàng NGN. Một con duy nhất hàng NGN nha mấy chị nha. Mấy chị nào mà 52 cái đổ lại là mang ok cái áo đen này đẹp đó. Siêu đẹp luôn. Giờ lấy chốt dùm em áo đen 69 ngàn dùm cho em. Đi dùm cho em áo đen 69 ngàn nha mấy chị nha. Ai không ai lấy cái áo đó để qua bên cho em. Bữa nay em sẽ mặc cho mấy chị cái áo đen đó. Sao lúc nãy 59 ngàn cho Linh Nguyễn. Giờ lấy liền mã áo đen 69 ngàn cho em ạ. Lên liền em mã áo đen 69 nha mấy chị nha. Rồi cái này lên liền cho em mã này là mã. Đi dùng cho em mã xếp dùng cho em 79 ngàn dùng cho em nè. Lên liền cho em mã xếp 79 ngàn. Có duy nhất cho mấy chị được 2 xếp thôi. 2 xếp nha mấy chị nha. Với giá là 79 ngàn dùng cho em cái áo đen đó mặc với lại cái chân. Cái chân vá hay là mấy chị mặc với cái quần linh mà le le le. Mấy chị kẹp bèo bèo mà to như thế này nè. Mặc lên đẹp lắm nha mấy chị nha. Rồi ghi dùng cho em mã set dùng cho em 79 ngàn. Một con áo tan tốt nè mấy chị nè. Một con áo tan tốt nha mấy chị nha. Cái này là set tan tốt đó. Em bán cho mấy chị 79 ngàn luôn. Lên liền em mã set tan tốt 79 ngàn dùng cho em. Chốt liền cho em mã set tan tốt 79 ngàn dùng cho em. Có thể mặc máy gì bao nhiêu vậy? Sẽ mặc là set xanh 119 chị Phi Phi ha. Rồi lên liền cho em mã set tan tốt dùng cho em. Set tan tốt 79 ngàn. Số đen 79 cho anh Mai. Chị nào lấy set hãy mặc lên mã set hãy mặc lên cho em 119 là được rồi. Set hãy mặc còn set đó mấy chị. Rồi ghi dùng cho em mã set đen 119 luôn. Này mấy cái set này chắc đẹp lắm, form to lắm. Nói chung là mấy chị ơi, tiền nào của đó nha. Nghe mấy chị yêu nha. Ví dụ như set đó, mấy chị mua mấy cái set mấy chục ngàn thì nó phải form nhỏ. Mà em bán mấy chị cái set này 119 ngàn nha. Em cam kết mấy bạn đi mua chỗ khác nha. Không có giá 119 đâu, người ta bán mấy chị 250 không à. Nha mấy chị yêu nha. Hãy lúc nào cũng bán giá rẻ cho mình hết trơn á. Nha mấy chị yêu nha. Rồi chị nào lấy thì chốt đi dùng cho em mã dùng cho em nè. Ghi dùng cho em mã set đen dùng cho em ha. Với giá là 119 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã set đen 119 ha. Set đen dùng cho em 119 ngàn. Size 60 kg đổ lại mang ok dùng cho em. 60 kg đổ lại mang ok nha. Set đen 119 lên cho em ạ. Ghi dùng cho em mã set đen dùng cho em. Ghi dùng cho em mã set đen nha mấy chị nha. Set đen 119 ngàn Nguyễn Bao Bông. Giờ lấy liền mã set đen 119 lên cho em mấy chị ạ. Rồi ghi dùng cho em mã váy siêu phẩm dùng cho em 119 ngàn dùng cho em. Lên liền em mã váy caro 119 em có duy nhất một con. Size này cho mấy chị nào mà 55kg đổ lại men ok nha mấy chị nha. 55kg đổ lại men ok. Mấy chị để ý đi mấy chị mua set á. Mấy chị mua mà mấy cái set mà mặc set thun á. Mấy bạn mua càng rộng càng mặc thoải mái nha mấy chị nha. Chứ các bạn đừng có tiếc mà kiểu giống như là mua mấy cái set form nhỏ nó về mặt nó không có bao giờ nó lên form đâu. Với lại sợ nhất là mấy chị biết sao không? Mặc mấy cái set đùi này nè mấy chị nè. Các bạn mặc rộng thoải mái thì nó sẽ không có bị phô nha mấy chị nha. Còn mà người ta mà may hàng thường cho mình á, người ta mấy cái may mà mấy cái quần mà đá ngắn ngắn á, mấy chị có công nhận không? Lúc các bạn mặc lên nó rất là phô cái chỗ này nha mấy chị nha. Nó là không bao giờ đẹp đâu nha mấy chị nha. Hàng này của Hải là Hải bán cho mấy chị 119 ngàn, 109 ngàn. Cam các bạn ở ngồi luôn bạn đi sỉ hàng này hàng 180, 190 á nha mấy chị nha. Lúc nào cũng có đăng lên đó mấy chị nha mấy chị nha. Ở trong nhóm Linh Hiệp đó người ta sẽ cho mấy bạn rồi bạn biết rồi nha mấy chị nha. Rồi chiều lấy thì chốt liền em mã váy siêu phẩm dùng cho em 100 mấy quên rồi 119 ngàn. Lên liền em mã váy siêu phẩm 119 dùng cho em. Chốt liền em mã váy siêu phẩm. Váy caro váy siêu phẩm 119 lên cho em ạ. Lên liền em mã váy siêu phẩm 119 ngàn. Có váy duy nhất là mấy chị nha mấy chị nha. Đang xem thì chấm thương 8 lên cho em mấy chị ạ. Lên liền cho em mã set dùng cho em nè. Duy nhất một cái set này thôi. Cái bạn mua lại bạn được một con quần ống sung nè, đẹp chưa? Một con quần ống sung nha mấy chị nha.
kèm cho mấy chị một con áo nè. Trời ơi, chất của nó siêu đẹp luôn, có mức ngực luôn rồi mấy chị. 79.000. Lên liền em mã set caro 79.000 dùm cho em. Rồi lên liền em mã set caro 79.000. Cái set này mặc áo ngực bình thường nha mấy chị nha. Có áo ngực nè, có nó có bốt ngực sẵn cho mình ở bên trong luôn rồi nè. Phôn cho mấy chị nào mà 58kg đổ lại được em, ok cho hãy luôn. Con chị Nguyễn Thị Ngọc Nhi ạ. Cái dùm cho em mã set chữ dùm cho em ha. Set chữ dùm cho em 79.000, có 2 set. Đó, lấy chỗ này mã set chữ 79.000 cho em. Trời cho nó bà nào mà bút được cái set này đúng hời luôn. Đúng hời cái set này luôn nha mấy chị. Thì nào lấy set hải mặt thì lên mã set hải mặt với em 119.000 mấy chị ha. 119.000 nha mấy chị nha. Ở ngồi ta bán hàng 200 mấy ngàn một set. Vừa xem 18 tương tác vừa chia sẻ like lên giúp em với. Em bán rẻ quá. Phá siêu phẩm lúc nãy 119 cho thấy vô cô. Em bán rẻ quá xong á tiệm khách của em mấy bạn cứ canh em bán rẻ không mà em học luôn á mấy chị. Nên là em đang chạy lại cái bút đó mấy chị. Rồi cái này size M dùng cho em nè. Size M nha mấy chị nha. Size M dùng cho em nè, nguyên một set luôn. Size M nha, em tặng mấy chị cái set này 79.000. Chiều nãy thì chốt liền em mã set 79.000 dùng cho em. Đây 79.000 là các bạn được lựa một con chân vái rồi nè. Xương xương một con chân vái xếp ly có quần bên trong ở ngoài là 130 đó mấy chị nha mấy chị nha. Một con chân vái xếp ly này ở ngoài các bạn đi mua 130 này. Đây nguyên một set 79.000, em ôm được sale thì em bán giá sale cho mình nè. Hai set duy nhất size M. Hai set nha mấy chị nha. Lên liền em mã set dùm cho em. Set nha mấy chị nha, 79.000 size M dùm cho em. Lên liền em mã set 79.000 size M được hai set thôi mấy chị. Set 79 cho Minh Nhật Nguyễn. Hai set duy nhất thôi mấy chị ơi. Giờ lấy liền mã set 79.000 cho em nha. Rồi lên liền cho em mã áo bi dùm cho em tặng luôn 49.000. Lên liền cho em mã áo bi 49.000. Set 79.000 cho thằng Bích Ngân. Áo bi dùm cho em nha mấy chị nha, 49.000 dùm cho em. Bi 49.000 dùm cho em. Đó liền em mặc áo bi 49.000. Set 79 em hết rồi, có 2 set rồi. Rồi ghi dùm cho em mặc áo bi dùm cho em nha mấy chị nha. 49.000 dùm cho em. Áo bi 49.000 dùm cho em. Hãy cho anh ơi thấy mà hãy bán hàng mà hàng trend như Hải nha mấy chị nha. Mà hàng chủ như Hải mà giá rẻ như Hải luôn á. Người ta còn bán hàng xưởng lên này kia mà người ta còn bán giá gấp đôi Hải like cho mình. Áo bi lên giúp em 49.000 ạ. Cái set hải mặt 119.000 đó mấy chị nào yêu lấy thì chốt. Áo bi cho Phương Trần. Rồi cái này lên liền cho em mã nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã set dùm cho em nè, 119.000. Lên liền em mã set set chị Quỳnh gọi set tầng dùm cho em ha. Set này mấy chị nè, tan của nó này hàng chuẩn cho mình luôn nè nha mấy chị nha. Tan của nó là tan Chanel hoa trà dùm cho em ha. Chủ hàng cho mấy bạn mua hàng này là hàng đi sỉ hàng 220 đó nha mấy chị nha. Chiều lấy thì chốt liền cho em, có tăng đôi cho mấy chị luôn ha. Kèm cho mấy chị quần nè, 119.000 nha. Chờ lấy chốt liền em mã set tầng 119 dùm cho em. Set tầng 119 em còn 2 set cuối. Giờ lấy liền mã set tầng 119 lên cho em mấy chị ơi. Set tầng nha mấy chị. Set tầng cho Nguyễn Thúy. 119.000 em bán hàng lầu 1 đó mấy chị ơi. Đây này mấy chị nhìn hàng nhà em nè. Toàn là mấy cái bao hàng NGN hay là hàng này kia hay mấy chị không có bán hàng thường cho mấy chị đâu. Lấy mã set tầng lên cho em chứ khỏi bị nhầm ạ. Lên liền em mã set tầng nha. Rồi cái này lên liền dùng cho em mã set kem dùm cho em nè mấy chị nè. Set kem của Hải đang cầm là size S này, 119.000 luôn. Lên liền em mã set kem một con áo Babydoll nè. Trời cái này set này dễ thương ghê luôn trời. Chị không để lấy set tầng hay sao chị ơi? Các chị bình thường đi mua cái quần này trên 100.000 không có dắt mấy chị luôn á. Nha mấy chị ơi nha. Lên liền dùng cho em mã dùng cho em. Ghi dùng cho em mã set kem dùng cho em nè, 119.000 dùng cho em. Lên liền em mã set kem 119 có túi hai bên nha mấy chị nha. Set kem dùng cho em 119. Kem cho Mai Mai. Đẹp quá trời đẹp luôn. Hai set, ba set nha mấy chị. Em được ba set nha chị, lấy đi chú. Đây em lên cho mấy chị. Kem lên cho em 119 cho Hồng Như. Em lên mấy chị cái áo này đi, em bán cho mấy chị cái áo này như là bao nhiêu nè. Giờ lấy liền mã set kem lên cho em. Ok chị Hồng Lệ có rồi, set kem cho Nguyễn Linh. 79.000. Lên liền dùng kem mặc áo 79.000 dùng kem nè. Cái áo mà người ta mặc cái áo mà người ta mặc với lại cái gì ta mặc với lại cái quần tắc ta đó mấy chị, cái quần tắc ta hoặc là mấy bạn mặc với cái quần kem lúc nãy cũng đẹp luôn đó mấy chị nha. 79.000 dùng cho em, có cầu vai cho mình luôn ha mấy chị nha. Hàng này nha mấy chị nha, cầu vai cho mấy chị luôn. Rồi có cái gì xuất ở đây nè, cái xếp này mặc lên rất là đẹp nha mấy chị nha, mặc đẹp lắm. Cái áo của nó, cái cổ nó rủ rủ á mấy chị, mình nói là xịn luôn. 79.000 nha, chờ lấy chút thì may mặc áo kem 79.000 nha. Áo 79.000 mai mai hai con. Ôi cái xếp này đúng tình tò luôn, hàng là một mấy chị nhìn nha. Nhìn cái phone này em mở ra là biết nha. Áo 79.000 lấy giúp em ạ. Rồi lên liền em mã xếp xanh 119.000 dùng cho em.
Rồi lên liền mang mặt xích xanh 119 các chị nha. Này mấy chị nhìn cái form áo nha. Nếu mà cái hàng thường hãy lên á nha mấy chị nha, hãy cũng lo cho mấy chị. Nhưng mà hãy nhập còn cao hơn cả hàng này luôn á mấy chị, kề luôn á. Nhưng mà nó chỉ ngắn lên tới đây nè. Nó không bao giờ form dài chuẩn mẫu đâu mấy chị nha, mấy chị nha. Đây là chuẩn mẫu cho mình luôn. Lên liền em mã set xanh dùng cho. Ok, bà giới thiệu quốc. Set xanh 119.000 dùng cho em hàng cái form nó lên đây thôi nè mấy chị. Mà em đã nhập được trước là em nhập vô trên giá 119.000 rồi đó nha mấy chị nha. Người ta ra sale mà hàng lần 1 thì nó còn rẻ hơn cả luôn á nha mấy chị nha. 119.000, vào lấy thì chốt thì dùng cho em mã set xanh 119 dùng cho em. Set xanh nha mấy chị nha, gian vô hàng 350 đó mấy chị, chuẩn hàng luôn. Lên liền may mã xích xanh dùng cho em. Giờ lấy cho liền mã xích xanh lên cho em 119 ạ. Lên liền may mã xích xanh dùng cho em ha. 119.000 dùng cho em. Đây mấy chị không phải giờ em ra em mặc hết cái set này cho mấy chị. Xích xanh 119 lên cho em mấy chị ạ. Lên liền may mã xích xanh 119 dùng cho em. Đây set 129.000 cái set nâu nè. Bà bảo bà gì quên rồi. Hôm qua chị gì hỏi anh đúng không? Chị gì chuyển khoản đó. Cái túi hộp cái này dùng cho em 129.000 dùng cho em. Cái set mà bữa trước phải mặc mãi có hai màu, màu trắng với màu nâu á. Buổi trưa lại mặc màu nâu, buổi tối lại mặc màu trắng á, mãi lai hết luôn mấy chị. Sao hãy về được cho mấy chị được ba con, còn ba con màu nâu nè. Ba con màu nâu nha mấy chị nha. Giờ lấy thì chốt đi dùng cho em mã set nâu dùng cho em 129.000, chắc rất là đẹp luôn mấy chị, chắc xịn sò lắm nha mấy chị nha. Phương cho mấy chị nào mà 55-56 cái đủ lạc xích nâu 129 nha Phương, trời chứ đúng không? Mà xích nâu 129.000 chắc đẹp lắm luôn đó mấy chị. Xích nâu 129 lên cho em cho khỏi bị nhầm mẫu à. Nâu 129 dùng cho em, chị nào lấy thì chốt liền em mà xích nâu 129. Chị có lấy không? Không, chắc không có lấy cái gì không? Nâu một cái giấy chiên ngô. Rồi em bán tặng mấy chị con đầm đen này 109.000 size M. Lên liền em mã váy đen 109 size M dùng cho em. Khi em mã váy đen nha mấy chị nha. Con này là em có màu nâu một cái giấy từng đã. Con này em có màu trắng với lại có màu trắng màu đen luôn nha. Chị nào ưng lấy màu gì để hai bóc cho. Mấy màu trắng là để đâu nhưng mà mấy chị cứ lấy đi để xíu hai mỏi nha mấy chị nha. Cái này em có hai màu, màu trắng với màu đen. Chị nào ưng lấy thì chốt liền em 109.000 dùng cho em. 109.000 kèm màu nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em 109 kèm màu, màu đen và màu trắng dùng cho em. Đầm đen nha mấy chị nha. Chờ nãy thì chốt liền em mã váy. Váy này là váy đi tiệc đó mấy chị. Váy đi tiệc nha. Rồi váy kèm màu cho em. Váy 109 kèm màu trắng và đen giúp em ạ. Trắng và đen dùng cho em nha mấy chị nha. Hãy có cho mấy chị được hai màu, màu trắng với màu đen nha mấy chị nha. Lay váy chậm lắm mấy chị ơi. Lay váy siêu chậm luôn. Rồi lên liền cho em mã xếp tím dùng cho em nè mấy chị nè. Rồi chốt liền cho em mã xếp tím 119.000 đây. Trời ơi, nè, nhìn cái chất này mấy chị ơi, hàng nè, xịn sò luôn á, giờ lấy thì chốt đi. Cái này size S nhưng mà mấy chị 60kg mang vừa nha, tại vì là set thun á. Cái quần của nó y như cái quần Hải đang mang luôn á, trời ơi, cái màu này. Cái màu siêu yêu nha mấy chị nha. Giờ lấy thì chốt đi dùm cho em nè. Cái tiếng lên trong 119.000, có 2 set thôi, đẹp quá à. Đúng đẹp luôn á. Tím đẹp lắm mấy chị ơi. Giờ lấy liền mã set tím 119 còn một set cuối cùng mấy chị hả? Rồi cái này lên liền cho em mà áo xanh dùng cho em nè mấy chị nè. Lên liền cho em mà áo xanh nha mấy chị nha. 79.000 dùng cho em. Con này hãy có cho mấy chị á. Hãy đăng cho mấy chị rồi. Mấy em lúc nãy màu lại dính cho Nguyễn Thầy. Nè mấy chị nè. Cái set 119 cho Tiên Nguyễn. Mấy chị nhớ không? Những cái con này hãy tắt hình cho mình rồi. Cái áo màu trắng ấy. Cái này về bạn mặc với chân váy hay là mấy bạn mặc quần tắt tay gì cũng đẹp hết trơn á. Đẹp lắm nha mấy chị nha. Áo xanh dùng cho em với giá là 79.000 dùng cho em vẽ bàn phối set nha. Đẹp ơi là đẹp luôn. Hàng tác của nó này mấy chị nè. Nha mấy chị nha. Chiều lấy thì chốt là dùng cho em cái áo ngọc này mấy chị. 79.000 có bán. Set hải mặt 119 nha Ái Phi. Rồi siêu phẩm đây mấy chị. Quá trời mấy chị hỏi cái set này. Rồi lấy áo xanh 79 lên mà áo xanh 79.000 cho em. Lên liền em mặc áo 79.000 dùng cho em. Đây mấy chị 119.000 lên liền cho em ha. Size này 55kg đổ lạc men ok nha. Set này đẹp lắm. Set này cái quần của nó nè, đúng rồi. Mấy chị. Cái này, mấy chị lấy cái quần này dễ bàn được phối được nhiều đồ lắm luôn á. Thấy nó hợp luôn á, đây nè. Trời ơi, nhìn cái chất quần của nó nha mấy chị yêu nha. Có túi cho mình nè. 50% phía sau là dây kéo nha. À quên, 50% phía sau là chuông nè, có dây kéo bên hông cho mình nha.
kèm cho mấy chị cái áo này 119.000, về phối tùm lum hàng cho Hải cũng được luôn nha mấy chị yêu nha. Tách riêng ra mặt mấy chị cũng được luôn. Đây mấy chị nè, cái quần này mấy bạn về mấy bạn được lợi lắm luôn á nha mấy chị yêu nha. Lên nhanh dùng cho em mã set à, cái này ghi dùng cho em mã số 10 đi mấy chị. Mã số 10 119.000 dùng cho em. Mã số 10 nha mấy mã chị. Mã số 10 119 lên giúp em ạ. À. Váy đen size M nha Vương. Váy đen nó size M đó mấy chị. Váy đen nó size M nha chị nha. Rồi chiều lấy thì chốt thì dùng cho em mã set mã số 10 dùng cho em 119.000 có sẽ dùng cho em này. Trời có đúng duy nhất được 3 set cuối đó mấy chị mà chắc đẹp lắm luôn nha mấy chị yêu nha. Nhìn cái quần của nó thôi mấy chị liền luôn á, đẹp lắm. Lên thì dùng cho em mã dùng cho em. Cái quần này vẽ bạn được phối được nhiều đồ lắm luôn á, thật sự chắc rất là đẹp. Đẹp ơi là đẹp luôn đó mấy chị. Mã số 10 lấy cho em 10 chấm nha. Số 10 dùng cho em 119.000 dùng cho em ha. Đi dùng cho em mã số 10 119 dùng cho em. 10 119 nha. Mã số 10 siêu đẹp luôn. Giờ là xét nhiều lắm mấy chị. Cho chị mấy cục này. Chị thấy Vy Nguyễn giờ lấy xét mã 119 là mã số 10 hay sao chị ơi? Chờ lấy mã 10 chút, mã 10 cho khỏi nhầm đi chị. Lên đúng mã với em đó mấy chị ạ. Chỗ đó là hàng gì em, mấy chỗ đó dùng lại đây cho chị. Số 10 thấy Vy Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 11 dùng cho em nè mấy chị. Mã 11 nha mấy chị yêu nha. Chốt liền cho em mã 11 dùng cho em. Mã 11 này là cái xét trắng này mấy chị. 119.000 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 11, một con áo này mấy chị nè. Kèm cho mấy chị một con quần nha mấy chị nha. Set này thì không còn phải bàn nữa rồi nha mấy chị nha. Lên liền em mã 11 dùm cho em 119.000, quá là hốt luôn rồi. Còn set em trắng như này nè. Rồi cứ dùng cho em mã dùm em ra cái nào mấy chị hết thì mấy chị chốt nha. Mấy chị hỏi em không nhớ hết đâu mấy chị. Ở trong kho em cả 1.000 mẫu chứ không phải là một mẫu hai mẫu mà em nhớ được hết mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em nè. Ghi dùm cho em mã váy trắng dùm cho em. Váy trắng nha mấy chị yêu nha. Váy này em có duy nhất cho mấy chị được hai con. Em tặng mấy chị 79.000 nè. Hai con thôi nha, 79.000 size M. Lên liền em mã váy trắng size M 79.000 dùm cho em. Váy trắng size M 79.000. Lên liền em mã váy trắng size M 79.000 dùm cho em. Váy trắng size M. Váy trắng size M 79.000 giúp em ạ. Lên liền em mã váy trắng size M 79.000 dùm cho hả. Rồi cái set đáp này có duy nhất một set này mấy chị nè. Một set thôi 89.000. Lên liền em mở set đáp 89.000 dùng cho em một set này mấy chị nè. Cái set đáp này là hàng theo hết nha mấy chị yêu nha. Hàng theo cho mình nè mấy chị nè. Theo và nó làm bởi vì chúng ta sao Nguyễn. Mấy chị thấy không? Nó làm cho mình nè mấy chị nè. Đó, chạy viền cho mấy chị luôn. Lên liền cho em mở set đáp dùng cho em 89.000 duy nhất một set thôi mấy chị. Một set nha mấy chị nha. Giờ lấy chốt liền cho em một set đáp. Cái đó 89.000 như không Phạm không Phạm. Đây váy trắng hãy có hình cho mình rồi nè. 119.000. Lên liền cho em mã váy 119 dùm cho em. Con váy này là chắc linen nha mấy chị yêu nha. Mấy bạn vô cái mẫu đó nha. Mấy chị để ý nha. Tay nhóm rồi thể năng luôn. Hàng link này nha mấy chị yêu nha. Link design. Lên liền cho em mã váy 119 dùm cho em. Váy 119 nha mấy chị yêu nha. Em nói là em bán chuẩn hàng mẫu mặt luôn á. Mà hàng này người ta hát là người hàng xuất người ta bán 300 mấy đó nha mấy chị yêu nha. Em bán tặng mấy chị 119.000. Lên liền cho em mã váy 119 size M dùm cho em. Váy 119 hàng liên. Hàng liên nha. Váy 119 lên giúp em ạ. Quần ly cả 6 size M. Quần ly cá cả. Quần ly cá cả đó nha. Đây cái này có hai con size M. Cho nó váy trắng 119 là mã váy trắng 119 với em đó mấy chị ạ. Rồi cái này em có hai con size M nè mấy chị nè. Hai con quần size M nha, tặng luôn mấy chị 89.000 nè. Quần này là quần ngố mấy chị, quần ngố nha, 89.000. Lên liền cho em mã quần ngố 89.000 size M dùng cho em. Váy trắng 119 lên trần 289. Hai con thôi mấy chị, hai con duy nhất. Hai con nha, 89.000 size M. Lên liền cho em mã quần 89.000 size M, đâu số là hai con size M không rồi mấy chị, nha mấy chị yêu nha. Lên liền cho em mã quần ngố dùng cho em 89.000 size M dùng cho em nè. Lên mã quần ngố 89.000 giúp em ạ. Lên liền em mã ngố 89.000 size M dùng cho anh. Ngố 89.000 size M nha mấy chị yêu nha. Rồi cái này lên liền cho em mã set gấu 129, set duy nhất luôn, set cuối cùng luôn nha. Mấy cái set này về tới đâu là hết tới đó đó mấy chị. Cái này là do là gặp vô trong mẫu lẻ nè mấy chị. Ngố lên đi bạn 89.000. Rồi lên liền cho em mã này là mã ghi dùng cho em mã này là mã gấu dùng cho em. Set gấu 129.000 dùng cho em ha. Set gấu mấy chị nhận hàng mấy chị cứ nghĩ đi. Nó không phải là cái hàng quần thun đâu nha mấy chị yêu nha. 129.000 đáng tiền lắm luôn á. Set gấu lên cho em 129 ạ. Set gấu dùng cho em 129.000 duy nhất một set thôi mấy chị. Set đó đẹp lắm.
Rồi lên liền cho em 99.000 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã set chữ dùng cho em 99.000, một set duy nhất luôn mấy chị nè. Set chữ này là của nó là cũng là phun ngố ngố chứ không phải là phun đùi nha mấy chị nha. Và hàng đây là hàng theo nè mấy chị nè. Hàng theo nha mấy chị nha. Chiều lấy thì chốt đi dùng cho em. Xin lỗi 129 đi Hằng Nguyễn 344 nha, Hằng Nguyễn 344 ơi, khách mới chọn thêm thì cọc với em 200.000 và tài khoản là chốt tiếp gì nhỉ? Đây mấy chị, nha mấy chị nha. Cái đây là của nó là chữ theo cho mình luôn, một con áo tan cốt nè, 99.000. Lên liền em mã set theo 99.000 dùng cho. Set theo cho Hải nha, 99.000. Trời ơi mấy cái này Hải còn coi. Đây mấy chị ơi, Hải có ngố giảng, em có được một con S một con L nè. Ngố lắm mày, tao chính cho Nguyễn Trâm. Một con S một con L 99.000. Lên liền cho em mã ngố ôm á, con này là ngố ôm nè, có co giảng cho mình nè. 99.000 em có size S với size L. Em có size S với size L nha, chiều lấy thì chốt đi dùm cho em. Khi dùng cho em mã ngố giảng kèm size S L 99.000, còn hai con cuối cùng luôn á, đẹp lắm nha mấy chị yêu nha. Ngố giảng mấy chị nhìn chắc của nó siêu khoe luôn đó mấy chị, nha mấy chị yêu nha. Rồi chiều lấy thì chốt đi em mã ngố giảng kèm size ngố loan đó mấy chị nha. Hai màu nè mấy chị, loan nha. Đây thì em mã dùng cho em. Ngố giảng kèm size S L lấy em 99.000. S L dùng cho em, 99.000 dùng cho em. S với L thôi mấy chị, hai con. Rồi cái này, cái này có xe lời chú chính anh Mai 79.000, lên liền em mặc áo tơ 79.000 dùng cho em. Lên liền cho em mặc áo tơ 79.000. Ngố giảng em còn một con xe đó. Rồi con áo tơ này mấy chị mặc với lại mấy cái chân váy, mà mấy chân váy điều điều hay là mấy cái chân váy dài hay gì cũng được mấy chị, đẹp lắm thật sự luôn á. Mặc cái set này lên rất là tôn dáng nha mấy chị nha. Mặc đi tiệc này kia thôi luôn á. Con áo tơ này ngồi 300 mấy. Chị Hằng Nguyễn ơi, chị chọn thêm thì cọc với em 200.000 và tài khoản đi rồi em chốt tiếp cho chị nha. Không thì chọn từ đó được rồi, để chủ nhật lên video cho mình ạ. À. Chờ lấy áo tơ lên mặc áo tơ với em mấy chị ạ. Lên dùm cho em mặc áo tơ dùng cho em nha mấy chị nha. Khi dùm cho em mặc áo tơ dùng cho em 79.000 dùng cho em. Quần linh dài hết rồi nha mấy chị nha. Quần linh dài đâu lâu không mới like thôi mấy chị. Rồi cái này lên liền dùng cho em mã set dùng cho em 99.000, cái dùng cho em mã set chủ 99.000. Cái mẫu này em chưa có like đâu nha. Nha mới chịu nha. Mẫu này là hàng mới của Nhải luôn á, nhưng mà hôm nay đem ra sale cho mình luôn á, 99.000 dùng cho em nè. Lên liền dùng cho em mã set chủ dùng cho em 99.000 dùng cho em. Một con quần mấy chị nhìn nó y như cái chân váy vậy đó, mặc rất là xinh nha mới chịu nha. Kèm cho mấy chị một con áo cọc đây nè. Nha mới chịu nha. Chờ lấy thì chốt liền em mã set chủ dùng cho em 99.000 dùng cho em. Vừa xem vừa chốt tương tác vừa chia sẻ like lên giúp em đi ạ. Cái dùng cho em mã sát chữ nha mấy chịu nha, 99.000 dùng cho em. Sát chữ 99.000 là giúp em. Cái dùng cho em mã sát chữ 99.000. Quần dài, quần dài, quần dài hết rồi chị ơi. Quần dài về ít nắp, về bao giờ là hết cái gì. Giờ lấy cái liền mã sát chữ lên cho em 99.000 đi ạ. Tương tác lên mấy tình yêu ơi. Rồi cái dùng cho em mã sát gấu 99.000, một con duy nhất nè mấy chị nè. Một set gấu duy nhất nha, 99.000. Lên liền cho em mã sát gấu 99.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã set gấu nha mấy chị yêu nha. Chốt nhanh dùng cho em mã gấu dùng cho em 99.000 dùng cho em. Gấu 99.000 có set. Set chữ lúc nãy 99.000 cho Huyền Trang. Rồi lên liền cho em mã set gấu dùng cho em. Set gấu nha, gấu này nó có duy số tài khoản nó có trên trang bìa của trang fanpage đó chị Hằng Nguyễn. 99.000 chờ lấy set gấu, chút set gấu. Set gấu chắc đẹp. Thề luôn mấy cái váy này không có để like luôn á trời, chắc kìa. 79.000, lên liền em mã váy lụa 79.000 dùng cho em. Rồi mấy bà đi mua ở đâu mà được cái váy này 79.000. Em phải là Hải nữa luôn á, nha mấy chị yêu nha. Éo hật luôn á. Xếp chữ cho chị Chi Khánh nè. Xếp chữ đi Chi Khánh. Má ơi bán rẻ quá trời rẻ luôn á. Nha. Này, sếp hãy mặc có cả màu trắng nữa nè, chờ lấy sếp hãy mặc có màu trắng nữa nè mấy chị. Sếp hãy mặc có màu trắng nữa nè, chờ lấy thì chốt đi dùng cho em nè mấy chị nè. Sếp hãy mặc là màu trắng nữa, chờ lấy sếp hãy mặc màu trắng thì chốt sếp hãy mặc màu trắng 119.000. 119.000 nha mấy chị yêu nha. Lên đi dùng cho em mà sếp hãy mặc 119 nè, màu trắng dùng cho em. Có trắng và xanh á, chờ là ưng lấy trắng thì chốt trắng, ưng lấy xanh chốt xanh dùng cho em. Mấy lụa mà có 79.000 mấy chị. Hàng 100 mấy ngàn nữa lên ha. Sếp chữ có 60kg đổi lại á chị. À là sếp chữ rồi sếp này. À sếp có 60kg sếp luôn rồi dễ mang á chị ơi.
Rồi cái này lên liền em mã đen dùm cho em 79.000, có set duy nhất một con thôi, một con duy nhất nha. Đen dùm cho em một xả luôn mấy chị, 79.000 có set này của khách gỗ hôm nay máy bỏ ra đó mấy chị. Cái set này hôm qua like hết rồi mấy chị ơi. Không còn một set nào luôn á nha mấy chị yêu nha. Hôm kia em like hết rồi mấy chị nha mấy chị yêu nha. Giờ lấy thì chốt đi dùm cho em mã này là mã set đen chủ dùm cho em. Set đen chủ nha mấy chị yêu nha. Với giá là 79.000 dùm cho em, set đen dùm cho em. Set đen 79.000. Đen 79 cho Minh Nhật Nguyễn. Rồi cái này lên liền cho em mã 119.000 dùm cho em nè. Rồi cái này lên liền cho em mã 119. Em cũng có một set duy nhất size M thôi mấy chị nha. Size M dùm cho em 119 dùm cho em. Lên liền cho em mã set 119 size M duy nhất một set thôi nè mấy chị. Set 119 size M có set thôi mấy chị ơi, không có set thứ hai đâu nha. Đây 119 lên cho em. Cái nó hơi sạch luôn rồi. Cái bà này mấy cái bộ gắm này không có hàng để like luôn mấy bà chốt. Chốt rồi xả. Rồi cái này lên liền em mã gắm dùng cho em 79.000 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã lụa gắm dùng cho em 79.000 có bộ duy nhất nè. Tiên nắng nhỏ như hồng nhiên mấy chị, lấy xích đen nào ạ? À? Đen 79 là đen 119 à. Lên đúng mã với em đó mấy chị ơi. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em nè. Cái dùng cho em cái mã này là mã gắm dùng cho em ha. 79.000 có xét duy nhất à. Gắm 79 cho Khánh Vy. Rồi cái này lên liền cho em mã lụa gấu 119.000 dùng cho em nè. Rồi chốt liền em mã lụa gấu 119 dùm chị. Hồng Duyên thì lấy xích đen nào chị ơi. Trời ơi 119.000 nè mấy chị nè. Rồi lên liền cho em mã lụa gấu dùm cho em 119 dùm chị. Cái dùm cho em mã lụa gấu nha mấy chị nha. Lụa gấu dùm cho em 119.000. Mua mấy bộ lụa này thì may nè. Cái này là satin á mấy chị, mặc mát lắm luôn. Lụa gấu lên cho em 119 đẹp lắm, có 3 bộ thôi nè. Giờ lấy thì chốt em mã lụa gấu 119 dùm chị. Cái dùm em mã lụa gấu nha mấy chị. Ê, cái gì lụa gấu dùng cho em 119.000 dùng cho em. Lụa gấu nha mấy chị nha, 119.000 có cho mấy chị đứng được à, một con duy nhất à, ở bên ba con. Rồi lên liền cho em mã váy hàng kim. Kim này tặng nốt cho mấy chị luôn nè. Ủa cái này cái dây đi đâu. Tặng luôn mấy chị 79.000. Gấm đỏ rồi chị Tiên Nguyễn ơi. Gấm đỏ có bộ thôi chị ơi, có bộ nên sale quá. Rồi chiều lấy thì chốt liền em mã váy đen dùng cho em tặng luôn mấy chị 79.000 hàng kim nha. Hàng kim size S dùng cho em nè. Hàng kim này là hàng chung với là hàng minh này nè mấy chị nè. Nha mấy chị yêu nha, nó là một nhà luôn á. Lấy liền em mã váy đen dùng cho em. Váy 79.000 có con thôi. Hết rồi chị à, chị đặng chị Hồng Duyên á. Váy đen 79 chị Đặng Minh Ngân. Bộ đó 119 cho Út Thái Hoàng. Trời ơi, có con duy nhất váy caro dùm cho em tặng luôn 79.000. Nhưng mà cái này size S thôi nha. Cái này mấy bà nào size S mặc đẹp thôi nha. Cho liền em mã váy caro dùm cho em 79.000 dùm cho em. Cái này nút bọc từ trên xuống dưới nha. Nút bọc từ trên dưới cho mình luôn. Lên liền em mã váy caro 79.000. Chứ em đăng hình cái váy này cho mấy chị. Caro 79.000 cho Ngọc Diệp. Ngọc Diệp lúc nãy có cái áo tơ Ngọc Diệp lấy không em? Đây là cái áo tơ này. Bữa hôm trước chị có bỏ cho em một con rồi á. Nếu mà em lấy thêm thì em chốt nha. Cái áo tơ mà em mở một con. Cái đâu có một con không? Cái này Ngọc Diệp lấy không nè. Em nhắn tin hỏi chị mà chị kêu hết đó. Cái này chị bị là khách không có đủ đơn bỏ ra nè. Với lại hôm qua chị có bỏ cho em một con rồi á. Nếu em lấy thêm thì bỏ ha. 79.000 cái áo tơ này. Thấy gì báo chị nha. Ok thêm cho em. Rồi cái dùng cho em mã đầm trắng dùng cho em 99.000 có con dùng cho em luôn. Cái đầm trắng này rất là xinh nha mấy chị yêu nha. Đầm trắng này chắc đẹp lắm. Đầm trắng này size mấy chị 52-53 ký mang ok 99.000 duy nhất một con thôi nha. Chờ lấy thì chốt liền em mã đầm trắng dùng cho em. Rồi em có một con dâm siêu đẹp luôn. Em tặng mấy chị 79.000 nha. Cái liền cho em mã dâm 79.000 có con. Nó có quần bên trong luôn mấy chị. Đầm trắng chứ 9.000 nha Song Ngư. Rồi cái này lên liền cho em mã dâm dùm cho em nè. Dâm nha 79.000 có một cái thôi. Size cho mấy chị 55 cái đổ lại này ok. Một con duy nhất. Một con duy nhất nha. Chị lấy dâm chút dâm dùm cho em. Dâm nha. Còn caro cho em nha. Ok. Dâm 79 cho Hà My Tơ 79 với Ngọc Diệp có rồi ha. Rồi cái này lên liền cho em mã đầm hoa dùm cho em tặng mấy chị con này luôn 79.000 luôn. Lên liền cho em mã đầm hoa 79.000 hàng minh. Hoa 79.000 hàng minh dùm cho em ha. Mấy chị
tiền em có cái này xinh lắm luôn. Giờ lấy liền mở đầm hoa 79 ngàn giúp em ạ. Cái set vàng 109 ngàn hàng NGN. Em đảm bảo mấy chị luôn á. Set này bạn đi sỉ hàng 220 nè. Đi sỉ hàng 220 nha mấy chị yêu nha. Chưa nói tới giá lẻ đâu. Giá lẻ bạn đi số bạn phải mua tới 300 mấy ngàn lận á. Nha mấy chị yêu nha. Đây cái set này mấy chị nè. Hàng NGN nha mấy chị yêu nha. Chủng hàng cho mấy chị luôn á. Đẹp lắm. Size của Hải đang cầm là size mấy chị 55-56 cái đều mang ok. Ở đây nó là cái quần nha mấy chị yêu nha. Xong nó có một cái quần lót bên trong cho mình luôn. Đi theo tông màu luôn nha mấy chị yêu nha. 109 ngàn nè. Chờ lấy thì chốt đi dùm cho em mã set vàng dùm cho em. Ghi liền cho em mã set vàng nha mấy chị yêu nha. Với giá là 119 ngàn. Áo của nó nè xinh lắm. 109 với lột. Lên liền em mã set vàng 109 dùm cho em ha. Hàng NGN đó mấy chị nha mấy chị yêu nha. Trong cái hàng thiết kế á mấy bạn cứ để ý đi. Tất cả các hàng mấy bạn nhận order này, hay là các bạn có bán hàng shop này kia, bạn nhập cái hàng NGN rất là cao luôn á. Nha mấy chị yêu nha. Cho lấy thì chốt thì dùm cho em. Ghi liền cho em mã set vàng dùm cho em 109 ngàn dùm cho em. Vàng 109 nha mấy chị yêu nha. Ghi dùm cho em mã set vàng dùm cho em 109 ngàn dùm cho em. Có duy nhất được có mấy set thôi mấy chị. Số vàng 109 lên cho em mấy chị ơi. Lên liền em mã set vàng 109. Chị vừa xem vừa chấm tương tán lên cho em đi. Cái này lên liền cho em mã set mặt cười dùm cho em, set cam dùm cho em này, tặng nốt cho mấy chị luôn 99 ngàn luôn. Lên liền em mã set cam 99 ngàn dùm cho em. Set cam dùm cho em nha, 99 ngàn mấy chị ơi, xem like tương tác trả một chút xíu với mấy chị. Nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã set cam dùm cho em với giá là 99 ngàn có set duy nhất. Cái set này mấy chị nào 65 cái đủ lại mang ok cho Hải luôn. Lên liền em mã set cam dùm cho em, set mặt cười dùm cho em 99 ngàn. Set mặt cười 99 ngàn thân xuân. Đi dùm cho em mã set mặt cười có set không? Rồi lên liền cho em mã set 99 ngàn. Lên liền em mã set hoa 99 ngàn dùm cho em. Cứ dùng cho em mã set hoa 99 ngàn dùm cho em. Hoa dùm cho em nha mấy chị ơi nha. Quên lộn set caro chứ lộn. Email mã set caro 99 ngàn dùm cho em. Nó cũng cho mấy chị là tới cái nút như thế này nè. Nếu mà hàng mà may thường lên á thì nó sẽ làm cho mấy chị mấy cái cúc mà cái cúc bình thường nha, chứ không có làm cúc bình này nha mấy chị nha, mấy chị yêu nha. Cái cúc mà chỉ có một thôi mấy chị, một cái khuy nhỏ thôi nha, chứ không có làm nút ngọc này nha mấy chị yêu nha. Để ý hàng dùm cho Hải thì Hải bán cho mấy chị 99 ngàn luôn. Lên liền em mã set caro dùm cho em 55 cái đổ lại mang ok nha. Lên liền em mã set caro dùm cho em 99 ngàn dùm cho em. Set caro lên cho em ạ. Set caro 99 ngàn. Set caro nha mấy chị yêu nha, 99 ngàn. Trời ơi mấy chị ơi, cái set cố gắng chống tương tán lên cho em đi mấy chị ạ. Set caro 99 ngàn lên cho em ạ. Cái này còn mà mấy chị cứ hỏi em mà em kêu hết rồi. Set vàng 109 ngàn nè. Hàng Zara nè mấy chị. Vậy mà mấy chị hỏi em cứ kêu em hết rồi mấy chị ơi. Đây chị nào ưng chốt thì lấy nhanh nha. 109 ngàn cái set vàng. Set cao nãy hết rồi chị đang lưu thị á. Rồi đúng có được có mấy set đâu mấy chị ơi. Lên liền cho em mã set vàng dùm cho em 109 ngàn hàng Park Zara nè mấy chị. Ngày nãy bạn đi mua của mấy bạn mà bán hàng Việt Nam xuất khẩu này kia bán mấy chị 200 mấy 300 mấy một set á. Nha mấy chị yêu nha. Park Zara bao Zara. Trời cái set này đẹp lắm. Siêu đẹp luôn. 109 ngàn dùm cho em hàng hai tác nè mấy chị nè. Hai tác nha mấy chị yêu nha. Chờ lấy thì chốt đi dùm cho em mã 109 ngàn dùm cho em. Vàng 109 dùm cho em. Lên liền em mã set 109 là cái này hả? Ở set này không? Rồi lên liền cho em mã set vàng dùm cho em 109 ngàn. Lên liền em mã vàng 109 dùm cho em. Rồi cái set này 109 ngàn mấy chị một chút. Mấy chị em còn mấy set cuối cùng mới đẹp quá trời này. Chị Lan Lưu Thị ơi, mã cho em lại số điện thoại với em luôn đi chị ạ. Cái này nó chủ như là cái gì luôn á, 109 ngàn. Lan Lưu Thị mã cho em số điện thoại lại với em ạ. Thật sự luôn á, cho mấy chị yêu nha. Giang Nguyễn ơi, trời trời cái rồi em chốt thêm mấy chị ạ. Chốt chị số vàng cuối cùng chị nhá. Lan Lưu Thị kèm lại số điện thoại với em luôn chị ơi. Rồi cái này lên liền cho. Rồi cái này lên liền cho em mà áo dạ quang 59 ngàn. Lên liền cho em mà áo phong dạ quang 59 ngàn dùm cho em. Phong dạ quang dùng cho Hải nha, 59 ngàn có một con duy nhất. Một con duy nhất nha mấy chị yêu nha. Đang yêu mỹ mới hả chị? Đợi lại, đợi lúc hơi út khó. Mà chị gửi mà. Cái bài 109 cho Lan Lưu Thị. Rồi cái này lên liền cho em mã áo phong dạ quang 59 ngàn. Phong dạ quang 59 ngàn dùm cho em. Lên liền em mã phong cam. Đen cam. Đen phong rồi cái này.
Hồng cam 59.000 nha Hồng ơi. Cho cái này lên liền cho em mã set 99.000 dùng cho em. Đi em mã set xanh 99.000 có set à. Xanh 99.000 cho chị cái set cam cho nó, em set đó còn mấy set vậy? Coi cái dùng cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em mã set xanh dùng cho em. Set xanh nha mấy chị yêu nha. Cái dùng cho em mã set xanh dùng cho em. Cho chị cái set đó. Còn 3 set. Rồi set này em còn được 3 set cuối này mấy chị. 129.000. Chị nào mua cái set này về nha, mấy bạn cứ so sánh với cái hàng thường mấy bạn mua chỗ khác đi nha, em đảm bảo luôn á. Em nói mấy bạn mà mua được cái giá này không bao giờ mua được cái hàng mà như hãy like cho mình luôn á, nha mấy chị yêu nha. 129.000 dùng cho em. 129.000 nha mấy chị yêu nha. Mấy bạn mua 129.000 mấy bạn chỉ mua được cái hàng bình thường thôi. Không bao giờ mua được cái hàng mà, hết rồi mấy chị ơi. Một cái hàng mà phong to như nhà Hải nha mấy chị yêu nha. Tan hoa trà sừng sò như thế này đâu mấy chị nha, mấy chị yêu nha. Khẳng định một điều luôn á nha mấy chị yêu nha. 129.000 chiều lấy thì chốt đi dùng cho em mã set dùng cho em ha. Lớp bên trong cho mình nè nha mấy chị nha. Có đúng duy nhất được 3 set á. 3 set nha mấy chị yêu nha. 129.000 dùng cho em. Chắc cho mình nè mấy chị nè. Mấy bạn mua mấy cái hàng vào một mình mặc mấy cái phom lên nó đẹp lắm mấy chị ơi, nó siêu chuẩn luôn á. Nha mấy chị yêu nha. Giờ lấy cho mình mã set 129 lên cho em ạ. 129.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã set 129 dùng cho. Cứ dùng cho em mã set nha mấy chị yêu nha. 129.000 dùng cho em. Cứ dùng cho em mã set 129. Rồi cái này lên liền cho em mã cam dùng cho em. À ghi dùng cho em mã này là mã 109 dùng cho em nha. Cái set này là cái quần của nó y như cái quần Hải đang mang đó mấy chị, 109.000. Cái set này là Hải về nhiều á. Cái set này đáng lẽ là hàng 100. Đáng lẽ cái set này là hàng 129.000 đó nha mấy chị yêu nha. Nhưng mà Hải về nhiều lắm, Hải về tới 50 set này lận nha mấy chị yêu nha. Hải còn 3 set cuối cùng 109.000 nha mấy chị yêu nha. Ghi dùng cho em mã dùng cho em. Ghi dùng cho em mã này là mã set chữ cam dùng cho em 109.000 cho khỏi nhầm ha. Lên liền em mã set chữ cam dùng cho em 109.000. Cái quần của nó y như cái quần xanh Hải đang mang luôn. Cái form của nó lên rất là đẹp nha mấy chị yêu nha. 109.000 dùng cho em. Ghi dùng cho em set chữ cam lên cho em 109 ạ. Set chữ cam dùng cho em. Set này do Hải về nhiều quá luôn đó mấy chị. Nhưng mà hàng đẹp lắm, hàng linh á. Hàng linh nha mấy chị yêu nha, linh design á. Set chữ cam 109 lên cho em đó mấy chị ơi. Vừa xem vừa chấm tương tác vừa chia sẻ like lên cho em đi ạ. Set chữ cam 109 nha mấy chị. Set 129 lúc nãy cho My Lan. Rồi cái set 129 nó đẹp lắm. Rồi cái dùng cho em mã phong đá 69.000 dùng cho em. Đi em mã phong đá 69.000. Phong đá dùng cho em ha, 69.000 có con nha mấy chị. Rồi chốt liền cho em mã phong đá dùng cho em. Đây mấy chị nhìn chắc nè. Phong đá nha, tan vẫn là tan cho neo hoa trà luôn cho ảnh luôn. Hãy về cho mấy chị toàn là hàng xịn sò không. Đây mấy chị nẹp cổ cho mình. Nẹp cổ nha, 69.000. Lên liền em mã cam đá 69.000 dùng cho em. Chốt liền cho em mã cam đá dùng cho em ha. Cam đá dùng cho em với giá là 69.000. Không cam đá nó cho em 69.000 ạ. Lên liền em mã cam đá dùng cho em ha, 69.000 dùng cho em. Không cam đính đá 69.000 nó cho em đó mấy chị ơi. Rồi em còn 2 set polo. Thì cái set polo này đúng xịn luôn á. Hàng polo nó xịn mấy chị ơi. Polo 109.000. Lên liền em mã set polo. Cam đá 69.000 gì thấm. Ờ lên liền em mã set polo 109.000 dùng cho em nè. Cái này là chắc polo nha. Lúc nãy có like cho mấy chị áo màu xanh rồi đó nha mấy chị yêu nha. Hàng này nhập rất là cao luôn á mấy chị. Em bán 109 không bao giờ em sale nha mấy chị yêu nha. Thề luôn á. Tại vì các bạn đi mua rất là cao nha. Các bạn mua tới hàng 300 mấy 400 mấy lần nha mấy chị yêu nha. Còn đây 109.000 chuẩn hàng 100% luôn á. Chắc polo nha mấy chị yêu nha. Không phải chắc thường dùng cho Hải Hiền. Giờ lấy thì chốt liền em mã set cá sấu dùng cho em. Lúc nãy Hải like cho mấy chị cái áo màu đen, áo màu xanh đó mấy chị. Đây là set áo màu đen nha mấy chị yêu nha. Chắc polo dùng cho em. Polo 109 với Hồng Duyên. 109 nha, chắc polo nha mấy bà ơi. Giờ lấy cái liền mã set polo lên cho em 109 ạ. Còn một set gì nhất mấy chị ạ? Áo Zara dùng cho em 89.000 dùng cho em nè. Lên liền dùng cho em mà áo Zara 89.000. Hãy có duy nhất được mà hai con duy nhất luôn mấy chị. Hai con nha mấy chị yêu nha. Ưng mua hàng chuẩn thì không có rẻ mấy chục ngàn, 40.000, 50.000 đâu mấy chị. Nha mấy chị yêu nha. Đây hãy bán 89.000 cho mình cái áo này. Bạn ra ngồi mua hàng 160, 170 đó nha. Đây nè. Chuẩn cho mấy chị bao Zara nè, tát nè mấy chị. Size này 60kg đổ lại men ok dùng cho em. Lên liền cho em mà áo Zara dùng cho em với giá là 89.000 dùng cho em. Áo Zara nha mấy chị yêu nha. Tát của nó nè, mấy chị nhìn hàng dùng cho em ha. Hàng hai tát như thế này cho mình nè. Áo Zara cho băng băng 89.000 thôi mấy bạn. Bạn nào mà biết nhìn hàng nhìn vô là biết hàng này họ mua bao nhiêu rồi.
Rồi la liềm cho em mã váy 99.000 dùng cho em. Rồi la liềm em mã váy 99.000, em có hai con duy nhất. La liềm em mã váy 99.000, size của Hải đang cầm là size M dùng cho em. Ghi dùng cho em mã váy 99.000 size M dùng cho em. Váy 99.000 size M em có duy nhất được cho mấy chị được hai con. Hai con nha mấy chị yêu nha. Chốt liền cho em mã váy 99.000, hai con duy nhất thôi, được hai con nè. Chờ lấy thì chốt liền cho em. Váy này xinh lắm mấy chị. Xinh ơi là xinh luôn. 99.000 size cho mấy chị 55kg đổ lại này, ok. Váy nhất cho Tịnh Phan. Và con này em có được hai con 79.000. Lên liền dùng cho em mã áo xanh 79.000 dùm em, trời ơi cái màu nó đẹp xỉu luôn, xỉu xuống luôn. 55kg đổ lại, 58kg đổ lại mang được luôn. Ở phía trước mặt của nó coi dạng cho mấy chị. Váy này đẹp quá, quá này đẹp quá trời luôn. 79.000 lơ liềm cho em mà áo 79.000 dùng cho em. Lơ liềm cho em mà áo 79.000 nha mấy chị yêu nha. Áo 79.000 hai con duy nhất. Rồi mà áo 79.000 giúp em ạ. Ờ, cái màu của nó siêu yêu luôn đó mấy chị nha. Cái áo mà áo nút ngọc này mấy chị này. Nha mấy chị yêu nha. 79.000 lơ liềm em mà áo xanh dùng cho em. 79.000 dùng cho em. Lơ liềm em mà áo xanh 79.000. Lơ liềm mà áo xanh 79.000 giúp em mấy chị ạ. Áo xanh 79 cho Thu Huyền. 059. Rồi cái này lên liền em mã váy 129 dùng cho em nè. Rồi chốt thì dùng cho em mã váy 129 có được một con thôi. Một con duy nhất nha mấy chị yêu nha. 129.000 dùng cho em nè. Nha mấy chị yêu nha. Cái bà mua hàng rồi thường, cái bà đi mua đã giá là 100 mấy rồi mấy chị. Bán cái hàng chuẩn như thế này 129.000 hoặc luôn không bằng nửa giá bàn order luôn á. Nha mấy chị yêu nha. Không bằng nửa giá mấy chị order ở bên Quảng Châu đâu nha mấy chị yêu nha. 129.000 dùng cho em. Với 129 cho Minh Nhật Nguyễn. Có một con mấy chị ạ. Rồi lên liền dùng cho em mã dùng cho em. Áo tơ dùng cho em nè, 39.000 dùng cho em. Lên liền em mã áo tơ 39.000 duy nhất một con. Tơ 39.000 một con duy nhất. Rồi cái này lên liền em mã set bò dùng cho em nè, 79.000 có set duy nhất nè mấy chị nè. Một set duy nhất set bò nha mấy chị nha. Lên liền em mã set bò dùng cho em, 79.000 dùng cho em. Set bò 79.000 dùm em một set. Set bò 79.000 lên giúp em mấy chị. Áo tơ 39.000 cho Huyền Huyện Ninh Stone. Cho lấy liền áo bò, set bò 79.000 cho em ạ. Cái áo hồng này bị chị Tâm Bùi có đang xem không? Chị em, bao nhiêu rồi nè? 89. À, em tặng luôn cho mấy chị luôn 85.000 luôn nè. Lấy liền cho em mà áo hồng 85.000 có con duy nhất à. Hồng 85 dùng cho ảnh một con duy nhất à. Xinh lắm, trời ơi siêu đẹp luôn. Lên liền cho em mã áo hồng dùng cho em nha, 85.000 dùng cho em. Đây mấy chị, mình tay nha. Lên liền cho em mã áo hồng 85.000. Bây giờ mình tấm lên 8 với chị Sala lên cho em mấy chị ơi. Mã áo hồng dùng cho em 85.000 có một con thôi mấy chị ơi, mà xinh lắm, rất là xinh luôn. Đẹp ơi là đẹp luôn. Lên liền cho em mã áo hồng nha, áo hồng dùng cho em 85.000 dùng cho em. Hồng 85, lên liền cho em mã hồng dùng cho em 85.000. Rồi ghi dùng cho em mà áo sọc dùng cho em nè mấy chị nè. Áo sọc nha mấy chị nha. Với giá là 79.000 dùng cho em. Lên liền dùng cho em mà áo sọc. Áo sọc này mặc chắc chơi lắm mấy chị. Áo sọc này bạn mặc quần sọc á. Mặc quần sọc á chị á. Mặc quần sọc này kia mặc đôi giày, mang đôi giày thể thao vô nữa mấy chị. Xinh lắm nha mấy chị nha. Lên liền em mà áo sọc và cái này lên mông nha. Lên mông thì mấy chị cũng biết là mặc rất là sướng nha mấy chị nha. Lên liền dùng cho em. Áo sọc 79.000 lên giúp em ạ. Ghi dùng cho em mã nha. Ngọc Nhi này có đơn nữa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em mã sọc dùng cho em nè. Chốt liền cho em mã sọc dùng cho em 79.000 dùng cho em. Lên liền em mã xếp sọc 79.000 dùng em. Nhà em bán hàng sale không đổi trả nha mấy chị yêu nha. Áo sọc 79.000 lên cho em nha. Lên liền em mã áo sọc dùng cho em 79.000 dùng cho em. Ôi trời ơi các bạn nào rất cao quá. Chị nào thích ba bộ đồ dâu không nè. Rồi để lên cho mấy chị hai con áo phông. Hai con áo phông nha mấy chị nha. Đi dùng cho em mà áo phông dùng cho em 59.000 dùng cho em nè. Áo phông Balenciaga 59.000 phông dạ quang.
cái chữ Balenciaga đây nè, nó là dạ quan nha mấy chị nha. Dập cho mấy chị hết Balenciaga cả áo luôn với giá là 59.000. Lên liền cho em mà áo đen Balenciaga dùng cho em, 59.000 dùng cho em nè. Có hai con thôi mấy chị, cái này chắc đẹp dễ sợ luôn á, chắc đẹp lắm, hàng không hãng á. Phong hãng nha mấy chị nha, tái của nó nè, chạy viền cổ cho mình. Mấy chị nhìn mấy cái phong mà chạy viền cổ nó đẹp lắm. 59.000. Ồ. 059 cho chị Hà My. 059 cho chị Lan Trang. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em mã set hồng dùng cho em nè mấy chị nè. Set hồng dùng cho em ha, 99.000 có hai set duy nhất nè. Hai set nha, chờ lấy hồng chốt hồng 99.000 dùng cho em. Cái dùng cho em mã hồng 99.000 dùng cho em ha. Hồng 99.000 hai con duy nhất nè, chờ lấy hồng chốt hồng. Đây bộ lụa dâu 99.000 nè mấy chị. Còn lên liền em mã lụa dâu 99.000 dùng cho em. Lụa dâu nha, 99.000. Trời ơi, bộ lụa hàng sam mà bán 99.000 nè. Quá đáng thật sự luôn ấy, rẻ ơi là rẻ luôn đó mấy chị. Và chèo lấy thì chốt đi dùm cho em. Đi dùm cho em mã lụa dâu dùm cho em ha. 99.000 dùm cho em, hai bộ duy nhất à. Mà cái cắt này là cắt satin cho mấy chị nha. May sướng lắm luôn á mấy chị, cực kỳ sướng. 99.000, chèo lấy thì chốt đi dùm em mã dâu 99.000 dùm cho em. Dâu dùm cho em 99.000. Đây để em like cho mấy chị mấy con áo con hàng em. Mã có một con. Ví dụ như con gói này có một con. Lụa dâu cho chị Thí Yoko. Rồi cái này lên là dùng cho em mã phong xanh dùng cho em nè. Ôi chắc đẹp quá, trời đẹp luôn. Lụa dâu 99.000 Thí Yoko. Rồi cái này lên là dùng cho em mã xanh dùng cho em 69.000. Cái hàng em mang này em like cao hơn nha. Cái này đang, em không có sale rẻ hơn là vì hàng này các bạn nhập vô cao đó. Bạn mua số bằng hàng 240 á, 240 một con ha. Lụa dâu cho Liên Mi Phương nè. Cho cái này chốt đi dùm cho em. Đi dùm cho em mã lố xanh dùm cho em ha. Lố xanh dùm cho em với giá là 69.000 dùm cho em. Lên liền em mã lố xanh dùm cho em ha. Rồi cái này lên liền cho em mã cam dùm cho em nè mấy chị nè. Cam dùm cho em 69.000 dùm cho em. Lên liền em mã cam 69.000. Mấy cái phong này mặc sướng lắm mấy chị ơi. Đặc biệt là nó là hàng theo nữa nè. Hàng theo mấy chị cũng biết rồi, mình giặt mấy giặt này kia mình không có sợ à, bị dính cái áo lại hư hình này kia đâu mấy chị, mặc sướng lắm cho mấy chịu nha. Lên liền em mã cam dùm cho em, cam nha mấy chịu nha, cam 69.000 dùm cho em. Cam 69 cho chị Lệ Mỹ Đỗ. Thiệt, bạn nào mà tinh ý một chút xíu mua mấy con phong này đúng sướng luôn á. Lên liền em mã cam dùm cho em ha, 69.000 dùm cho em. Thay vì mấy bạn mua cái áo phong ở ngoài hàng xưởng á, đã giá là 120-130 rồi á, các bạn mua mấy phong cam này mặc sướng lắm. Cam 69 cho chị Limosa nè, có hai cam, chờ lấy cam chút cam. Cam 69 cho chị Limosa Nguyễn. Còn em có cho mấy chị cái số xô 119.000. Số xô này size M 119.000, số xô nha. Số xô nha, một con áo nè, đẹp lắm luôn. Cam cho chị Phương Cần. Cam 69 cho chị Phương Cần. Em có con này nữa này, chị Phương lấy không thì báo em nè, nó giống mấy con màu xanh này. Đó. Con này nè, chị lấy gì báo nha. Cam và xanh này chị ưng, chị ưng, chị nào ưng lấy gấu xanh chốt gấu xanh, những gấu cam chốt gấu cam dùm cho em. Nhớ mấy chị nha, gấu xanh và gấu cam dùm cho em. Rồi cái này lên liền em mã xích xô size M dùm em 119.000 dùm cho em. Xích xô nha mấy chị nha, vải của nó này. Mấy cái này mà các bạn mặc đi du lịch hay là đi chơi này kia cũng dễ thương quá trời luôn em. Nha mấy chị yêu nha, làm lốt bên trong cho mình rồi, nó có lốt bên trong rồi nha mấy chị yêu nha. Chèo lấy thì kèm màu, ở bên kèm giá dùm cho em 119.000 dùm cho em. 119 nha, chèo lấy thì chốt thì em mã set xô 119 dùm cho em. Set xô dùm cho em 119.000, có 4 set nè mấy chị nè. 4 set nha, chèo lấy thì chốt. Chị nào ưng lấy gấu gì của mình, gấu đó dùm cho em, gấu đẹp lắm mấy chị. Hay có. Dạ luôn. Ba, chị nó gặp lại đó. Nãy ba vừa qua con nhắn này con quái học. Giờ em nghe đi chị. Dạ. À, của mình 7 triệu, của mình 7 triệu 154.000 đó chị. Tại vì bữa trước em làm nhầm tiền á. Nó có 6 triệu còn ship lên chị. Đơn mình là 1 triệu 7 triệu mấy đó chị. Đúng rồi chị. Dạ dạ, tại vì em sửa lại cho hệ thống á. Còn như mà cái bill ở dưới cái bao hàng là vẫn in giá gió tiền hả chị? Dạ.
Dạ, dạ đúng rồi. Rồi cái này lên liền cho em mã nha mấy chị luôn nha. Khi dùng cho em mã set, dùng cho em set 69.000, em có 2 set. Em có màu vàng với màu đen. Em tặng mấy chị có 2 set thôi, tặng luôn 69.000. Mấy cái bộ này cam em hết rồi. Cam hết rồi. Cam rồi. Mấy chị ơi, cao gấu nó đẹp lắm luôn ấy. Rồi cái này lê liềm cho em mã xế 69.000, em có hai màu, màu đen với màu 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 đen với màu vàng nha. Chị nào ưng lấy thì chốt đi dùng cho em mới chịu nha. Cái này là mấy bạn hay gọi là hàng lụa manh gỗ, lụa manh gỗ nha mới chịu nha. Lê liềm cho em màu đen với lại màu màu đen với màu vàng nha, 69.000, 60 kg đổ lại men ok. Lụa kèm màu với em ạ. Lụa kèm màu đấu xanh cho chị nhanh dịp đây này. Trời ơi, em nghĩ mấy gì cái áo 69 này mà không chốt chị. Lụa xanh 69 cho ngân dịp. Hãy 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 cũng đi xem like nhiều. Lụa kèm màu đen vàng là giúp em 69 ngàn luôn mấy chị ạ. Ai mà bán hàng mấy chục ngàn không bao giờ bán cho mấy chị mấy cái áo phong này luôn á. Nó chỉ về được cái phong hàng xưởng thôi, không có về được cái phong. Xin đen 69 ngàn cho anh Nguyễn. Mấy chị cứ nghĩ đi. Một con áo mà nó dập vải lên nè, xong rồi nó may thành con gấu cho mình ha, chữ như thế này nè. Hàng tác như thế này nha mấy chị nha. Hàng của người ta là hàng hàng single 1993 này nè, nó mới chịu nha. Mấy con này bạn ra số bạn không mà bạn nào ăn đông á, đi sĩ mấy cái hàng là biết rồi. Hàng cao quá. Gấu cam dùng cho em có một con duy nhất thôi. 69.000. Rồi lấy gấu cam lên mở gấu cam với em 69.000. Rồi lấy bộ lụa vàng 69 lên mở bộ lụa vàng 69. Mỗi mã có một con nha. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã 49.000 kèm màu dùng cho em. Cái này ghi giùm em đi, Dior với lại NY ha. Giờ lấy NY chốt NY, chị nào lấy Dior chốt Dior dùng cho em với giá là 49.000 kèm màu dùng cho em ha. Chị nào ưng lấy NY thì chốt NY, giờ ưng lấy Dior thì chốt Dior dùng cho em. Cầu vai này mấy chị nè, cầu vai nha mấy chị nha, có cầu vai cho mình luôn. Và cái này các bạn mặc rất là sướng nha, mặc với lại quần jean hay là cái gì cũng đẹp hết trơn á nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mấy cái áo này không có cần số ký đâu. Rồi 49 cho Phương Phương Trần. Mấy cái áo này mấy chị nào mà 60 ký, 65 ký mặc vô tư luôn. Thế còn con Dior 49 nha. Hàng của nhà em là hàng xịn, hàng phun to nha, không phải là hàng mai lên đâu, phải nhỏ nhỏ đâu mấy chị. Nó mở Dior 49 ngàn cho em mấy chị ạ. Thì ho dùng cho em 49.000. Rồi 59.000 dùng cho em nè. Bộ hãy mặc là 119.000. Đi ho cho Nhung mình 39.000. 59.000 dùng cho em. Ghi dùng cho em mã 59.000 dùng cho em. 59.000 nha mấy chịu nha. Chèo lấy thì chốt đi dùng cho em mã bộ dùng cho em. Ghi dùng cho em mã bộ 59.000. Có bộ duy nhất nè. Một bộ duy nhất nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã bộ 59.000 dùng cho em. Đi ho hết rồi mấy chị ơi, mấy cái đó nó còn thôi. Bộ 59.000 là cho em mấy chị ạ, hết mã 49.000 rồi chị chưa? Lên liền cho em mã bộ 59.000. Rồi cái này lên liền cho em mã váy 79.000, có con duy nhất à. Váy nâu 79.000 dùm cho em. Cái giùm em mã váy nâu. Bộ 59 cho Duy Hiện, Vinh Stone. Rồi lên liền cho em mã váy nâu dùm cho em mấy chị. Váy nâu nha mấy chị nha, với giá là 79.000 dùm cho em. Lên liền em mã váy nâu 79.000 dùm cho em. Nâu 79.000 dùm cho em. Rồi em có hai con áo gấu 69.000 hàng em mau luôn. Rồi lên liền cho em mã này là mã số 1 dùm cho em. 69.000 mã 1 nha, 69.000 dùng cho em có 2 con. Thế nâu 79.000 cho Song Ngư. Rồi cái này lên thì em mã số 1 dùng cho em. Mã số 1 nha mấy chịu nha. Cứ dùng cho em mã số 1 dùng cho hả. Mã số 1 nha mấy chịu nha, với giá là 69.000. Mã 1 69.000 dùng cho em. Một cái liền Mỹ Độ, một cái Ruby Trương. Rồi cứ dùng cho em mã số 2 69.000, có một con màu sóc đỏ nè. Trời đẹp quá. Sóc đỏ này dễ luôn quá mấy chị ơi, cho chị cái cục à, cục phong xanh đó nha. Dưới cái cục xà, chữ chữ đó kìa. Xanh lá kìa. Xanh lá màu xanh đỏ đỏ. Rồi cái này lên liền em mã phong đỏ dùng cho em. Phong đỏ này có con duy nhất nha, 69.000 nè. Phong đỏ dùng cho em 69.000 dùng cho em. Đây mấy chị, cái con phong vịt này 59.000 còn được mấy con. Hàng này, này hàng này xịn lắm. Hãy ôm được xe bán rẻ cho mình đó. Nói chung hãy bán con áo phong này bán 59.000. Hãy lời được 2.000 đó. Đây nè, lên dùng cho em mã vịt dùng cho em. Vịt nha mấy chị yêu nha. Cứ dùng cho em mã vịt áo thiên nga dùng cho em 59.000. Số 2 cho Phương Trần, chữ số 1. Rồi cái này lên dùm em mã thiên nga dùng cho em 59.000 dùng cho em. Mấy cái hàng phong xịn như thế này nè. Mấy bạn đi mua hoặc các bạn đi sỉ á, không có giá này đâu nha mấy chị yêu nha. Để ý dùng cho Hải nha mấy chị yêu nha. Mấy cái phong như này nè, Hải bán rẻ thì Hải mới có giá này cho mình thôi. Chứ người ta bán cao cho mấy chị một con phong này tiện nhất không phải là 90.000 á. Thiên Nga Vile.
Có liền mang mã thiên nga dùng cho em, 59 ngàn dùng cho em, chạy nhất phải 90 ngàn nha, chứ không có e rẻ hơn đâu mấy chị. Cái phong này của nó là hàng kim á mấy chị nha, mấy chị nha. Giờ lấy thì chốt liền em mã thiên nga 59 ngàn dùng cho em, hàng kim nha mấy chị nha, chắc phong của nó thịnh lắm. Giờ lấy mã thiên nga, lên mã thiên nga với em 59 ngàn vi lê có rồi ạ. Cái này 69 ngàn có một bộ duy nhất à. Lên liền cho em mã kem 69 ngàn. Thì ngay phang không? Cái này mỗi lớp nó có bộ thôi nha mấy chị ơi nha. Cái này hết rồi mấy chị. Thì ngay cho vật là cái nào? Vật là ngay cho Lê Mô Sa Nguyễn và cho Lê Anh. Rồi cái này lên liền cho em ngay chị Khánh. Rồi cái này lên liền cho em mã kem dùng kem 69 ngàn dùng kem. Kem 69 ngàn có bộ duy nhất nè. Rồi bạn nào mặc quần hàng hàng cao bao, hàng sình sò này thì tốt nè. Các bạn đẹp lắm nha. Sang M nhưng mà cái này cho mấy chị 52-53 ký mang vừa đó à, 69 ngàn. Chờ lấy thì chốt liền em mã quần 69 ngàn size M đẹp lắm mấy chị ơi. Nhìn cái phôn quần này đúng liền luôn á. Nhìn mấy chị. Rồi chờ lấy thì chốt đi dùm cho em ha. Đi dùm cho em cái mã này là mã quần size M 69 ngàn dùm cho em. Hàng tan hồng này mấy chị. Hàng xịn lắm nha mấy chị nha. Với giá là 69 ngàn. Lên liền em mẫu quần size M 69 ngàn. Quần size M 69 ngàn có 2 con à, đẹp lắm. Quần cho Mai Trúc, quần cho Thanh Thảo Nguyễn. À em có một con kiếm này. Kiếm này sao bị khó khăn. Rồi cái này lên là dùng cho em hả, dùng cho em kiếm 119 ngàn. Quần hết rồi mấy chị, có 2 con thôi. Đây mấy chị nè, kiếm 119 ngàn, có duy nhất được một set nè mấy chị, ở đâu lò ra nè. Đây cái set này đẹp lắm, trời ơi đúng VIP luôn. Nè mấy chị nè, cái set yếm reo á mấy chị. Cái này hôm trước em có về cho mấy chị mấy màu luôn á. Mà cái này là hàng Linh nha, size M 119 ngàn, đúng một set thôi. Đẹp lắm, siêu siêu đẹp luôn. Ở đây nó có tân đơ cho mình nè. Sách yếm dùng cho em 119 ngàn có xếp. Quần hết rồi chị ơi. Sách yếm 119 là cho em hả chị ạ? Đây liền em mà sách yếm dùng cho em 119 ngàn có xếp rồi mấy chị. Sách yếm nó đẹp lắm, chắc quá trời đẹp. Rồi lên liền em mã gấu 99 ngàn dùng cho em. Chuẩn cho mấy chị hàng lộ 1. Yếm 119 cho Liên Mô Sao Nguyễn. Con này là chuẩn cho mình hàng luôn nha. Em bán tặng mấy chị 99 ngàn. Giờ lấy thì chốt liền em mà sách gấu dùng cho em 99 ngàn dùm cho em. Sách gấu nâu nha, 99 ngàn. Chắc siêu VIP luôn mấy chị ơi. Hàng phôm to nha, không phải là phôm nhỏ nha. Lên liền cho em mà sách gấu dùm cho em 99 ngàn dùm cho em. Gấu 99 ngàn. Sách gấu nâu 99 ngàn là như em. Lên liền em mà sách gấu nâu 99 ngàn. Gấu nâu 99 ngàn dùm cho em ha. Rồi em có 2 con phong hàng em ma màu kem. Chốt em mở kem 69 ngàn dùm cho em. Kiếm nó có 1 set thôi. Kiếm nó có 1 set thôi chị à, set hàng bôn thôi chứ đợt trước cũng hết rồi mấy chị nha. Ở đâu nó lồ ra. Rồi cái này lên liền cho em mã caro dùng cho em nè mấy chị nè. Rồi lên liền cho em mã kem dùng cho em chứ lộn kem nha. Áo kem dùng cho em 69 ngàn. Đi rồi chị phải uống nha kem chứ dính cho Thanh Thủy Phạm. Lấu nâu cho Thanh Thủy Phạm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ghi dùng cho em mã áo kem 69 ngàn hàng EMA nha. Hàng EMA nè bạn lấy liền đi. Rẻ đẹp mặt sướng. Giặt mấy giặt cũng vô tư luôn mấy chị. À đây nè, quần size M này còn nè. Dùng một cái cho chị đàn. Cho em 69 ngàn ngon Việt. Cho em 69 cho chị à. Đỗ Hồng 578. Cái kế chút xoay quần nè mấy chị. Quần size M nè. Trời ơi, chị nào lúc nãy không có chốt được thì chốt đi nha. 69 ngàn size M, lên liền em size M hàng Quảng Châu nó to hơn bình thường một size nha mấy chị yêu nha. Lên liền dùng cho em mã chỗ đẹp lắm nha mấy chị yêu nha. Còn mặc đúng size mình kèm theo cái nịch vô cũng đẹp nữa mấy chị nha mấy chị yêu nha. Cái quần của nó không phải là cái quần mà ngắn hổn lên đâu. Nó phôn vừa cho mình mấy chị, nhìn cái phôn quần là biết à. Nó không phải là quần đùi mà ngắn lên như thế này đâu nha mấy chị yêu nha. Nó bằng cái quần ở đang mang cho mình á, nên là chất của nó rất là đẹp luôn. Ôi có size M bây giờ. Size M thôi, 69 ngàn dùng cho em. Quần size M 69 ngàn Sương Mai, quần size M 69 ngàn Ánh Mai. Đây liền em mở quần 69 ngàn. Quần này đẹp lắm mấy chị ơi, lấy mang đi.
Vương sẽ mời cho Giang Huỳnh. Em nói là em bao chắc cho mấy chị luôn. Mấy chị để ý hàng nhà em like cho mình đó. Nó khác hẳn với hàng chỗ khác like nha mấy chị. Giờ lấy liền mẫu quần sẽ mời cho em 69 ngàn. Hãy like cho mình toàn là mấy cái hàng tay mà các bạn order hàng cao cấp này kia nha mấy chị yêu nha. Chứ không phải là mấy cái hàng tem thường này kia đâu nha mấy chị yêu nha. Mấy quần này các bạn lên TikTok là thấy các bạn người ta bán hàng cao cấp. Quần sẽ mời Thanh Thủy Phạm. Đây thì mấy mẫu quần sẽ mời em còn được 2 con nữa. Quần sẽ mời 69 ngàn cho Huyền Trang. Còn một con cuối cùng chờ là cái liền mẫu quần CM 69 ngàn giúp em ạ. Rồi cái áo quàng này đẹp lắm, hàng bôm nè à, thu nhàn khoan A76. Rồi cái này em bán tặng cho mấy chị cái áo vàng này 59 ngàn đi. Cái liền em mà áo vàng 59 ngàn. Quần 69 ngàn cho Phan Thị Thiên. Chị chung đơn với Phan Lệ Quyên hả chị ơi. Lê liềm cho em mã dùm cho em. Ôi Phan Thị Thiên nha. Rồi cái này lê liềm cho em mã áo vàng 59 ngàn. Con áo vàng nó có coi giãn nha. Đây nè mấy chị nè. Chắc của nó có coi giãn nha. Chờ lấy áo vàng chút áo vàng. Áo vàng này bị bôm đó. Bôm mà mẫu này cũng lâu rồi mà mặc đẹp lắm nha. 59 ngàn. 59 ngàn. Vâng 59 cho Thủy Thủy. Đây mấy chị 49 ngàn nè. Lê liềm cho em mã hồng Dior 49 ngàn. Hồng Dior dùng cho em nha. 49 ngàn dùng cho em. Cái dùng cho em mã hồng thì o 49 ngàn cầu vai cho mình nè. Có cầu vai cho mình luôn ha. Kiều lấy thì chốt thì dùng cho em mã hồng dùng cho em. Áo hồng 49 ngàn có còn có mấy con thôi mấy chị. À khác có một con thôi mấy chị. Một con thôi nha. Kiều lấy áo hồng 49 chút. Và 59 hết rồi mấy chị ạ. Có một con duy nhất thôi. Kiều lên liền cho em mã áo hồng 49 ngàn. Có một con cuối cùng luôn á. Mấy cái mẫu này em về năm bao nhiêu hàng. Gần cả 1.000 cái luôn mấy chị. Còn sót lại mỗi mã đâu được à. Tàu mã được một con, có cái hết rồi mấy chị. Hồng 49 cho Thanh Thảo Nguyễn. Rồi cái này lên liền cho em mã gấu 79 ngàn, có set duy nhất nè. Gấu 79 ngàn, một set duy nhất là xả luôn mấy chị 79 ngàn ha. Lên liền em mã set gấu 79 ngàn hàng theo. Rồi cái này lên liền cho em mã hồng khác dùng cho em này còn ra được hai con cuối này mấy chị nè. Cho chị cái set xanh cho nó nha. Tay chị nào nhận cái set xanh, đó cái xanh đó. Rồi giúp cho chị mấy cục lẻ nó lại luôn đi nha. Sao chưa có lẻ không nè. Gấu xuân đặng 79. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Ghi dùng cho em mã áo khác dùng cho em 49 ngàn dùng cho em. Mấy cái này em hết mẫu luôn á. Bạn nào nhận được mấy cái áo này cũng biết nha. Cắt đẹp lắm. Rồi có cái quần xanh rồi ở đây nè. Chị nào mặc size L vậy có một quần dung đùi size L này. Hôm khác. Hôm khác 49 ngàn cho Xuân Mai. Hôm khác 49 ngàn. Mấy cái này mặc đẹp lắm. Hôm khác cho Tú Lân Trung 49. Đây mấy chị ơi có một quần size L nè. Giờ lấy quần size L chứ quần size L cho em nè. Quần size L 69 ngàn có quần thôi. Chị nào ưng mặc. Chị nào một quần đùi size L lấy size L đi mấy chị đẹp đó mấy chị. 69 ngàn có quần dung đùi mặc đẹp. Hàng Quảng Châu ấy. Rồi em có cho mấy chị một con quần hàng. Hàng này là hàng U Mì size L nha. Size L quần hộp ấy. Em tặng luôn cho mấy chị. Cái này em bị bôn về nha. Cái em hết rồi. Em bán cái mẫu này lâu rồi. Chị không lấy quần Minh Trang. Quần size L 69 ngàn giúp em ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè mấy chị nè. Đây mấy chị nè. Cái này là quần U Mì nha. Em tặng mấy chị 69 ngàn. Quần U Mì 69 ngàn dùng cho em. Size L dùng cho em. Cái này là hàng U Mì đó mấy chị nha. Hàng này đẹp lắm. Giặt máy giặt vô tư. Không sợ bị xù lông hay không sợ gì hết đó mấy chị. Size của Hải đang cầm là size L nha. Quần legging á. Cái này quần legging lưng cao nha. 69 ngàn. Cái này mặc sướng lắm mấy chị ơi. Mặc với lại mấy chị nào mà mông to này kia, đùi to á. Mấy bạn mặc với lại mấy cái áo phông mà chùm mông á đẹp lắm. Mặc đi tập. Lấy ghi 69 ngàn cho Băng Băng. Đẹp lắm luôn đó em. Chừng đó bán lâu rồi. Rồi cái này lên liền em mã váy 69 ngàn. Có con duy nhất nè. Còn con cuối nè mấy chị. Rồi lên liền cho em mã váy 69 ngàn. Size của Hải đang cầm là size 55kg đổ lại men ok. 55kg đổ lại men ok nha. Lên liền cho em mã này là mã váy hồng 69 ngàn. Lên liền em mã váy hồng dùm cho em. Có con duy nhất. Thế chị mặc 119 ngàn. Quần đen hết rồi chị ơi. Với số dính nhau anh Nguyễn. Rồi cái này lên liền em mặc set đen. Trời ơi cái set này mang sướng nha. Mặc hơi bị sướng luôn ấy.
55 cái đổ lại men ok, quần ôm nè, áo ôm nè. Cái set này mang sướng lắm. Em sẽ bán cho mấy chị 59.000, lên liền em mã set đen 59.000 có một set thôi. Nó kèm cái quần xanh nó rút ra, rút cái quần. Mình dùng cái cục đó lại cho chị nữa, đó cục đó. Đi. Đi dài trang nghĩa mình chị cái quần này. Đây, dài trang nghĩa. Bao nhiêu? 39.000. Hả? Đơn gì rồi chưa đi đúng không? Đi rồi chứ, cũng đơn rồi. Rồi cái này lên dùm cho em mặc áo hoa, à, set hoa 99.000, có set cuối cùng luôn á. Cái set hoa này mấy chị nhìn cái quần là mấy chị biết hàng nha. Đây, nhìn cái cặp quần dùm cho Hải Hiền, hàng chuẩn cho mình luôn, có túi hai bên cho mấy chị luôn. Và lên dùm cho em mặc dùm cho em. À, quần đó hết rồi nha chị ạ. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em cái mã này là mã set hoa 99.000. Set hoa này siêu xinh nha. Set hoa này đẹp lắm. Mấy chị mua cái quần này về đi. Nguyên set này về tách ra cái quần mặc cũng được luôn. Cái quần bữa nay người ta bán riêng nhiều lắm. Set 99.000 dùng cho em. Lên liền em mã set 99.000. Set hoa là cho em 99.000 ạ. Set hoa 99.000 ha. Rồi lên liền cho em mã áo phong hàng Emma dùng cho em. 69.000 dùng cho em nè. Áo phong hàng Emma nha mấy chị yêu nha. Đây, nhìn dùm cho em. Số loại cho Ruby Trương. Theo cho mình nè. Đó, mấy chị thấy không? Có đúng một con duy nhất áo phong 69.000. Lên liền em mặc áo phong 69.000 dùm cho em. Rồi cái dùm cho em mã xếp chữ 99.000 dùm cho em. Rồi chốt thì dùm cho em mã xếp chữ dùm cho em 99.000. Đây, có cho mấy chị. Xếp chữ này 65 cái đũa lạc này ok luôn. Lên liền em mã xếp chữ dùm cho em. Xếp nó hết rồi chị nhanh chút ơi. Không, sao chính như Ruby Trường. Rồi cái này lên liền cho em mã xếp chữ dùng cho em 99.000 dùng em phone 65 cái đổi lại mang được luôn. Đây này xếp gấu còn xếp 79.000. Xếp gấu này có hết này. Lên liền em mã xếp gấu đen này mấy chị. Trời ơi chắc đẹp này. Xếp gấu như thế này 79.000 mấy chị. Ôi cái này hàng theo luôn nè. Một cái quần của nó nè. Đó quần ống sung nè. Đó mấy chị nha chắc siêu đẹp. Tặng luôn cho mấy chị 79.000 luôn. Lên liền em mà xếp gấu 79.000. Xếp gấu 79.000 dùm cho em. Đi dùm cho em mà xếp gấu 79.000 dùm cho em nè. Rồi lên liền em mà xếp đáp 99.000. Đi dùm cho em mà xếp đáp dùm cho em. Thế hoặc có mùa này mới bán mấy bộ xếp đáp này 99.000. Xếp chữ 99.000 cho Hồng Duyên. Mỗi năm em toàn bán mấy cái xếp đáp này là hàng 160, 120, 130 đó mấy chị. Cho mấy chị yêu nha. Thiệt luôn ấy. Xích gấu 79. Năm nay đồ thật sự rất là rẻ luôn á. Xích gấu 79 cho Phi Phi. Quá trời rẻ luôn á. Rẻ quá trời quá đó. Rồi lên thì dùm cho em mã dùm cho em. Xếp đáp dùm cho em nè. Xếp đáp 99.000 dùm cho em. Rồi lên liền em mã đầm body 99.000 dùng cho em. Lên liền dùm cho em mã đầm body 99.000. Đầm body dùng cho em ha, 99.000 dùng cho em hàng bôi. Đầm body này hàng bôi nha, chị nào mà body thì lấy đi. Hãy ít khi hãy like body lắm, hiếm lắm mấy chị ơi. Body toàn lúc nào về cũng theo lỗ hết đó. Nha mấy chị yêu nha, size M nè. Đầm body size M dùng cho em khó kéo phía sau cho mình luôn á. Hàng bôi nha mấy bà ơi. Hàng bôi nha, hàng bôi mà bán cho mấy chị dám 99.000 nè. Body 99.000 dùm cho em. Body 99.000 lên cho em ạ. Lên liền em mã body 99.000 dùm cho em. Body 99 nha, chờ lấy body chút body. Body với Khánh Vy. Mấy chị yêu. Cái set, à, set này nè, set này nha. Em thấy bạn kia like nha. Hỏi hàng nhà em luôn. Mà form không có to như nhãi đâu. Chắc không có phải hàng linh đâu nha. Hàng chỉ là mai thường lên thôi mà người ta bán mấy chị 160 rồi đó. Đây nè. Cái xanh chữ này của Như Hải này mấy chị. Mà cái màu này rất là đẹp nha. Hãy like mấy chị 129.000, hãy cam kết cho mấy chị luôn á. Hàng chuẩn mấy bạn mua 350 của Hot Girl luôn. 350 của Hot Girl luôn nha. Đây. Link này mấy chị nè. Link design nha mấy chị yêu nha. Hai cái này mấy bạn có thể gỡ ra nha. Và cái này là mặc ở phía sau nha mấy chị yêu nha. Chữ là phía trước dùng cho Hải Hiền. 129.000. Chờ lấy thì chốt liền em mã set xanh 129 dùng cho em. Màu rất là đẹp nha mấy chị yêu nha. Vải của nó xịn ôi là xịn luôn. Cái áo của nó đẹp lắm mấy chị. Mấy chị không thích cái dây xích này thì có thể gỡ ra được nha mấy chị yêu nha. Rồi chờ lấy thì chốt liền dùng cho em. Set xanh 129 với em ạ. Xanh 129 nha, chất đã lắm luôn á mấy chị. Chất siêu siêu đã luôn, được có hai set cuối là hết rồi. Set xanh 129 đẹp lắm.
đẹp quá trời đẹp luôn, hãy bao chắc cho mấy chị luôn á, đẹp thì cái xanh đẹp lắm mấy chị. Body, body còn không? Body hết rồi mấy chị ơi. Số 129 cho Nguyễn Thúy. Rồi cái này lê liềm cho em mã váy vàng 79.000, trời ơi xinh xỉu luôn á. Này nào mặc đi chụp hình 79.000. Bà nào mà xin mặc chụp hình á, đăng bán cũng có lãi hơn Hải luôn á. Ừ. Đẹp chưa? 79.000 cái váy vàng nè. Trời ơi cái màu siêu yêu đó mấy chị, đẹp lắm. Lên liền cho em mã vàng dùng cho em nè. Vàng nha, 79.000, màu này đẹp lắm luôn nha mấy chị nha. Đầm phôn baby doll màu vàng. 79.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã vàng 79.000. Vàng 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 79.000 dùng cho em. Đi dùng cho em mã vàng 79.000 có khả năng. Dùng kem mã vàng dùng kem 79.000. Và cái set này cái đầm là GN nè mấy chị nè. Màu xám nha, 79.000, còn con cuối cùng xả luôn 79.000 luôn. Này là hàng 129 đó nha mấy chị nha. Rồi cái này chờ lấy thì chốt đi dùng kem mã xám dùng kem. Xám nha mấy chị nha. Vàng cho Hoàng Ngân 79.000. Rồi cái này lên liền em mã xám dùng kem 79.000 dùng. Còn em này là ghế lấy đi đúng không chị ơi? Xám 79.000, hàng NGN dùng kem. NGN nha, đó dùng cục đó là đây. Rồi lên liền em mã xám NGN 79.000 có con gì nữa. Xám cho Lan Chi. Rồi cái này lên liền cho em mã gấu dùng cho em nè mấy chị nè. Rồi chốt liền cho em mã gấu nha, 99.000. Cái set gấu chủng hàng loại 1 luôn nha mấy chị yêu nha. Đừng có so sánh với hàng thường mấy chị nha, mấy chị yêu nha. Hàng thì hàng xưởng lên nhiều lắm mấy chị. 59 nó có một con mấy chị ăn hết rồi. Hàng sale cho mấy chị 55kg vừa nha. Rồi chiều lấy thì chốt liền em mã set gấu đen dùng cho em, 99.000 dùng cho em. Gấu đen dùng cho em hoa 99.000 dùng cho em nè. Rồi chốt liền em mã set gấu đen 99.000. Set gấu dùng cho em 99.000 dùng cho em. Túi đồ của em bữa shipper cầm lộn nó về là chợ mà em nhớ lấy. Thanh Thảo Mỹ. Hôm trước gói lộn lên bưu điện. Vậy đem xuống rồi mà. Đem lên rồi á Thảo. Em lên rồi nha. Rồi chờ lấy chốt liền em mã set gấu dùng cho em 99.000 dùng cho em. Set gấu đen 99.000 hàng chủng lò 1. Gấu đen cho Phan không? Mấy chị để ý dùng cho em này, mua hàng lò 1. Em luôn cho chủ nhật chị lấy luôn thì anh Thảo Nguyễn á. Giá còn rẻ hơn cả hàng xưởng nha. Trời đất. Trời ơi, mã set gấu đen là cho em 99.000. Bà nào nhắn tin hỏi chứ set xanh và set cam Mickey này phone siêu đẹp luôn. Cam xanh nha, 99.000. Mà cái chắc em nói thiệt luôn á, nhận hàng là cái chắc mà siêu đỉnh luôn mấy chị ơi. Nè, phôm to nha, 60kg mang cái mông còn rộng nữa nha mấy chị yêu nha. Mặc lên là thấy đã lắm luôn á mấy chị, nha mấy chị yêu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em nè. Em có màu xanh với màu cam nha. Set này theo luôn cho mình luôn. Mấy cái nãy bạn mua á, hàng thun mà mấy cái bộ này nè. Mua là phải mấy bộ rộng thoải mái, mặc lên nha mấy chị yêu nha. Không có căng mông không gì nha mấy chị yêu nha. Mặc lên phôm siêu đẹp luôn. Em có màu xanh và màu cam, màu nào cũng đẹp hết trơn á mấy chị. Màu nào cũng mặc cắn da hết nha. Màu cam và màu xanh dùng cho em. Chờ lấy cam chút cam rồi lấy xanh chút xanh dùm em. Màu nào cũng đẹp hết trơn á mấy chị. Không có màu nào mà không đẹp luôn á. 99.000 xanh cái đẹp Mỹ Độ. Đẹp lắm luôn á. Màu tươi ơi là tươi luôn nha. Màu đẹp quá trời đẹp luôn này. Chờ lấy kèm màu dùm cho em. Ừ, mấy chị ơi em còn một cái quần này size S nè mấy chị ơi, 99.000. Cái quần LV 99.000 đây. Nhà người ta bán 145.000 đó. 145.000 mà phun đùi nha, chứ cũng chẳng được phun ngố như nhà Hải đâu mấy chị. Size S thôi nè, 99.000 nè. Giờ ấy thì chốt liền cho em, cam đẹp lắm luôn đó mấy chị. À em cảm ơn chị Vy Lê nha. Rồi lên liền cho em mã 99.000 ngố dùng cho em nè. Lên liền cho em mã ngố 99.000, một con duy nhất thôi mấy chị, size S. Mỗi tội nó còn size S thôi mấy chị, một con cuối cùng luôn á. Cái này em về lần thứ ba, lần thứ tư như lần nào cũng hết, nhưng mà còn một con cuối cùng size S đó mấy chị nha. Do là về mấy cái hàng này là về theo ri á mấy chị kìa. Về theo ri nha mấy chị nha. Chốt đủ size á thì chốt đủ size xong rồi cuối cùng cũng rất là size S nè mấy chị nha. Một con ngố cho Nguyễn lên. Lên liền cho em mã ngố dùng cho em. Cái set đen này còn xuất nha mấy chị nào lúc nãy á, lên còn một đen một xanh nè mấy chị. Một đen một xanh nha mấy chị nha. Một đen một xanh dùm cho em. Một đen một xanh nha mấy chị nha. Đây có duy nhất con cho mấy chị còn một bộ đen nè.
Đó, còn một bộ một đen, một bộ màu xanh. Chị nào ưng lấy màu gì thì mình màu đó dùm em, 129.000 dùm cho em. Mấy chị nhìn cái phông quần dùm cho em thích lắm mấy chị ơi, cầm lên nè, nhìn cái chất của nó nè mấy chị nha. Nhìn cái chất của nó mấy chị, em cầm lên ha, không có cần móc hay là không có cần gì hết mà lên phông nó rất là đẹp nha. Các bạn nhìn vô là các bạn nhìn cái bộ đồ của nó lên là hàng chuẩn cho mình á. Đây nè mấy chị nè. Em có màu đen và em có màu xanh á, chị nào ưng. Đen 129 chi tròn. Xanh và đen nha. Chờ lên dùm cho em màu đi mấy chị. Đen. Ngốt rồi tình yêu ơi. Đen 129 hết luôn rồi mấy chị ạ. Em 129 còn không đây. Chị nhớ còn. Ka Beauty Wear, Ka Beauty Wear set này. Set này bán lỗ 99.000 luôn, set nâu 99.000 dùm cho em. Lê liềm em mà set nâu 99.000 hàng Ka Beauty Wear dùm cho em. Đây mấy chị ơi, size M nha, 99.000 dùm cho em. Lên liền cho em mã dùm cho em. Ghi dùm cho em mã em. Cái xe đèn hơi hơi chỗ góc này nè. Em đi tìm đi, chỗ đó có. Chị nhớ là có mắt còn mấy xe. Đèn có, hôm qua, có hôm kia mới luôn nè. Đèn nè, cảm ơn. Rồi cái này lên liền cho em mã dùm cho em. Ghi dùm cho em mã nâu dùm cho em nè. Nâu nha mấy chị yêu nha. Ghi dùm cho em mã dùm cho em. Ngố chín hết rồi mấy chị ơi. Hết ngố rồi mấy chị ơi. Nó sạch ngố rồi, có cá nè. Rồi đây cái váy em đăng cho mình nè. Váy em đăng nha mấy chị yêu nha. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em mã váy caro dùm cho em. Váy caro nha mấy chị yêu nha. Chiều lấy thì chốt liền em mã váy caro dùm cho em. Không có đâu là cái đèn này. Rồi lên liền cho em mã váy caro dùm cho em. Tặng mấy chị nghe giá con này nghe. Tặng mấy chị 79.000 con váy caro này. Cho Hải xin một nút thả tim thả like nha. Đây nè. Con váy này có phần cho mình đó, con váy này em bị bôm về thôi, bôm trước em cắt bôm ấy. Em đáng lẽ là em để cho bạn kia nha, mà em nhắn tin mà cứ dèo lên thôi là em để lại em like cho mình luôn á. 79.000, váy caro 79.000 dùm cho. Caro 79.000 dùm cho. Caro phương phương tròn. Rồi cái này lên liền cho em mã dùm cho em. Cái dùm cho em mã set 59.000 dùm cho em. Set 59.000 dùng cho em được con áo ống nè mấy chị. Đang thích con áo ống này quá trời luôn. Mua con áo ống ở ngoài chợ nha. Cũng đã giá là 60.000. Mấy chị đi ra mua mấy hồi hay mặc. Ví dụ như mặc mấy cái áo ba lỗ mà. Áo ba lỗ mà mấy bạn mua áo ba lỗ thường ấy. Mà cái nách nó sáng sáng như này. Hay là mặc cái gì mà nó sáng sáng đây. Mua mấy cái áo ống về may nó đã 60.000 rồi á. Nguyên cái set này size M tặng luôn 59.000 luôn. Set 59.000. Cái lô bóng bóng nha. Set 59.000 rồi chú em. Rồi lên liền em mã set nâu tặng mấy chị luôn 89.000. Set 59 cho bông bông. Rồi lên liền em mã set nâu 89.000 dùng cho em. Set nâu dùng cho em nha 89.000. Ghi liền cho em mã set nâu 89.000 dùng cho em ha. Set nâu này là size cho mấy chị size M đổ lại men ok luôn. 50% phía sau chung và nó có dây. Nó có nút cho mình ha. Có gì kéo phía trước cho mấy chị luôn thoải mái nha. Con này bạn mặc cái áo á xinh lắm. Nha mấy chị yêu nha. Lên liền em mã set nâu 89.000 dùng cho em. Set nâu 89.000. Rồi set này em còn một set cuối cùng 89.000 luôn nè. Lên liền em mã set vàng 89.000. Có set duy nhất thôi. Cái set vàng này chắc đẹp mấy chị. Đẹp thật sự luôn. Thấy cái set vàng này bạn mua mà bạn về bạn mặc riêng cũng dễ nữa luôn á. Cái áo mà cái áo tơ mấy chị kìa. Áo tơ, áo sơ mi tơ mà kiểu cái tay của nó không phải là tay sắp nắp nha. Nhưng mà tay của nó kiểu giống như là tay con phương thợ chứ một. Cái tay của nó là tay lỡ lỡ mà con như thế này nè. Xinh lắm. Cái quần của nó đã lắm mấy chị. Nha mấy chị yêu nha. Lên liền em mã set tơ vàng dùng cho em 89.000 có set gì nữa. Đây nãy chị nào cũng chốt được cam xanh nè. Thì lấy đen cho em nè. Đen 99.000, set Mickey đen 99.000 dùng cho em. Vàng 89 luôn. Ồ vàng 89. Vàng cho Nguyễn Thủy đó không sao. Rồi cái này lên liền cho em mã set Mickey đen 99.000 dùng cho em. Chắc đẹp mấy chị, chắc thuê lắm luôn á. Nè. 99.000 nha, nhận mấy cái hàng này nha. 99.000 không bằng một con áo thun luôn á. Nhớ bạn nhận được một cái set rất là hài lòng cho mấy chị yêu nha. Chắc bao vải đẹp cho mình luôn. Đây nè. Cái này lại ôm theo á, hàng theo nha, chứ không phải là hàng in nhái đâu nào ha. Rồi chờ lấy thì chốt rồi dùng cho em. Set đen Mickey dùng cho em, với giá là 99.000. Đen Mickey 99.000 dùng cho em ha. Lên thì em mã set đen Mickey 99.000. Đen Mickey dùng cho em 99.000 dùng cho em. Chờ lấy đen Mickey, chốt đen Mickey ha. Cái set bò sữa này tặng luôn. Đúng rồi chị, nhưng mà chị đọc T
tên gì vậy chị? Sách đen cho chị Trúc Mai nè. À, sao vậy chị? Tăng ca đêm. Ủa, mình hát hàng ban ngày chứ chị? Ủa là lạ, đó là ban ngày mà tăng ca đêm không nhận được. Ừ, cái gì lưu giam 7 ngày đêm gọi khách đây chị? Tinh Vương chị. À, ý là làm ban ngày xong rồi tăng ca nữa. Mấy bà có vậy không, mua hàng làm gì trời? Mấy là tăng ca đêm mà làm ban ngày thì liên quan gì không nhận được. Em coi đây, em vốt vào ban ngày chứ. Xích đen bao nhiêu? Xích đen 99 ngàn. Xích đen cho Trúc Mai. Đó là khách mới hay khách cũ? Vua Hồng lần hay lần vua? Ừ chứ. Ngọn bỉ. Hả? Ngọn bỉ. Thiệt mấy bà đó hãm thật sự luôn á. Còn không nhận được thì thôi. Mình cảm nhận mình thấy mình khó mua hàng, mình khó nhận quá này kia thôi mấy chị ơi. Tội sốt người ta mấy chị. Rồi cái này lên liền cho em ha. Ghi dùm cho em, mã dùm cho em rồi mấy chị nè. Ghi dùm cho em cái mã này là mã set set bò sữa dùm cho em ha. Em tặng mấy chị cái set này luôn, 89 ngàn luôn. Em có được 5 set, cái màu này em chưa có like nha. Em chưa có like nha mấy chị nha. Em tặng luôn cho mấy chị luôn với giá là 89 ngàn luôn. Chờ lấy chút liền em mã set bò sữa dùm cho em 89 ngàn. Ghi em mã set bò sữa 89 ngàn dùm cho em. Set bò sữa nha mấy tình yêu nha, 89 ngàn dùm cho em. Có được có mấy set đâu mấy chị. Sẽ bò sữa 89 ngàn. Sẽ bò sữa lên cho em 89 ngàn mấy chị ạ. Lên liền em mã bò sữa 89 ngàn dùm cho em. Bò sữa xanh 89 ngàn cho Nguyễn Thuy. Rồi cái này lên liền cho em mã váy dùm cho em 79 ngàn dùm cho em nè. Váy 79 ngàn dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã váy 79 ngàn. Có cho mấy chị có một con duy nhất nè mấy chị. Một con duy nhất thôi nha. Với giá là 79 ngàn, nó giống với con màu vàng lúc nãy mà nó là màu kem nha. Chị nào ưng lấy vàng chút vàng, ưng lấy kem chút kem rồi. Vàng em còn một con á. Giờ lấy kem chút kem ha. 79 ngàn rồi. Trời, sao siêu phẩm còn một con nè mấy chị. 109 ngàn nè. Lên liền em mã váy NGN 109 dùm cho em. NGN nha mấy chị nha, 109 ngàn. Này NGN mà cái váy này xinh lắm, trời dông ghê luôn. Đây mấy chị, hàng NGN luôn 109 ngàn. Mua cái con đầm này về đi, mặc đi đám cưới mấy chị. Mặc chụp hình cũng đẹp lắm luôn á. Nó làm nha, nó làm sao mà đứng phôn lắm mấy chị. Không có mà chắc mà tục tục đâu nha. Hàng đẹp lắm mấy chị ơi. Lót bên trong cho mình luôn, cái đầm trắng này xinh lắm. 109 ngàn dùng cho em nè. Giờ lấy thì chốt liền em mã đầm trắng 109. Có con duy nhất rồi mấy chị, mà xịn sò lắm nha. Cái này bữa trước em về hai màu, màu đen với màu trắng ấy, màu đen màu trắng dùng mấy nào lên màu lên màu đúng mặt với em mấy chị ạ. Váy 109 dùng cho em. Các chị lấy mấy nào nhé. Rồi chốt liền cho em mã đầm hồng dùng cho em 99 ngàn dùng cho em. Lên liền em mã đầm hồng 79 ngàn. Em xả luôn 79 ngàn. Có con duy nhất nè mấy chị nè. Đầm hồng dùm cho em ha, sang em bò. Thân thảo nguyên lấy váy 109 với trắng đúng không chị? Cái đầm này khỏi phải bàn nha. Cái đầm này chắc siêu đẹp cho Hải luôn. Chắc đẹp lắm nha mấy chị nha. Phôn của nó là dính dài á mấy chị nha. Cái này mặc đi tiệc tùng này kia là ok la luôn á mấy chị. À 79 ngàn luôn. Lên liền em mã đầm hồng 79 ngàn. Có con duy nhất thôi. Dính cái này là like. Cái con này xinh lắm. Váy 109 hết rồi chị ơi. Cái con vàng này đẹp lắm mấy chị nghe. Trời ơi con vàng này xinh lắm luôn. 79 ngàn chút liền em mã vàng 79 ngàn. Thầy luôn cái con vàng này nha. Con 79 cho mình nhặt nguyện. Mấy chị nút một. Nó làm tầng cho mình nè. Size 55kg đổi lại mình ok. Váy này mặc xinh lắm mấy chị. Nó không có dài quá nha. Nếu mà chị nào mà ưng mặc mà trên gối một chút xíu rồi lấy cái con đầm vàng nè. Mà màu ngồi rất là đẹp mấy chị. Màu đẹp lắm. Lên liền em mã đầm vàng 79 ngàn dùng cho em, màu đẹp quá à. Đầm bay nè, mấy con tìm ra cái gì chứ. Là cho Nguyễn Thủy. Rồi lên liền em mã đầm bi 89 ngàn, có một con duy nhất thôi mấy chị. Bi 89 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã đầm bi 89 ngàn, có một con thôi nha mấy chị nha. Bi 89 ngàn, duy nhất một con thôi. Lên liền em mã đầm bi 89 ngàn, có con xinh. Xinh ơi là xinh luôn. Xinh ơi là xinh luôn. Rồi cái set này nó giống cái set hồng đầu lai. Em lai cho mình 89 ngàn.
Bi 89 cho đàng đàng. Cái gì? Cái này nè. Đây, nhìn quần dùng cho em ha. Nhìn cái phông quần nè. Có túi luôn, phông to 55kg đổ lại men ok trắng. Trắng tặng luôn cho mấy chị 79.000. Lên liền em mã trắng 79.000 dùng cho em. Đây con này Kim Anh bầu bé bán rất là đắt luôn á. Hàng mắt bôn nè, tặng luôn 79.000 luôn. Lên liền cho em mã đầm tơ 79.000, size 52kg đổ lại men ok. Lên liền em mã đầm tơ nha. Cái đầm tơ này hàng Kim Anh bầu bé bán đắt lắm mấy chị, 300 mấy một đầm á, 300 mấy một đầm luôn á. Em tặng luôn cho mấy chị luôn. Đầm vàng. Đầm vàng 79 hết rồi. Cái này đúng không? Ờ đúng rồi, nó vàng á, 79.000. Tơ 79 dùng cho em. Các chị ơi, cái xếp trắng 79.000. Tơ 79 cho Lan Chi. Quần dập ly hết rồi chị ơi, nãy mới để cho bạn kia cái trắng này 79.000 cho Thiên Ngọc Khánh. Nãy để cho bạn kia xếp hết rồi. Rồi cái dùng cho em ở đầm K 119.000 dùng cho em nè. K 119 size M. Em bán mấy chị nha con này nha. Em bán cho mấy chị chủ hàng nè. Đâu rồi. Đây mấy chị chủ mẫu mặc luôn á, bao hàng luôn cho mấy chị luôn á, cho mấy chị yêu nha. Đây là cái trên sàn luôn rồi. Đây này mấy chị nè, chủ tan hàng liên luôn á, cho mấy chị yêu nha, chủ cho mấy chị luôn, chủ 100% hàng mà người ta bán giá gấp 3 lần Hải Lai cho mình luôn á, gấp 3 lần đó mấy chị. Lên liền cho em mã cam 119 dùng cho em, đầm cam này mặc xinh lắm, tôn dáng lắm mấy chị ơi, size M 119.000. Cam 119 cho chị Thi Hình Ngọc Khánh. Cam này đẹp lắm luôn á chị ơi, đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã váy dùng cho em, tặng lốt cho mấy chị con này 79.000. Lên liền cho em mã váy hoa 79.000, nhưng mà size này mấy chị 52 cái đổi lại mang vừa thôi nha. Lên liền em mã váy hoa. Cái này là nó theo cho mình. Đây mấy chị, nó theo trên cái nền vải như thế này luôn ha. Mấy cái này là theo lên nha mấy chị yêu nha, chứ không phải là in lên đâu. Mấy cái này mặc lên xinh lắm, nó có dây cọc ở đây cho mình. 79.000, lên liền em mã hoa 79.000. Hoa 79.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã hoa 79.000, có con duy nhất rồi mấy chị. Là cái váy hàng Zara. Váy hàng Zara World nè mấy chị. Hoa cho chị thấy nè. Em mấy chị nè, rồi con váy Zara World chắc VIP Pro luôn, hàng nặng lắm. Tặng qua cho mấy chị con này luôn, 59.000, có con duy nhất rồi. Cái này em xả xu đó, em bị bô mấy lần luôn á. 59.000, lên liền em mã váy 59.000, có con rồi mấy chị. Khách khóc, chốt không có đủ đơn á, xong cứ bỏ ra bỏ vô hoài luôn á mấy chị ơi. Không đủ đơn cứ nhìn em cứ bỏ ra bỏ vô, bỏ ra bỏ vô hoài luôn á. Thôi em tặng luôn cho mấy chị. Rồi cái này là váy tóc tai dùng cho em 59.000 luôn. Cái này chính với chị Nguyễn Thủy. Rồi cái này lên liền em mở váy tóc tai 59.000, váy đó xịn lắm luôn á bạn bé Hiền. Cái váy 59.000 mà cắt nặng lắm, chắc u mì đã lắm. Rồi lên liền cho em mở váy tóc tai 59.000, có hai con thôi mấy chị. Con này mùa nãy bạn mặc sướng nè. Đó mùa nãy bạn ở nhà bạn mặc mấy con mà kiểu giống như tai tai như thế này mặc rất là mát luôn á, mà chắc tóc tai mặc phê nha, mặc đi tiệc cũng được luôn. Lên liền em mở váy tóc tai có hai con thôi. Lên liền em mã váy tóc ta có hai con mấy chị, 59.000 dùm chị. Rồi lên liền cho em mã sơ mi dùng chị nè mấy chị nè. Lên liền cho em mã sơ mi 39.000, có con duy nhất. Lên liền cho em mã sơ mi nha mấy chị yêu nha. À chị nào lấy váy tóc ta, chúc váy tóc ta đừng ghi váy 59, hãy không có biết váy nào. Mấy chị lên váy tóc ta thì ghi váy tóc ta cho Hải nha. Em đứng lên lấy cho chị cái váy vàng ngay chỗ này. Ê chị một cái thôi. Cái vàng ngay với chị ở ngồi đó kìa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ví dùng cho em mã sơ mi 39.000. Chị Tần Tiên lấy váy tóc ta hay váy gì chị ạ? Lấy váy tóc ta thì ghi váy tóc ta. Em nhiệt miệng mà em mở miệng không ra luôn á mấy chị ơi. Đau miệng quá. Váy tóc ta cho chị Bích, cho chị Đặng Bích Ngân nè.
Chị nói mấy tóc ta, chúc mấy tóc ta cho hả nha. Mấy ốc hình miền của Hải là không cần đi tiêm filler gì nó cũng dài. Bữa thì nó nhiệt miệng nó sưng, ở bên đây nó sưng cục mấy chị. Bữa này nó nhiệt ở dưới này nè. Mấy tóc ta năm chín như chị Giang Giang. Nó sưng lên cái mô nó dài giống như mới đi tiêm vậy đó mấy chị. Nó đi tiêm mô dài vậy đó. Đây váy này đây Hải tặng mấy chị 89.000 nè. Màu vàng 89.000. Có mấy con thôi nha chị hãy lấy cái con này không nè. Đẹp lắm luôn á, Hải có hình rồi đó. Sơ mây 39 gấp nãy cho chị ái bẩm. Hải có hình đó, Hải về được hàng sale nha. Hàng này bữa trước Hải like 119.000 mà không hề sỉ luôn á. 119 mà không hề sỉ nha. Cái này em bán 89.000, cái này em mới được về được hàng sale cho mình. Em đăng lên trên story rồi đó. Nãy giờ có nhiều bạn hỏi đó. Nhiều bạn hỏi cái đàn vàng like chưa đó nha mấy chị yêu nha. 89.000, lên liền em mã vàng 89.000. Lên liền cho em mã vàng 89.000. Nãy quá trời bạn hỏi mà đầu like này không có like đó. Em để cuối like để có mấy con thôi, em chốt cho mấy chị khách quen ha. 89.000 đẹp lắm á. Váy vàng 89 như chị Ba Úc. Lên liền em mã váy vàng đầm maxi vàng 89.000, hàng đẹp lắm mấy chị ơi. Hàng đẹp lắm. Trời ơi, không phải hàng sale mà hàng dỗm này kia đâu nha. Chủng hàng y như vậy luôn nhưng mà em ôm được sale, kho người ta mới sale cho em á, nên là em lấy về cho mình á. Đây nè. Hàng này là hàng Zara này mấy chị nè. Mấy cái hàng này mà yên tâm về chất nha, bán 89.000 nhưng mà cam kết mấy chị luôn, hàng siêu đẹp luôn á. Cái vàng cho chị Song Ngư. Đẹp lắm mấy chị. 89.000 dùng cho. Cái vàng cho chị Minh Nhật Nguyễn. Mấy này đẹp lắm, em ôm được sale đó mấy chị. Rồi lên liền cho em mà áo hoa 59.000 dùng cho em. Lên liền cho em mà áo hoa 59.000. Hoa 59.000 dùng cho em, có duy nhất cho mấy chị được 3 con nè. Áo hoa này phía sau của nó có chung cho mình như thế này ha. Coi chờ lấy chút thì em mà áo hoa dùng cho em. Lấy vàng đó lấy đi mấy chị. Mấy hồi này em có cả màu. Đợt trước mà em like cho mấy chị giá 119.000 là em có màu xanh, em có màu hồng nữa nha mấy chị yêu nha. Màu vàng em không có đâu, màu vàng không có hàng sale đâu mấy chị. Còn mới vừa về cho mình đó. Hoa 59.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã hoa 59.000 ba con. Có hoa 59 cho chị Nguyễn Trần Hảo Thiên. Lên liền em mã áo hoa 59.000. Hoa nha mấy chị yêu nha, 59.000 dùng cho em. Rồi cho mấy chị một con quần ngố size L nè mấy chị. Một con quần ngố size L 79.000, có một con duy nhất không? Một con quần ngố size L 79.000, hai khuy. Hai khuy nha. Ở đây nó có cái túi nè, bé bé xinh xinh nè, đẹp chưa? Quần ngố đen nha mấy chị yêu nha, với giá là bao nhiêu? 79.000. Lên liền cho em mã ngố đen 79.000 dùng cho em. Ngố đen 79.000, có một con size L nha, duy nhất có một con thôi, chốt một con thôi. Là em lấy một chút. Ngố 79 như chị Ánh Mai. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em nè. Đi dùng cho em mã xếp dùng cho em nè mấy chị. Xếp cho mấy chị yêu nha. Như dùng kem cái mã này là mã số chủ này em bán mấy chị 109.000, em còn số cuối cùng luôn màu đen. Cái này là em like 129 nha mấy tình yêu nha, em xả luôn cho mấy chị 109.000 cuối like á. Nhưng mà chỉ có một xé thôi, nói chung là bữa nay hàng một cái em mới sale cho mấy chị giá rẻ nha mấy chị yêu nha. Tại bữa nay em về số lượng hàng không có nhiều tới mấy chị nha mấy chị yêu nha. Kèo lấy thì chốt đi dùng kem mã dùng kem. Đi dùng kem mã xếp đen 109 số chủ á, số chủ theo 109 á. Số chủ 109 với chị Phong Lan. Rồi cái này lên liền cho em mã váy tím dùng cho em nè. Váy tím nha mấy chị yêu nha. Với giá là 59.000, size cho mấy chị size M nè. Lên liền em mã váy tím size M có set thôi. Váy tím size M một set duy nhất nè. Giờ là hàng một cái em mới sale cho mấy chị giá rẻ thôi nha. Còn hàng nhiều là không bao giờ em sale hết á. Rồi cái này lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi cái này set 119.000, còn không nhỉ? Tím 59 với chị Bạch Lan. Rồi lên liền em mã. À set Mickey đen 99. Trời ơi, set Mickey đen giờ mới lên bà ơi. Mickey đen 99 là cái set lại hả nhỏ? Sao giờ mới con lên hả? Cho chị cái cam cam chút hút dùm cái bột này. Rồi lên liền em mã set bell 119.000, có set duy nhất nè mấy chị. Lên liền em mã set bell nha, em ghiền lắm luôn, em để là một set lắm. Giờ còn hai set mà em để là một set nha. Bữa này em like, ngày mai em like ca sáng nha mấy chị yêu nha. Xếp beo dùng cho em 119.000 dùng cho em. Ngày mai em like ca sáng nha, 9 rưỡi em like ca sáng cho mấy chị nha. Rồi lên liền em mã xếp beo dùng cho em nè. Xếp beo nha, 119.000 dùng cho em, có xếp thôi, em để là một xếp. Đây đúng không nè? Em lấy cái xếp này á hả? Xếp
sữa chua trắng lúc nãy còn không chị ơi? Còn sữa chua trắng. Cái xô này đúng không chị ơi? 119 ngàn. Chị Hiền lấy xếp này đi, chị Hiền đẹp lắm luôn á. Trời ơi đẹp lắm. Hãy mãi bán. Hãy không bao giờ bán xếp xô 119 ngàn luôn á. Xếp xô chắc đẹp lắm, 119 ngàn. Còn này chị, có xếp nè, chị lấy đi, đẹp lắm. Cái áo của nó nha, cái áo này mà hàng Zara kìa. Các bạn cũng mua nó cũng y như xô xô như thế này đây mà 600-700 ngàn một cái áo á. Nha mấy chịu nha. Một cái áo không thôi 600-700 ngàn rồi nha mấy chịu nha. Nguyên set luôn nè. 119 ngàn. Chờ lấy chút mê mã set xô trắng 119 dùng cho em. Set xô trắng 119 dùng cho em. Trời trời dông ghê quá trời. Đây mấy chị ơi, set Mickey có mã dây dây em bấm này cho chị đưa cho em chưa? Chưa. Đây mấy chị ơi, em lấy xếp xô nha. Ok Thu Hiền nha. Xếp xô mà dùng cho em. Đây mấy chị ơi, xếp Mickey đen nè, xếp Mickey cam nè. Nãy bạn gì Giang Giang lấy nè, em lấy màu gì em? Chị còn một cam với lại đen nè. Lấy màu gì hãy like luôn cho nhanh ha. Đây mấy chị nè, hãy có cho mấy chị cam và đen nha. Cam và đen nha mấy chị yêu nha. Cam và đen. Đây mấy chị, ôi trời ơi. Chị giống như trời giông mà, không? Trời giông đổ đèn luôn phải không? Rồi lên liền cho em mãi luôn cha. Cái này em có màu cam màu đen nè mấy chị. Màu cam với màu đen nha mấy chị nha. Chờ lấy màu gì mình màu đó cho em cha. Cam Mickey cho Giang Giang. Coi chờ lấy đen chút đen. Cam giống như chị Giang Giang. Rồi lên liền cho em mã đen dùng cho em 99 ngàn. Đen nha, đen là 99, cam 99 luôn. Chờ lấy màu gì mình màu đó cho em cha. Đen và cam dùng cho em. Rồi lên liền cho em mà áo trắng xô dùng cho em nè. Tặng mấy chị con này 49 ngàn. Lên liền em mà áo trắng xô 49 ngàn dùng cho em. Cam hết rồi băng băng ơi. Thấy này cao ở ngoài chốt. Còn đen thôi băng băng ơi. Rồi lên liền cho em mặc áo dùng cho em 49 ngàn áo trắng xô dùng cho em một con nè. Còn cái này là áo zip á mấy chị. Tặng luôn cho mấy chị luôn với giá là 49 ngàn. Lên liền cho em mặc áo trắng 49 ngàn áo trà xanh á. Áo này chắc em bị bô cũng lâu rồi. Chắc cũng đầu hồi đầu tháng 1 bây giờ á. Đầu tháng 1 hàng 79 ngàn nha. Hàng 79 ngàn á, bây giờ em tặng luôn cho mấy chị 49 ngàn luôn. Chả lấy cho em mặc áo trắng, cho áo trắng dùm cho em. Con này các bạn mặc cái quần jean đùi á, đẹp lắm. Mặc quần đùi hoặc là mặc cái chân váy xếp ly đó mấy chị, đẹp ơi là đẹp luôn. 49 ngàn nha, chả lấy chút liền cho em mặc áo 49 ngàn dùm cho em có 1 con thôi. Một con hàng bôn thôi mấy chị. Và phong hàng kim, giống cái con phong xanh nãy lúc nãy á. Rồi trời mưa tinh cũng luôn. Rồi cái này ghi liền cho em mã dùm cho em. Cái này nó giống với con mấy cái giống cái hãng mà hãng nó nhiều con đầu ta. Giống cái hãng lúc nãy con Thiên Nga mấy chị nha mấy chịu nha. Chờ lấy thì chốt liền cho em mã phong vàng 59 ngàn. Phong vàng nha mấy chịu nha. Hàng kim nè, ba con cuối cùng thôi mấy chị 59 ngàn. Chờ nào lấy thì chốt luôn cho hãng nha. Lấy liền cho em mã vàng dùm cho em. Vàng nha mấy chịu nha. Với giá là 59 ngàn. Chốt liền cho em mã vàng 59 ngàn dùm cho em. Ba con thôi mấy chị. Ui rồi bị ao ra đây nè. Chưa. Mấy chị ơi mạng lướt lắm mà. Rồi để xấu like nha. Mạng xem được không mấy chị ơi? Bạn xem được không? Sao không thấy ai nói năng gì hết trơn nè. Thôi em like xếp hồng cuối cùng nha, 99 ngàn rồi em tắt like hồng. Hồng theo 99 ngàn. Rồi lên liền em mã xếp hồng 99 ngàn cuối cùng rồi em tắt nha. Đây mấy chị. Cái hồng là cái quần nó giống với cái quần em đang mang đó. Nha mấy chị yêu nha. Giống cái quần em đang mang cho mình luôn. Mấy gì nhìn cái chất của nó này, phôm to như thế này.
Hồng 99.000 cái kia vàng cho chị đổ thì kim ngu nè. Hồng 99.000 lên liền em mã hồng. Hồng này có xét không mấy chị, một xét thôi chị đo hết rồi. Mấy kia vàng 59 chị đổ kim ngu. Hồng 99 với chị ánh mai. Em sợ mưa nãy mạng nó bị đứng đó mấy chị. Hồng hết rồi chị ơi. Rồi cái này lên liền em mã xét kem dùm cho em. Xét kem này em tặng nốt cho mấy chị luôn, 69.000 luôn nè. Lên liền em mã xét kem dùm cho em ha. Rồi lên liền dùm cho em mã dùm cho em. Rồi cái dùm cho em mã dùm cho em. Cái dùm cho em cái mã hết hồng rồi mấy chị ơi, hết hồng rồi. Nha mấy chị nha. Đây nè mấy chị nè. Cái này em còn đúng cho mấy chị được có một set. Em tặng luôn 69.000, em nhập vô 90.000 đó. Rồi chị nào ung chốt thì chốt lại nha. Set kem dùng cho em 69.000 duy nhất một set thôi. Set kem nó sắc đẹp lắm. Rồi cái set chị nhớ cái set chữ đó, nó nãy mình có lai màu đen đó nè. Để chị ung chốt màu đen đẹp lắm. Set hồng hết rồi mấy chị ơi. Rồi cái này lên liền em mà set xanh 99.000 dùng cho em nè. Ôi sẽ tàn tốt mày đến hộp luôn. Sẽ càng sao chính cho chị Thủy Nguyễn. Trời ơi mấy chị ơi, viết vào rồi luôn nè. 99.000 lên liền em mã set xanh dùng cho em. Hai set cuối cùng luôn. Quần giống bò thải mang nè mấy chị nè. Cái quần mà kiểu giống như rộng rộng mấy chị kìa. Đây nha mấy chị yêu nha, một con áo tan tốt nè. Cái set xanh chữ này đẹp nè mấy chị. 99.000 set hồng hết rồi mấy chị ơi. Lên liền em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã set xanh chữ dùng cho em. 99.000 quá trời đẹp luôn. Ôi cái xét xanh chủ này chút nhanh đi. Xét xanh 99 cho chị Phong Lan. Xét xanh 99 cho chị Hồi Thương. Rồi cái này lên liền kem mã xét đát 99.000 dùng kem nè. Rồi cái xét đát này đúng chuẩn hàng nè. Theo hóa toàn bộ luôn. Rồi lên liền em mã xét đát dùng kem. Cái dùng kem mã xét đát nha mấy chị yêu nha. Tặng luôn mấy chị xét đát này 99.000 luôn. Em thề luôn là em nhập 99. Bây giờ em mua mấy chị 99.000 luôn á. Cái set này nè mấy chị nè. Em mà cái mùa này nè mấy chị nè. Cao nhất là em nhập vô em bán lãi đúng cao nhất là chắc cũng được 10.000 thôi mấy chị. Còn lại là rẻ bèo luôn. Nhiều lúc mà like có cái còn lây lũa nó luôn đó mấy chị. Set hồng đá dùng cho em ha. Theo chủ cho mình nè. Theo nha mấy chị nha. Hai cái tay của nó theo cho mình luôn. Và cái này nó chạy viền cho mình nè. Chạy viền nha mấy chị nha. Giờ lấy thì chốt liền em mà set đá 99.000 dùng cho em. Lên liền em mã set đát 99.000 dùng cho anh. Set đát nha mấy chị yêu nha. Tức là chị lấy cho chị cái set xanh đó kìa. Với lại cái set xám đó. Lại nốt cho mấy chị hai mã này nữa không? Đó, đó đi. Còn cái xanh kia trước là cái gì nữa nè. Set đát cho chị Nam Diệp. Đây, chị gì em đợi. Lấy hai con váy miên này không nè chị này. Xách đá 99 cho chị Thủy Vô Cô. Đây nè. Xách đá cho chị Ngân Diệp. Cái váy miên này có hai con nè mấy chị nè. Váy miên này em có hai con á. Chị nào ưng lấy thì chốt nè. Cái này em tặng mấy chị 100. Thôi em xả luôn mấy chị 109.000 đi. Xách đá cho chị Lê Ánh. Cái này em tặng mấy chị 109.000. Hàng miên của Hải nha. Không phải là hàng thường đâu mấy chị. Đây nè. Mấy chị nhìn cái chất nè, với lại cái phôm hàng người ta lên á nha mấy chị nha. Tùy nhất là cái phôm nha mấy chị nha. Vải có đẹp như thế nào nhưng mà các bạn lên hàng xưởng á, nó không có đập khuôn cho mình ha. Nó may rất là ẩu mấy chị nha mấy chị nha. Còn mấy cái hàng này nè mấy chị nè, nó ra mẫu á mấy chị kìa. Nó ra 1.000-2.000 mẫu thì nó phải làm đập khuôn này cho em mấy hình luôn. Nên là lên phôm nó rất là đẹp nha mấy chị nha. Mẫu này kia lên nó là đẹp chứ không phải là như hàng xưởng người ta mai cho mấy chị là đường này kia đâu mấy chị nha. Mấy chị nha, tay của nó nè. Cái váy xanh miên này đẹp lắm mấy chị. Em xả luôn mấy chị 109.000. Hàng này là hàng miên nha mấy chị nha. Con này mặc xinh lắm, bà nào bầu mang cũng đẹp nữa. Bầu mang cũng rất là đẹp nha. Chào lấy thì chốt thì dùng cho em. Chị Phong Lan lấy cái set này không? Hồi nãy là màu gì vậy? Hồi nãy là màu đen, hôm nay là màu xanh. Em bán tặng mấy chị 109.000 luôn đi. Em xả mấy chị 109.000 màu xanh. Lấy 109 cho chị Hồi Thương. Coi lại xếp đáp cái này thôi. Đợi Hải xíu nha Hồng. Đợi Hải xíu nha, Hải lai nốt cái mã này. Lấy 109 cho chị Hồi Thương. Đợi lên liền em mã xếp chữ heo dùm cho em. 109.000. Xếp này Hải bán lỗ thật sự luôn á. Không nói giấc mấy chị luôn á. Xếp này Hải nhập vô cao lắm.
hàng này nhập vô, tại vì cái mẫu này là cái mẫu mà hot tới bây giờ, hot lâu nhất luôn á mấy chị, nha mấy chịu nha. Bây giờ người ta vẫn ra đều đều luôn đó mấy chị, nha mấy chịu nha. Và cái này theo một con áo tanh tốt nè, kèm cho mấy chị một con quần, lúc nãy em có like cho mấy chị màu đen đó. Cái này là xanh nha mấy chịu nha, 109. Đắt cho chị, đắt dòng nhược lái nha chị quá. Đắt là theo nha, theo chữ đáp nè, theo hai cánh tay cho mình nè, nha mấy chị hiểu nha. Quần là hàng chạy viền nè, nha mấy chị. Ra liền men mà xếp đáp luôn kìa. Xanh 109. Xanh 109 với chị Nguyễn Thúy. Còn ra liền men mà xếp đáp này chị Hồng Nhật lấy. Xếp đáp cho chị Hồng Nhật. Cái xếp đáp này đẹp quá chị, hàng theo. Hàng theo mặt xước bền. Rồi xám 99.000 nốt ba con này cuối nữa thôi, em tắt nha. Hẹn gặp mấy chị tối nha. Tối lên cho mấy chị nhiều hàng mới nè. Đây mấy chị. Cái này là xám. Xám nha, xám dùng cho em. Xám này kiểu áo của nó, áo phối á mấy chị. Áo phối nha mấy chị nha. Áo phối cho mình ở dưới là trắng này, tay của nó nè. Cái set này cũng hot lắm mấy chị. Em xả luôn mấy chị 99.000 luôn. Lên liền cho em mà set xám dùng cho em 99.000 dùng cho em. Set xám 99.000 có 3 set cuối à mấy chị. Nốt 3 set luôn nha. Kề. Cái set caro ở dưới đó kìa, ở dưới là đúng không? Phải không? Không phải hả? À, biết đó rồi. Rồi chờ lấy chốt liền em mà set xám dùng cho em mấy chị. Rồi hẹn gặp mấy chị tối nha, tối lên nha. Để tắt like nha, mưa mấy chị ơi, nói gầm cổ. Lạnh hả bé? Rồi tắt like nha, bye bye mấy chị nha.